Cái gì? Đám đông vốn đã yên vị khi nghe được Trần Triệu Dương và Dương Lệ nói ra lời này thì trái tim họ run lên, đặc biệt là Trương Dũng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Phó Chủ tịch Trương, điều hòa ở đây chắc khá lạnh, sao ông vẫn ra mồ hôi vậy? Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn Trương Dũng nói. Tôi sợ nóng, sợ nóng. Trương Dũng có phần ngượng nghịu đáp, lời nói ra cũng không rõ ràng nữa. Những người khác lúc này cũng đang rất căng thẳng, rõ ràng chấn động từ trong lời nói của Trần Triệu Dương đã chạm tới tâm lý phòng bị của họ. Người anh em, hành sự không cần tuyệt tình như vậy, làm việc gì cũng nên chừa lại một đường lui, ngày sau dễ nói chuyện. Trương Dũng lúc này đã lấy lại bình tĩnh, ông ta là người đã trải qua những biến cố lớn nên không thể chỉ vì một hai câu nói của đối phương liền tự mình rối loạn trận cước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ồ, có vẻ như vừa rồi có người không muốn lưu lại đường lui nào mà, tôi tất nhiên là làm theo tiêu chuẩn của mấy người thôi, Trần Triệu Dương phẩy tay, sau đó nhìn hướng Dương Lệ. Đội trưởng Dương, báo cảnh sát, Trần Triệu Dương không hề do dự trực tiếp nói với cô. Hừ, báo đi, trừ phi cậu có bằng chứng nếu không thì chính là vu khống người khác, đợi cảnh sát tới, tôi nhất định sẽ kiện cậu tội phỉ báng, hạn chế tự do cá nhân, Trương Dũng lập tức ngồi xuống ghế lạnh lùng nói. Về phần những người khác trước tiên không nhắc đến nữa, ba ngày trước, tại khách sạn Binh Giang cùng Ngụy Hang Thiên, sự việc cụ thể chắc tôi không cần phải nói lại nữa, Trần Triệu Dương lập tức chọn ra một mục từ trong điện thoại đọc lên. Còn có cái này, một tháng trước, một giao dịch với công ty Thiên Phú. 300.000 chiết khấu. Hai tuần trước, cùng tòa nhà hợp trà. Trần Triệu Dương đọc từng mục, dường như mỗi khi anh đọc lên một mục thì lại có một người phải thay đổi sắc mặt. Mặc dù Trần Triệu Dương không đọc ra họ tên nhưng những tài liệu này đối với họ mà nói đều là đòn chí mạng, người ta đã có thể lấy ra tài liệu chi tiết như vậy, làm sao có thể không điều tra ra danh tính của họ đây? Còn cần tôi đọc tiếp không? Đương nhiên, các người cũng có thể ôm tâm lý may mắn. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của các người, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Câu nói này của anh vừa vang lên, liền có người ngồi phịch xuống đất với vẻ mặt xám xịt. Tôi nguyện ý nói rõ, lần này nhà họ Ngụy đã tới tìm tôi, họ bảo tôi. Lập tức có người đứng ra, bắt đầu khai báo lại cho Trần Triệu Dương. Tên khốn kiếp, liên quan gì tới tôi? Tôi không liên quan gì đến chuyện này, thấy người này không chỉ đem sự tình của bản thân khai báo rõ ràng mà còn đề cập tới mình. Trương Dũng giật thót như mèo bị giấm phải đuôi. Phó Chủ tịch Trương, sự việc đã đến bước này, không lẽ ông cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục sao? Khai báo sớm có lẽ công ty xem xét những năm tháng vất vả chúng ta làm việc mà ít truy cứu trách nhiệm hơn, người kia lúc này đã không còn sợ Trương Dũng nữa, lập tức giống lên. Ông! Nghe vậy Trương Dũng lập tức nổi giận, nhưng mọi chuyện đã đến bước này, ông ta không thể làm gì nữa. Rất tốt! Đừng lo, công ty sẽ dựa trên hoàn cảnh cá nhân của từng người để xem xét xử lý, chúng tôi sẽ không để bộ. Tư pháp tham gia vào, thấy người kia đã khai ra Trần Triệu Dương liền nói. Tôi cũng khai. Còn có tôi. Thấy người khai báo trước không phải chịu phạt nặng, những người khác vội lên tiếng. Được, đây không phải là nơi khai báo, đội trưởng Dương, cô dẫn người đi để họ nói rõ tình hình, dù sao loại việc tiết lộ cơ mật công ty cũng thuộc trách nhiệm của đội bảo vệ. Trần Triệu Dương liền yêu cầu Dương Lệ và người của phòng bảo vệ đưa những người này sang một phòng họp nhỏ khác. Người gần như đã rời đi hết chỉ còn lại một người là Trương Dũng khiến ông ta triệt để sụp đổ. Rõ ràng ông ta không ngờ rằng những việc vốn không một kẽ hở lại bị Trần Triệu Dương vài ba câu giải quyết gọn gàng. Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã cùng những người còn lại trong công ty lúc này đều kinh ngạc nhìn Trần Triệu Dương, vừa rồi anh thực sự quá ngầu. Bọn họ không biết Trần Triệu Dương dùng cách gì lấy được những tài liệu này. Phải biết rằng bọn họ đã dám làm ra loại việc này thì tính bảo mật chắc chắn phải vô cùng tốt. Trong hoàn cảnh như vậy, Trần Triệu Dương lại có thể giành được tất cả tài liệu của họ này về tay, quả thật quá thần kỳ. Cậu thanh niên à, cậu thực sự rất lợi hại, có thể nói cho tôi biết cậu rốt cuộc là ai không? Trần Dũng vẻ mặt chán, nản ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Dương hỏi. Tôi, ha ha, tôi có thể nói cho ông biết. Trần Triệu Dương cười đáp. Tôi là chồng của Nam Cung Yến. Nghe được lời này, mọi người trong phòng họp đều nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt ngẩn ngơ, dẫu sao thì theo họ, điều kiện mọi mặt của anh cũng không xứng với Nam Cung Yến, làm sao có thể là chồng của cô được đây? Hơn nữa, họ chưa từng nghe qua tin tức Nam Cung Yến đã kết hôn, suy cho cùng đây cũng không phải là chuyện nhỏ, với tính cách Nam Cung Minh Đức, hôn sự của con gái không thể diễn ra trong lặng lẽ. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt, nếu tôi cũng trẻ hơn 20 tuổi.
tôi cũng nguyện ý phấn đấu vì người phụ nữ yêu quý của mình. Được rồi, tôi đi đây, hy vọng công ty có thể qua được ải này, Trần Dũng thở dài, không còn vùng vẫy nữa, lập tức. Đứng dậy đi về phía phòng họp khác. Chủ tịch, chuyện sau đó giao luôn cho chúng tôi là được, Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến câu này, sau đó liền đứng dậy. Nhìn bóng lưng rời đi của Trần Triệu Dương, ánh mắt Nam Cung Yến ẩn hiện một tia sùng bái. Dường như bất cứ việc gì đến tay người đàn ông này đều trở nên vô cùng đơn giản. Trần Triệu Dương đương nhiên không rời đi ngay, chủ yếu là anh không hiểu về chuyện kinh doanh, đương nhiên muốn giải quyết chuyện của nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy là vì anh mà tới, bản thân anh trốn tránh cũng không được. Trần Triệu Dương trực tiếp gọi điện cho Tô Hồng Mị. Người đàn ông nhỏ của chị, cậu cần chị làm gì? Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói mệt mỏi của Tô Hồng Mị vang lên. Chị Mị, chị vất vả rồi, nghe được lời này của Tô Hồng Mị, Trần Triệu Dương lập tức có chút áy náy, dù sao thật sự quá vất vả đối với một người phụ nữ khi làm loại chuyện này. Nếu đã biết chị vất vả, vậy đồ tồi cậu cũng không biết đường tới bầu bạn với chị. Được rồi, có chuyện gì nhanh nói đi, ở chỗ chị còn một đống chuyện đây, giọng Tô Hồng Mị mang theo phần biếng nhác nói. Chị đợi qua khoảng thời gian bận rộn này, tôi sẽ qua đó với chị, Trần Triệu Dương hổ thẹn đáp, sau đó liền hỏi, chị Mị, chị giúp tôi điều tra xem nơi dừng chân hiện giờ của người nhà họ Ngụy là ở đâu. Được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại của cậu, dứt lời Tô Hồng Mị liền cúp máy. Chẳng bao lâu, điện thoại của anh đã nhận được tin tức mà Tô Hồng Mị gửi tới. Khách sạn Long Hải, 10 người, có chút thú vị, khi đọc được tin nhắn khuôn mặt anh lập tức vẽ ra một nụ cười lạnh. Bởi trong số 10 người này lại có hai trưởng lão của nhà họ Ngụy, mặc dù không biết khả năng họ thế nào nhưng thực lực của một gia tộc sắp trở thành thế gia võ đạo chắc chắn không đơn giản. Tuy nhiên vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Trần Triệu Dương đương nhiên lập tức đi tới khách sạn Long Hải. Khi anh bắt taxi tới khách sạn thì lại nhận được một tin nhắn. Hai võ giả bán bộ tiên thiên, còn lại đều là hậu thiên đại thành, thực lực quả nhiên rất mạnh mẽ, thông tin lần này càng rõ ràng hơn. Cậu tử, cảm ơn cậu, Trần Triệu Dương sau đó gọi điện. Lão đại, chúng em không muốn giải tán mà quyết định tới tìm anh rồi, giọng nói của cậu tử vang lên, Trần Triệu Dương còn chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Nghe được lời nói ở đầu dây bên kia, Trần Triệu Dương bỗng nhiên có chút không biết phải làm sao, anh biết, nhóm côn đồ này chắc chắn sẽ không chịu để yên, không nghĩ tới họ lại thuận cọc mà leo lên như vậy. Không sai, chuyện ngày hôm nay, anh đã gửi tin nhắn cho cậu ta. Hắc kiện của Huyết Lang vốn là một hacker, theo như cậu ta nói thì không có tài liệu nào mà cậu ta không tra ra được, trừ phi dữ liệu đó không được ghi lại trên máy tính. Nhưng không ngờ nhóm nhóc con họ lại lợi dụng chuyện này trực tiếp hành động trước, báo cáo sau với anh. Trần Triệu Dương hiểu họ, mấy người đó nếu đã hạ quyết tâm tới tìm anh, vậy chắc chắn là sẽ tới. Sau đó anh nhớ tới chuyện ở Hồ Lộc Minh liền gọi điện thoại cho Giang Tử Phong, giao lại chuyện ở đó cho cậu ta. Trần Triệu Dương không do dự nữa, anh đi thẳng vào. Khách sạn Long Hải. Trang phục mặc lần này là do Nam Cung Yến chọn cho anh, với mắt nhìn của cô, tất nhiên không thể chọn đồ kém thẩm mỹ được. Bởi vậy, khi anh bước vào khách sạn không có người nào tới kiếm chuyện. Anh đến tầng 9 rất thuận lợi, tin nhắn hắc kiện gửi cho anh rất rõ ràng, có cả số phòng. Cốc cốc. Anh mở ra thấu thị, vừa hay thấy được bên trong một trong những căn phòng có 4 người, tất cả đều là hậu thiên đại thành. Anh lập tức gõ cửa, đồng thời dùng ngón tay chặn lại mắt thần trên cánh cửa, tỉ mỉ quan sát phản ứng của 4 người họ. Trần Triệu Dương vốn đã chuẩn bị tốt cho công tác cưỡng chế phá cửa, kết quả 4 người này căn bản không có chút phòng bị nào đã trực tiếp mở cửa. Có chuyện gì, một người đàn ông tầm 40 tuổi mở cửa, thò đầu ra ngoài nghi hoặc nhìn Trần Triệu Dương. Không có gì, Trần Triệu Dương vươn tay gõ nhẹ một cái, trực tiếp ấn lên huyệt vị trên cơ thể đối phương. Người đàn ông đó trừng mắt. Ông ta không ngờ rằng với thực lực của bản thân lại bị người khác đánh lén, đây chính là suy nghĩ cuối cùng của ông ta trước khi mất đi ý thức. Trần Triệu Dương cẩn thận chú ý tới nhất cử nhất động của 3 người còn lại, thấy họ không có động tĩnh gì, anh liền đặt người kia vào trong, đóng cửa lại rồi bước vào. Là ai? Bên trong truyền đến một giọng nói thiếu kiên nhẫn, người này đang nghịch điện thoại di động. Còn có 2 người, một người trong phòng tắm còn một người đang ngủ trong phòng. Cơ thể Trần Triệu Dương xê tới phía trước người đang chơi điện thoại, dùng tay bổ mạnh vào phần cổ của người này. Người này ngay cả phản ứng lại cũng không có liền gục xuống. Trần Triệu Dương cũng dùng cách tương tự giải quyết 2 người kia.
với thực lực của mình, cho dù đối phương có thực lực tương đương anh cũng vẫn có biện pháp giải quyết. Sau khi xử lý 4 người, anh lại sang loại bỏ những người trong một phòng khác, cuối cùng chỉ còn lại 2 trưởng lão bán bộ tiên thiên. Muốn không một tiếng động giải quyết 2 người này rõ ràng là không có khả năng, anh cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đạp cửa đi vào. Ai, thông qua thấu thị, anh thấy 2 trưởng lão bán bộ thiên tiên trong nháy mắt bật dậy khỏi sofa, công tác phòng vệ rất tốt. Các người không phải muốn tìm tôi à? Tôi tới rồi, Trần Triệu Dương thản nhiên đi vào, nhìn 2 vị trưởng lão nhà họ. Ngụy nói, cậu là Trần Triệu Dương, vừa thấy anh, họ liền nhận ra, suy cho cùng trong khoảng thời gian dài như vậy họ không có hành động gì, tất nhiên là muốn điều tra rõ ràng tình hình của anh. Cũng may là mắt của 2 người không có vấn đề gì, nhưng đáng tiếc chủ nhân của các người lại là một kẻ ngu ngốc, Trần Triệu Dương vô cùng bình tĩnh bước đến trước. Mặt 2 người họ nói, thằng danh con, dám sỉ nhục gia chủ của bọn tao, mày. Muốn chết thật rồi hả, 2 trưởng lão nhíu mày, lớn tiếng quát. Bởi vì hắn không nên tới trả thù, nếu hắn bỏ qua thì có lẽ sẽ không mang tới tai nạn cho các người. Tiếc là bây giờ đã muộn rồi. Trần Triệu Dương lách đầu, bày ra vẻ mặt thương hại. Thắng nhãi, mày một thân một mình tới đây thì khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, còn việc khoác lác thì ai chẳng biết. Có nhớ kết cục cuối cùng của kẻ đã khiêu khích nhà họ Ngụy lần trước không? Một trưởng lão cười khẩy, nhìn sang trưởng lão còn lại. Hình như những kẻ liên quan đến hẳn đều bay màu hết, phải rồi, bay màu ở đây có nghĩa là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ấy, lúc này trưởng lão kia cũng cười nói. Ôi, tôi lại sợ quá cơ, nhà họ Ngụy các người giỏi đấy nhỉ, Trần Triệu Dương nói bằng giọng giễu cợt. Thằng oát con, chết đi, 2 người liếc nhìn nhau, sau. Đó tách ra 2 bên, công kích thẳng về phía Trần Triệu Dương. Thế này mới đúng chứ, lại nhảy như đàn bà vậy, đối mặt với thế công ấy, Trần Triệu Dương đứng sừng sững như một ngọn núi. Sau khi bọn họ áp sát lại gần, anh tung ra 2 nắm đấm, đụng độ trực tiếp với bọn họ. Dầm! 2 người kia bị Trần Triệu Dương đấm bay ra ngoài, xô mạnh vào trên vách tường. 2 tên vô dụng mà cũng dám tới kiếm chuyện với tôi, thật sự không thể hiểu nổi trong đầu gia chủ của các người chứa cái gì nữa. Chứa phân à, Trần Triệu Dương phủi tay, nói với vẻ thản nhiên. 2 người kia bò lên khỏi mặt đất, kinh hãi nhìn Trần Triệu Dương. Mày là võ giả thiên tiên, lúc này, 2 trưởng lão. Nhà họ Ngụy đã cảm nhận được thực lực của Trần Triệu Dương, ai cũng khiếp sợ không thôi. Sao vậy, Ngụy Cường không nói cho các ông biết à, Trần Triệu Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cợt nhả nhìn 2 người kia và nói, xem ra các người không thuộc chỉ của Ngụy Cường rồi, tin tình báo như thế này mà không nói cho. Các người biết thì khác nào bảo các người tự tìm cái chết. Dứt lời, trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên sự thương hại. Nghe vậy, 2 trưởng lão kia lập tức nổi cáu. Dù sao thì một võ giả thiên tiên cũng không dễ dây vào, nhất là với gia tộc lớn như bọn họ. Nếu đối phương ẩn núp, và không ngừng tập kích người trong gia tộc bọn họ thì quả đúng là ác mộng. Ấy vậy mà Ngụy Cường lại che giấu tin tình báo quan trọng như thế, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là gia chủ bảo hẳn ta giấu. Ai có thể nói chuyện về nhà họ Ngụy cho tôi đây nhỉ, Trần Triệu Dương ngả ngớn nhìn vẻ mặt thay đổi của 2 người kia. Bọn tao không thể tiết lộ chuyện của gia tộc ra cho mày được, hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi, một ông lão với vẻ mặt hồng hào hung tợn nói. Ồ, được thôi, vậy thì ông chết đi được rồi, Trần Triệu Dương gật đầu rồi tung ra một quyền mà không hề do dự chút nào, đánh vào vị trí yếu hại của ông lão đó. Ông lão kia không thể ngờ được rằng Trần Triệu Dương lại ra tay đột ngột như thế. Ông ta không hề phòng bị, hơn nữa, đối mặt với một võ giả thiên tiên, cho dù ông ta phòng bị thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mày, ông lão kia bị Trần Triệu Dương đấm vỡ âm mạch, trực tiếp ngã lăn xuống đất, không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Ông lão còn lại sợ chết khiếp, ông ta chưa từng gặp ai nói giết là giết ngay như thế cả. Thế này thì tàn nhẫn quá rồi. Huống chỉ, bọn họ còn là người nhà họ Ngụy, xưa nay. Luôn cảm thấy mình có đẳng cấp hơn những người khác, đi đến đâu cũng được tôn kính, căn bản chưa gặp phải chuyện như thế bao giờ. Ông thì sao? Có thể nói chuyện của nhà họ Ngụy cho tôi không? Trần Triệu Dương tươi cười như thể người vừa ra. Tay không phải mình, giọng điệu chẳng khác nào đang trò chuyện với bạn bè. Trưởng lão biết, nếu ông ta dám nói không thì e rằng cũng sẽ bước theo vết xe đổ của đồng bạn, ông ta vẫn chưa muốn chết. Cậu muốn biết điều gì? Trưởng lão đó hít sâu một hơi rồi nói. Trong nhà họ Ngụy có mấy võ giả thiên tiên với sức chiến đấu cao cấp, Trần Triệu Dương không hỏi điều gì khác,
bởi vì với anh, chỉ có võ giả từ thiên tiên trở lên mới là quan trọng, những thứ khác chẳng đáng là gì. Nhà họ Ngụy. Sau đó trưởng lão ấy đã nói ra hết tình hình hiện tại của nhà họ Ngụy. Khi đã biết được những điều ấy, Trần Triệu Dương không giết ông ta, chỉ châm cứu cho ông ta, khiến thực lực của ông A tăng vọt trong một thời gian ngắn, có thể sánh ngang với võ giả thiên tiên. Nhưng như vậy sẽ tiêu hao tiềm lực, cả đời này cũng không thể đột phá được nữa. Còn lý do thì đương nhiên là để ông ta về quậy banh chành một phen, dù sao thì Ngụy Cường cũng không nói cho ông ta biết rằng anh là võ giả thiên tiên mà. Rõ ràng là bảo bọn họ tới chịu chết. Tuy rằng thực lực của lão già này sẽ chẳng gây ra được sóng gió gì, nhưng ít nhất nhà họ Ngụy cũng sẽ biết rằng anh không dễ dây vào. Tạm thời cứ dẫn mặt trước đã. Sau khi xử lý xong chuyện ấy và quay lại công ty, Hứa Mỹ Tình nói với Trần Triệu Dương rằng nhà họ Ngụy đã ngừng phong tỏa công ty bọn họ, chỉ có điều không ai biết lý do vì sao. Tất nhiên là Trần Triệu Dương biết đó là bởi vì anh đã giết 9 người nhà họ Ngụy, chỉ còn lại một người. Nhà họ Ngụy không dám làm như thế nữa, sợ anh sẽ nổi giận. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Trần Triệu Dương nhẹ hết cả người. Anh thỏa mãn trêu đùa các người đẹp trong bộ phận quan hệ xã hội, hoặc là bị bọn họ chọc ghẹo, cảm giác ấy ôi thật là phê. Tiếc rằng anh chưa hưởng thụ được lâu thì Nam Cung Yến đã gọi anh đi rồi. Cảm ơn anh, tuy rằng tôi không biết anh đã làm thế nào, nhưng lần này may mà có anh, nếu không thì công ty sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Trong văn phòng, Nam Cung Yến chân thành nói với Trần Triệu Dương. Sời, em là vợ anh không bảo vệ em thì còn bảo vệ ai được, Trần Triệu Dương bày ra dáng vẻ nặng tình, nói với Nam Cung Yến. Hừ, chuyện nào ra ngoài ấy, tôi vẫn chưa tính sổ vụ anh ra ngoài tìm gái đâu. Sao Nam Cung Yến lại dễ dàng tha thứ cho anh như thế được, cô vẫn chưa quên đêm qua Trần Triệu Dương về nhà với mùi nước hoa nồng nặc khắp người. Nghe thấy câu nói của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương. Nghệt mặt ra. Tìm gái nào, anh có tìm ai đâu. Vợ à, có phải em hiểu lầm chuyện gì rồi không? Anh đi tìm gái bao giờ? Có cô vợ sexy quyến rũ như em ở đây, sao anh lại đi tìm ai được chứ? Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến và nói với vẻ mặt oan ức. Anh còn dám ngụy biện, đêm đó anh nói là anh có chuyện cần làm, kết quả đến lúc trở về thì khắp người sặc mùi nước hoa, đó chính là bằng chứng, thấy Trần Triệu Dương ra vẻ oan ức, như thể cô bắt nạt anh vậy. Nam Cung Yến cáu gắt nói. Lúc này, Trần Triệu Dương cứng họng luôn rồi, bởi vì mùi nước hoa trên người anh là của Tô Hồng Mi. Lúc ấy Tô Hồng Mị khoác tay anh, ít nhiều gì cũng dính một chút. Không ngờ Nam Cung Yến lại ngửi thấy. Sao nào, không còn gì để nói à, tôi sớm đã biết anh là một kẻ bạc tình rồi. Nam Cung Yến nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Trần Triệu Dương thì viền mắt lập tức hồng lên. Cô vốn dĩ cũng chỉ hoài nghi mà thôi. Thậm chí là vì lời nói của Từ Tịnh Nhã, nhưng bây giờ, phản ứng của anh đã chứng minh rõ điều này rồi. Vợ à, em nghe anh nói, anh thật sự không đi lừa tình người ta, anh ra ngoài vì có việc, Trần Triệu Dương không? Thể nói ra sự thật nên chỉ có thể giải thích như vậy. Không nghe, tôi không muốn nghe. Vợ ơi, em nhất định phải tin anh rất yêu em cho rằng anh sẽ để ý đến những người phụ nữ khác sao, Trần Triệu Dương nói. Hừ, ai mà biết được chứ? Nam Cung Yến nhẹ nhàng nói. Vậy em nghe anh giải thích trước. Ai thèm nghe lời anh giải thích, tôi nói cho anh biết, anh muốn đi đâu với ai thì tùy anh, tôi quản không được, nhưng nếu để tôi bắt được, thì anh coi chừng. Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương giải thích, mặc dù cô không tin lắm nhưng cũng còn hơn là anh không nói gì. Nghe đến đây, Trần Triệu Dương mặc dù không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng cũng yên tâm hơn, tuy rằng cô ấy nói không quan tâm nhưng trong lòng đã thầm tha thứ cho mình rồi. Sau khi tan làm, Trần Triệu Dương ân cần lái xe đưa hai người về biệt thự. Vốn dĩ Trần Triệu Dương đang nghĩ buổi tối sẽ ở lại biệt thự, ai mà biết được Tô Hồng Mị lại gọi điện đến bảo là có việc. Trần Triệu Dương biết rằng, nếu không phải việc vô cùng quan trọng thì Tô Hồng Mị sẽ không gọi cho anh. Thế nên, anh chỉ có thể nói với Nam Cung Yến một tiếng rồi đi tìm Tô Hồng Mị. Khi đến quán Ba Dạ Mị, Trần Triệu Dương trực tiếp đi lên tầng 2 mà không hề dừng lại. Mẹ nó, thằng nhãi kia là ai? Sao lại đi thẳng lên tầng 2 thế? Mặc dù Trần Triệu Dương đã đi đủ nhanh nhưng vẫn bị người trong quán ba nhìn thấy, thấy có người dám xông lên tầng 2, tất cả bọn họ đều náo loạn. Vì dù gì, bà chủ của Dạ Mị không phải người thường, có thể trở thành khách của người đó thì nhất định không phải loại vô danh. Nhưng mà, thằng nhóc vừa rồi cũng quá mức bình thường đi, sao bọn họ có thể phục được?
Lập tức có một số người bắt đầu lên tiếng, nhưng đều bị tiếng người trong quán ba trấn áp, sau đó không ai dám nhắc tới nữa. Trần Triệu Dương đương nhiên không biết sự tùy ý của anh lại để lại ấn tượng khó xóa nhòa trong lòng người khác. Chị Mị, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Triệu Dương đến phòng của Tô Hồng Mị, nhìn thấy cô ta mặc một bộ đồ đỏ, tim anh bỗng nóng bừng. Cũng không biết có phải là ảo giác của anh hay không, cứ cảm thấy Tô Hồng Mị hôm nay xinh đẹp động lòng người. Tô Hồng Mị nhìn Trần Triệu Dương, đôi mắt như tơ, sợ rằng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng cảm thấy yêu thương. Trần Triệu Dương tức khắc bừng tỉnh, anh nhìn chằm chằm vào Tô Hồng Mị, bởi vì vừa nãy anh ngửi được mùi thuốc thoang thoảng, Trần Triệu Dương rất rõ ràng về loại thảo dược này, nó có tác dụng nâng cao tinh thần. Đương nhiên, nó còn có một tác dụng vô cùng quan trọng khác, đó là khơi dậy những ham muốn sâu xa nhất trong lòng con người. Tô Hồng Mị đương nhiên nhìn thấy ánh me của Trần Triệu Dương, trong lòng run lên, cô ta biết người đàn ông này đã phát hiện ra hành động nhỏ của mình. Lần sau đừng dùng thứ này nữa. Mặc dù có thể làm người ta sảng khoái trong một thời gian ngắn, nhưng nếu dùng nhiều sẽ bị nghiện. Trần Triệu Dương không đề cập đến một tác dụng khác của thuốc. Được, Tô Hồng Mị gật đầu, cô ta sợ rằng chiêu này của mình sẽ đem lại ấn tượng không tốt cho Trần Triệu Dương. Nói đi, có chuyện gì? Trần Triệu Dương thu lại ánh mắt của mình, nhìn Tô Hồng Mị hỏi. Là như vậy, nhà họ Diệp gửi một chiến thư tới, tôi không dám hấp tấp nhận lấy, thế nên mới gọi cậu đến. Tô Hồng Mị trực tiếp nói về chuyện chính. Ở đâu? Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó đi theo Tô Hồng Mị về phía sau quầy rượu. Hai vị, Trần gia của chúng tôi đến rồi, hai người có chuyện gì thì cứ nói. Tô Hồng Mị dắt Trần Triệu Dương ra sân sau, lúc này trong sân có hai người đàn ông đang đợi. Trần Triệu Dương, ông cụ nhà chúng tôi gửi cho cậu một chiến thư, không biết cậu có dám nhận không? Lập tức có một người nhà họ Diệp bước lên, từ trong cái hộp bên cạnh lấy ra một chiếc thiệp đưa cho anh. Không phải là ba ngày sau à? Sao vậy? Ông cụ nhà các người nóng lòng muốn chết thế ư? Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói, sau đó đón lấy tấm thiệp. Anh mở ra, có một cỗ uy lực mạnh mẽ phóng thẳng vào. Mặt anh, đúng thật là đặc biệt, Trần Triệu Dương mỉa mai, sau đó hừ lạnh, cỗ uy lực đó lập tức tiêu biến. Hai người đến đưa thiệp mời vốn muốn xem trò cười của anh, nhưng người ta vừa mới thở nhẹ một cái đã thổi bay khí thế áp người do chính ông cụ Diệp viết, thật sự là khó tin. 10 giờ sáng mai tại Hồ Lộc Minh, quyết một trận sinh tử, Diệp Nam Thiên, nhìn thấy dòng chữ bên trong, Trần Triệu Dương quay đầu nhìn về phía hai người kia. Quay về nói với ông cụ nhà các người, nếu muốn chiến thì tôi đây sẽ chơi cùng, Trần Triệu Dương lập tức lấy kim bạc trên tay ra cắm thẳng vào thân thể bọn họ. Sau khi bị kim bạc của Trần Triệu Dương đâm thủng cũng không cảm thấy gì, ngược lại rất thoải mái. Cậu đã làm gì chúng tôi? Không có gì cả. Đây chỉ là quà đáp lễ cho ông cụ nhà các người thôi, đương nhiên, nếu hai người giữa đường tự rút ra thì tôi cũng hết cách, dù sao các người cũng không trân trọng mạng sống của mình. Trần Triệu Dương nhàn nhạt nói, như thể đang nói về một chuyện rất bình thường vậy. Trái tim hai người kia run lên, tuy rằng bọn họ không tin, nhưng là người bị ông cụ Diệp thách đấu, Trần Triệu Dương chắc chắn không đơn giản, bọn họ cũng không muốn mất mạng. Cậu cứ đợi ngày mai đi tìm cái chết đi. Hai người đó sắc mặt khó coi nhanh chóng rời đi. Chuyện này thì không cần các người lo lắng, Trần Triệu Dương lười không thèm để ý. Hai người kia cũng không dám nhiều lời, quay người rời khỏi quán bar. Ông cụ họ Diệp này mạnh như vậy sao, mặc dù Tô Hồng Mị không tu luyện nhưng có thể nhìn ra chiến thư kia có vấn đề. Không có gì, ngày mai mới biết được, Trần Triệu Dương chỉ cảm thấy được thực lực của ông cụ Diệp, chỉ riêng sức mạnh chiến đấu trên tấm thiệp kia thôi. Có lẽ đã bắt đầu bước vào mức thiên tiên đại thành rồi. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không hơn hẳn thiên tiên tiểu thành, có điều, Trần Triệu Dương lại cảm thấy hưng phấn bất thường. Từ khi tới đây, anh chưa gặp được người nào ngang tài ngang sức, hy vọng Diệp Thiên Nam không làm anh thất vọng. Trần Triệu Dương không ở lại quán ba quá lâu, anh muốn trở về tĩnh dưỡng. Đại viện nhà họ Diệp, hai người đưa thư vừa mới trở về đến nơi. Hai người nói là, Trần Triệu Dương không có động tác. Gì khác, chỉ hư lạnh một tiếng, đối mặt với câu hỏi của ông cụ Diệp, hai người họ đều thành thật trả lời. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ bọn họ, ông A lập tức cau mày, nhưng cũng không làm khó họ. Được rồi, hai người lui xuống đi, Diệp Thiên Nam nhíu mày nói. Thấy sự việc đã bàn giao xong xuôi, hai người kia lập tức quỳ xuống đất, nghĩ đến bị Trần Triệu Dương châm hai kim bạc lên người, lập tức hoảng sợ nói, lão tổ, xin hãy cứu chúng tôi. Sao thế,
Diệp Thiên Nam nghe vậy liền có chút không vui. Thưa ông, chúng tôi mỗi người đều bị tên khốn kia đâm. Một ngân châm lên người, nói là có món quà đáp lễ dành cho ông, mời ông nhận lấy, hai người kia sợ ông cụ sẽ bỏ mặc mình, vội vàng đáp lời. Tên Trần Triệu Dương đó còn nói, quà đáp lễ này sợ rằng ông sẽ, nói tới đây, hai người lập tức dừng lại, không nói tiếp. Hai người bọn họ cũng đang cố gắng vì cái mạng nhỏ của mình, mới bịa đặt Trần Triệu Dương càng ngang tàng càng tốt, nếu không ông cụ chắc chắn sẽ không tổn hao chân khí để giúp họ lấy ra hai cây ngân châm kia. Nói tiếp, Diệp Thiên Nam tất nhiên biết lời phía sau không tốt đẹp gì, nhưng một người nhất ngôn cửu đỉnh ở Nam Hải như ông ta chưa từng bị người khác khiêu khích như vậy, nên tự nhiên có chút mới lạ. Hẳn còn nói, quả đáp lễ này, chỉ sợ ông không dám nhận, hai người kia nói xong câu này đều lộ ra vẻ lo sợ. Thứ khốn kiếp, hai người có phải là không muốn sống nữa rồi phải không? Ông cụ là người như thế nào mà tên Trần Triệu Dương kia lại dám bôi nhọ như vậy? Diệp Sùng Minh tức giận ngút trời nói với hai người kia. Sùng Minh, làm việc không được kích động như vậy, bố ngược lại muốn xem tên Trần Triệu Dương này gửi tê loại đáp lễ gì. Diệp Thiên Nam có thể tự thân gây dựng lên một sản nghiệp to lớn như vậy, đương nhiên không phải là người nhát gan. Người khác đã truyền lời rõ ràng như vậy thì hai cây ngân châm này nhất định ẩn giấu huyền cơ nào đó, có lẽ là câu trả lời cho chiến thư của ông ta. Vừa hay ông ta cũng muốn nhìn xem thực lực của Trần Triệu Dương này như thế nào, nếu không đủ mạnh, e rằng ông ta sẽ phải thất vọng rồi. Ngay tức khắc Diệp Thiên Nam đến bên cạnh hai người kia, vươn tay kẹp chặt lấy ngân châm. Phụt, ngay lúc ông ta vận chuyển chân khí nội thể, muốn rút ngân châm ra trong nháy mắt thì một dòng chân khí thiên tiên kinh người thuận theo tay ông ta tiến vào trong cơ thể. Có chút thủ đoạn, Diệp Thiên Nam rút kim bạc ra, nhanh chóng thu tay lại rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai anh em Diệp Sùng Minh và Diệp Sùng Hoan thấy vậy sắc mặt liền thay đổi, lo lắng chăm chú nhìn bố mình, đồng thời trừng mắt nhìn hai người một cách dữ tợn. Phải mất vài phút sau, thần thái của Diệp Thiên Nam mới bè đầu hồi phục trở lại. Bố không sao chứ? Anh em nhà họ Diệp vội vàng đi tới liên thanh hỏi. Mà hai tên truyền tin tức kia lúc này cũng đã bị dọa tới toàn thân run lẩy bẩy. Bố không sao, Trần Triệu Dương này không đơn giản. Diệp Thiên Nam ngoài mặt nói lời này trong lòng cũng trở nên cảnh giác. Thông qua sợi chân khí thiên tiên mà Trần Triệu Dương lưu lại trên ngân châm vừa rồi, Diệp Thiên Nam cảm nhận được mức độ khó đối phó của anh, chỉ là một sợi chân khí, lại khiến ông ta phải tốn nhiều thời gian như vậy mới hóa giải được. Xem ra trên người tên Trần Triệu Dương này nhất định có bí mật lớn nào đó, nếu bản thân giành được những bí mật này, có lẽ sẽ giúp thực lực của ông ta tiến thêm một bước. Bởi vậy bất luận thế nào, ngày mai ông ta chắc chắn sẽ đi. Ông ta không tin, một thanh niên mới ngoài 20 tuổi có thể mạnh mẽ đến đâu. Khi Trần Triệu Dương trở lại biệt thự đã là đêm muộn, hai người Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã lên lầu nghỉ ngơi rồi. Anh quay về phòng của mình rồi bê đầu tu luyện, anh không trông chờ vào đột phá nhưng ít nhất cũng phải giữ vững được trạng thái. Quả nhiên đột phá không dễ dàng phá bỏ như vậy. Thời gian một đêm anh đã nén lại 10% chân khí nội thể. Anh không nóng vội mà vô cùng nhàn nhã chạy mấy vòng quanh biệt thự, sau đó lại trở lại biệt thự làm bữa sáng. Lúc này Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã cũng đi xuống lầu. Thật là hiếm có, còn làm cả bữa sáng, Nam Cung Yến đối với việc tối qua Trần Triệu Dương muộn như vậy mới trở lại còn có chút phê bình kín đáo, thấy anh làm bữa sáng cô liền chế nhạo. Chào buổi sáng hai người đẹp, đây là bữa sáng tình yêu mà tôi làm, rất hân hạnh mời hai người thưởng thức, Trần Triệu Dương không tiếp lời mà nói thẳng. Tối hôm qua có ai đó đi thâu đêm không về, làm cho. Một số người không vui đấy, Từ Tịnh Nhã vẻ mặt hóng chuyện mở miệng đâm thọc. Không được nói, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến trong nháy mắt đỏ bừng, sau đó cầm một miếng bánh mì nhét vào miệng Từ Tịnh Nhã, ăn cũng không ngăn được miệng cậu lại. Được, mình không nói nữa, Từ Tịnh Nhã hờn dỗi lấy bánh mì trong miệng ra. Trần Triệu Dương, khi nào thì anh đưa chúng tôi món đồ làm đẹp kia, Từ Tịnh Nhã hỏi. So với hóng chuyện thì cô ta càng quan tâm nhiều hơn đến việc ngoại hình của mình có thể cải thiện được không? Sẽ sớm thôi, lát nữa tôi đi mua dược liệu, những dược. Liệu này đều khó tìm, phải tới chợ dược liệu, còn có một vài loại thảo dược tươi phải thu mua tại chỗ nếu không sẽ thất bại, Trần Triệu Dương ủ một hồi rồi đáp. Vậy hôm nay anh đi đi, đừng chậm trễ thời gian nữa, Nam Cung Yến nghe vậy bèn nhận lời. Đúng rồi, hiện tại anh không cần phải đến công ty. Tôi duyệt đơn nghỉ phép của anh rồi, Nam Cung Yến hảo phóng nói. Được, không thành vấn đề, vì hai người đẹp, tôi cúc.
cung tận tụy đến chết mới thôi, Trần Triệu Dương đáp với dáng vẻ không thể chối từ. Bây giờ ngay cả Từ Tịnh Nhã cũng đã miễn nhiễm với những lời này của Trần Triệu Dương, trực tiếp lọc ra những điều vô nghĩa đó và chỉ nghe những lời hữu ích. Trần Triệu Dương thấy hai người không chút động lòng, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng tổn thương. Dùng xong bữa sáng, hai người kia đến công ty, còn anh thì thong dong thu dọn đồ đạc rồi mới chuẩn bị tới Hồ Lộc Minh. Kết quả là vừa ra khỏi biệt thự liền thấy Giang Tử Phong đang đứng đợi mình ở cửa. Sao cậu lại tới đây? Trần Triệu Dương không ngờ Giang Tử Phong sẽ đến bèn hỏi. Lão đại, việc anh cùng ông cụ nhà họ Diệp quyết đấu sớm đã lan rộng khắp Nam Hải rồi, em bây giờ thân là một nửa võ lâm nhân sĩ đương nhiên cũng biết. Giang Tử Phong vừa thấy Trần Triệu Dương thì lập tức cảm thấy một trận kích động. Phải biết rằng người mà cậu ta sùng bái nhất bây giờ chính là Trần Triệu Dương, không nghĩ tới vừa chuẩn bị cùng anh tu luyện liền gặp được chuyện lớn bậc này, quả thực khiến cậu ta phấn khích tột độ. Chỉ là cậu ta cũng có chút lo âu, suy cho cùng ông cụ nhà họ Diệp đã thành danh từ lâu, danh vọng ở cả thành phố Nam Hải này có thể nói như mặt trời ban trưa. Cho dù ông ta từ lâu đã không còn quản lý nhà họ Diệp, hơn nữa còn bế quan vài năm, nhưng lại không có người nào dám chọc ghẹo tới nhà họ, đủ để chứng minh sự cây ết ủng bố của ông ta. Nếu cậu đã biết về trận quyết đấu thì đưa tôi tới Hồ Lộc Minh đi, Trần Triệu Dương ngược lại không để tâm tới việc Giang Tử Phong tới, lập tức lên xe. Trên đường dù sao cũng không có chuyện gì, nói cho. Tôi nghe về Diệp Thiên Nam đi, Trần Triệu Dương không tranh thủ thời gian ngồi trên xe để tu luyện mà nghe ngóng chuyện nhà họ Diệp từ Giang Tử Phong. Rốt cuộc thì cả Hải Nam không có một võ giả tử tế nào, nhà họ Diệp dựa vào đâu có thể xuất hiện cao thủ đạt cảnh giới thiên tiên đây. Và lại những người còn lại trong gia tộc cũng đều không có ý định tu luyện. Do đó, nhà họ Diệp này e hẳn phải có sự độc đáo của riêng mình. Có lẽ, còn tồn tại một vài bí mật nào đó. Sau khi nghe Giang Tử Phong miêu tả về Diệp Thiên Nam, Trần Triệu Dương mới hiểu tại sao nhà họ Diệp lại có thể trở thành gia tộc đứng đầu ở thành phố Nam Hải. Chuyện kể rằng, ông cụ nhà họ Diệp không phải là người bản địa của Nam Hải, tức là đã đến đây từ mấy chục năm trước. Nhưng trong vòng chưa đầy một năm, ông ta đã khiêu chiến toàn bộ thành phố Nam Hải, sau cùng còn bị toàn bộ các thế lực gia tộc trong Nam Hải chống lại. Nhưng những gia tộc này cũng không chống đỡ được bao lâu, hơn 50% các gia tộc tại Nam Hải đều bị nắm đấm của ông cụ nhà họ Diệp xóa sổ. Cuối cùng, dựa vào sức mạnh của nắm đấm, hợp nhất lại các gia tộc bị tiêu diệt, nhà họ Diệp một bước nhảy vọt thành gia tộc đứng đầu Nam Hải. Mặc dù nhìn có vẻ ngăn gọn nhưng có thể nói cả nhà họ Diệp được xây dựng dựa vào thực lực của ông cụ Diệp, đủ thấy Diệp Thiên Nam này có bao nhiêu uy mãnh. Trần Triệu Dương sau khi nghe xong trong lòng lại càng cảm thấy ngưng trọng hơn rất nhiều, bởi một nhân vật truyền kỳ như vậy tuyệt đối không dễ đối phó. Tuy nhiên anh từ trước tới nay vẫn vô cùng tự tin vào bản thân mình, không hề sợ hãi. Thấy biểu cảm trên mặt Trần Triệu Dương không có gì thay đổi sau khi nghe mình nói, Giang Tử Phong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu không thì cậu ta đã muốn Trần Triệu Dương tìm một nơi tránh khỏi đầu gió rồi. Lúc Giang Tử Phong lái xe tới Hồ Lộc Minh, đã có rất nhiều người đến chân núi, nhưng do truyền thuyết của Hồ Lộc Minh này nên không ai lên núi cả, huống chỉ là đến bên hồ. Mà trận quyết đấu lần này cũng diễn ra tại chân núi. Trần Triệu Dương này rốt cuộc là người phương nào, lại dám khiêu chiến với ông cụ nhà họ Diệp, lá gan cũng thật lớn. Nghe nói chỉ là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Có gì nghĩ không thông sao, trẻ tuổi như vậy đã muốn tìm chết. Một số người nhận được tin tức đã tới đây từ sáng sớm. Bọn họ không muốn bỏ lỡ một trận chiến giữa võ giả thiên tiên. Nhưng không ai nghĩ rằng Trần Triệu Dương có thể chiến thẳng, vì hình tượng cường giả ăn sâu bén rễ tại thành phố Nam Hải của ông cụ nhà họ Diệp đã khắc sâu vào lòng người. Thậm chí, còn mở ra đặt cược cho hai người họ, xác suất ăn của ông cụ nhà họ Diệp họ Y là 11.1, trong khi Trần Triệu Dương là 1.100. Dù vậy vẫn không có ai đặt cho anh, mà lại đổ xô đặt cho ông cụ nhà họ Diệp. Dù thẳng cũng chỉ là ít nhưng còn hơn mất tất cả. Hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong tới dưới chân núi Hồ Lộc Minh thì phát hiện số người có mặt tại đây còn nhiều hơn ở trung tâm thương mại. Lão đại, anh nhìn thấy chứ, anh sắp một trận thành danh rồi, Giang Tử Phong thấy nhiều người như vậy thì lập tức hưng phấn nói với Trần Triệu Dương. Còn sống mới thành danh được, chết thì thành cho bụi, Trần Triệu Dương lại cười đùa. Úi chà, lão đại, đừng nói bậy. Nghe được lời này của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong vô cùng căng thẳng liên tục nói. Ồ, lão đại, bên kia sao lại có rất nhiều người vây quanh, đang làm gì vậy? Em qua đó xem,
Giang Tử Phong bỗng nhiên nhìn thấy một đám người đáng kia, không đợi Trần Triệu Dương trả liền chạy tới đó. Rất nhanh cậu ta mặt đầy căm phẫn quay trở lại. Sao thế, thấy nét mặt của Giang Tử Phong không thích hợp, Trần Triệu Dương tò mò hỏi. Lão đại, anh không biết đâu, bên kia có người mở ván đặt cược, cược xem anh và ông cụ nhà họ Diệp ai thắng ai thua, Giang Tử Phong giận dữ bừng bừng nói. Tỷ lệ ăn tiền của tôi có phải rất cao hay không? Trần Triệu Dương vừa thấy dáng vẻ này của Giang Tử Phong liền bật cười. Nhóm người ếch ngồi đáy giếng đó lại cho anh tỷ lệ thăng tiền là 1.100, đây không phải là xem thường anh sao? Giang Tử Phong thở phì phì nói. Đặt tỷ lệ thẳng như thế nào là chuyện của người ta? Trần Triệu Dương nghe xong liền nheo mắt lại. Nhưng, em có chút tức giận, Trần Triệu Dương lập tức nhìn Giang Tử Phong nói, cậu có muốn thắng ít tiền tiêu vặt không? Đương nhiên là muốn, lão đại, phải làm thế nào? Nghe Trần Triệu Dương nói, Giang Tử Phong lại bắt đầu trở nên hào hứng, cậu ta biết, cá cược, Trần Triệu Dương chưa từng thua. Tôi có 200 triệu trong thẻ này, cậu giúp tôi đặt cược toàn bộ vào tôi thẳng, Trần Triệu Dương rút ra một tấm thẻ từ trong ngực giao lại cho Giang Tử Phong. Bao nhiêu, nghe được câu này, Giang Tử Phong không tin vào tai mình mà lắp bắp hỏi lại Trần Triệu Dương. Đúng là không có tiền đồ, cậu thực sự là cậu ấm nhà họ Giang à. 200 triệu, mua tôi thắng. Hiểu chưa, thấy bộ dáng này của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương lập tức không vui vẻ nói. Lão đại, anh thật sự quá giàu, em vốn còn tưởng rằng mình đã rất giàu rồi, không ngờ anh càng lợi hại hơn, không uổng là lão đại của em, sau khi Giang Tử Phong phản ứng lại, liền kích động nói. Nhanh đi đi, qua một hồi là nhà cái không mở nữa, thấy Giang Tử Phong như vậy, Trần Triệu Dương chỉ đành đá vào mông cậu ta, tránh cho cậu ta ở đây lải nhải. Trên phương diện cá cược, Giang Tử Phong vô cùng có lòng tin với Trần Triệu Dương, đây mặc dù cũng được gọi là cược nhưng Giang Tử Phong lại lo lắng không thôi. Nhưng trước sự nghiêm túc của Trần Triệu Dương, cậu A cũng không còn cách nào khác là chạy đi và đặt 200 triệu cho anh thẳng. Lão đại, em mua xong rồi, em cũng đặt 20 triệu, Giang Tử Phong vẻ mặt phiền muộn quay lại. Vậy thì chúc mừng cậu rất nhanh sẽ phát tài rồi, mặc dù Trần Triệu Dương không nói rõ ràng rằng mình sẽ thẳng, nhưng trong lời nói đều lộ ra vẻ tự tin. Tên nhãi con Trần Triệu Dương ở đâu, nhanh chóng quỳ xuống trước lão tổ của nhà họ Di, đúng lúc Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong đang nói cười, một giọng nói tràn đầy hống hách truyền tới. Sau đó mọi người liền thấy một nhóm người dáng vẻ bệ vệ ngang tàn tiến đến chân núi, hai người Diệp Sùng Minh và Diệp Sùng Hoan cũng nắm trong số đó. Mà đứng giữa hai người họ, là một ông lão râu tóc bạc trắng. Tuy rằng râu tóc đã bạc nhưng da mặt lại hồng hào, căng bóng, trông không giống một ông già 70-80 tuổi. Mà giống như da em bé vậy. Người này có lẽ là ông cụ nhà họ Diệp, Diệp Thiên Nam, nhân vật truyền kỳ của thành phố Nam Hải. Trần Triệu Dương tất nhiên cũng thấy Diệp Thiên Nam, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể của ông ta, hai mắt anh lập tức híp lại, quả nhiên xứng đáng. Là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp. Mồm thối quá, đúng lúc này, người dẫn đầu hét lớn kia của nhà họ Diệp trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất, nửa bên mặt đã bị đánh nát. Còn Trần Triệu Dương thì đứng ở chỗ người đó vừa đứng, lấy khăn giấy ra lau tay. Bố, hẳn chính là Trần Triệu Dương, thấy người nhà mình bị đánh bay, người đứng đầu gia tộc là Diệp Sùng Minh chỉ có thể nhìn chân chân. Cậu chính là Trần Triệu Dương, quả nhiên là cuồng vọng, Diệp Thiên Nam thấy khoảnh khắc mà Trần Triệu Dương ra tay kia đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trần Triệu Dương, mày chết chắc, ông nội tao đã ra tay thì cái mạng nhỏ của mày nên kết thúc rồi, lúc này Diệp Thiên Phàm được người đẩy tới. Khuôn mặt Diệp Thiên Phàm toát lên vẻ tàn độc nhìn chòng chọc Trần Triệu Dương, chỉ hận không thể nuốt sống anh. Đã tàn phế rồi thì đừng lộn xộn ở đây, quay về làm giấy chứng nhận tàn tật đi, ngồi xe buýt gì đó còn có thể được. Miễn phí, Trần Triệu Dương quét mắt liếc Diệp Thiên Phàm, hờ hững nói. Mày đáng chết, Trần Triệu Dương, mày yên tâm, đợi đến khi mày chết, tao nhất định sẽ chăm sóc cho con vợ Nam Cung Yến của mày thật tốt. Vừa nói, Diệp Thiên Phàm vừa cười như điên. Hiển nhiên là kẻ tàn phế tay chân như hắn ta đã bắt đầu có phần điên cuồng rồi. Tao thật sự đã sai rồi. Nhìn Diệp Thiên Phàm điên cuồng như thế, trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên sát ý rợn người. Sau khi thấy Trần Triệu Dương đối đầu với nhà họ Diệp, những người xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn người chết. Bây giờ nghe thấy Trần Triệu Dương nhận sai, bọn họ còn tỏ vẻ dè bỉu và coi thường. Đúng là đồ hèn, vốn tôi còn tưởng sẽ được chứng kiến một trận đấu ác liệt cơ. Cụt hứng quá, nhận sai luôn thế à?
lót dép hóng nấy giờ mà chỉ được xem cảnh này thôi sao? Những người xung quanh khó chịu nhìn Trần Triệu Dương, bọn họ bàn tán xôn xao, hiển nhiên ai cũng bất mãn trước hành vi nhận sai của anh. Giang Tử Phong cũng ngạc nhiên nhìn Trần Triệu Dương, bởi vì anh làm như thế khác hẳn Trần Triệu Dương mà cậu ấy quen. Bây giờ biết nhận sai thì đã muộn rồi, nghe thấy Trần Triệu Dương nói Diệp Thiên Phàm lập tức quát lên, đôi mắt hẳn ta đỏ ngầu. Tao sai vì lần trước không nên giữ lại mạng cho mày, mày đáng chết, khi mà tất cả mọi người cho rằng Trần Triệu Dương sẽ quỳ xuống cầu xin nhà họ Diệp tha lỗi thì giọng nói chứa đầy sát khí của anh vọng tới. SSSS. Nghe thấy câu này của Trần Triệu Dương, tất cả đều phải hít một hơi khí lạnh. Đây không phải là khiêu thích nhà họ Diệp nữa, mà là quyết tâm sống chết với nhà họ Diệp luôn rồi. Vốn mọi người đều đang xem thường Trần Triệu Dương, nhưng sau khi nghe thấy câu này của anh, ánh mắt của mọi người dần trở nên bội phục. Dù sao ở thành phố Nam Hải chưa từng có ai dám gây hấn với nhà họ Diệp như thế. Mày đang tự tìm đường chết à, người nhà họ Diệp đều trợn mắt nhìn Trần Triệu Dương, còn Diệp Thiên Phàm thì sắp phát điên luôn rồi. Vốn dĩ hẳn ta tưởng rằng ông nội mình ra tay thì tên Trần Triệu Dương này sẽ lập tức quỳ xuống, không ngờ anh lại hùng hổ như thế. Thằng nhóc, cậu không sợ chết thật sao, lúc này Diệp Thiên Nam cũng vô cùng tức tối, tên khốn này dám phớt lờ ông ta. Diệp gia chủ, đã chuẩn bị xong 2 tỷ cho tôi chưa, Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới Diệp Thiên Nam, anh nhìn Diệp Sùng Minh rồi lạnh lùng nói. Diệp Thiên Nam sầm mặt xuống, đây là lần thứ 2 Trần Triệu Dương ngó lờ ông ta rồi. Ha ha, cậu nhóc cũng ra gì phết nhỉ, còn biết dùng chiến thuật tâm lý, khá đấy. Bây giờ thanh niên như cậu ít gặp lắm, khi mà tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Thiên Nam sẽ nổi khùng lên thì ông ta bỗng bình tĩnh trở lại, không hề thấy một chút cáu giận nào nữa. Cậu rất được, nếu cậu chịu đi theo nhà họ Diệp thì ân oán giữa cậu và nhà họ Diệp sẽ coi như xí xóa, thấy sao, Diệp Thiên Nam bỗng nhìn Trần Triệu Dương và nói. Nghe thấy câu nói của Diệp Thiên Nam, Diệp Sùng Minh nghĩ đến điều gì đó. Nhưng ông ta không nói ra ngay. Ông nội, sao lại thế được? Thằng đó đã đánh gãy chân tay cháu, cả đời này cháu sẽ phải sống trên xe lăn, sao lại bỏ qua cho nó như thế được? Nghe thấy ông nội mình nói thế, Diệp Thiên Phàm lập tức bùng nổ, hắn ta gào thét với Diệp Thiên Nam. Câm miệng lại cho tôi, Diệp Thiên Nam trợn mắt nhìn sang, Diệp Thiên Phàm lập tức câm như hến. Chỉ có điều đôi mắt của hắn ta khi nhìn Trần Triệu Dương vẫn độc địa như cũ. Lúc nhìn Diệp Thiên Nam thì mang theo sự cầu xin. Diệp Thiên Nam chẳng hề để ý tới. Ông ta đã chém giết cả đời, trải qua bao thế thái nhân tình, nếu thật sự lôi kéo được Trần Triệu Dương về phe mình thì có gì mà phải để ý tới hận thù giữa anh và cháu mình. Ông cụ Diệp, yêu cầu này của ông chẳng ra làm sao cả, dù sao tôi cũng là bên bị hại, cho dù muốn hòa giải thì nhà họ Diệp các người cũng phải bồi thường chứ. Lúc này, rốt cuộc Trần Triệu Dương cũng đáp lại. Khi mà tất cả mọi người tưởng rằng Trần Triệu Dương sẽ nương đó để hòa giải với nhà họ Diệp, thì anh lại nói ra một câu khiến mọi người nghệt mặt ra, thậm chí còn cho rằng mình nghe nhầm. Diệp Thiên Phàm vốn còn tưởng rằng cả đời này mình cũng không được báo thù, bây giờ nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, đôi mắt của hắn ta lại sáng rực lên. Không ngờ Trần Triệu Dương lại đưa ra một lựa chọn ngu xuẩn như thế. Chính mày muốn chết đấy nhé, Diệp Thiên Phàm chắp tay sau lưng. Nhìn Trần Triệu Dương như đang nhìn một người chết. Đậu má, thằng này ngông cuồng thật. Tiếc quá, những năm qua cũng từng có người tới thách thức nhà họ Diệp rồi, nhưng cuối cùng những người đó đều không sống nổi. Chết thì chết thôi, trách ai được đây? Ông cụ Diệp đã cho cậu ta cơ hội rồi mà không biết bắt lấy. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, hiển nhiên ai cũng cảm thấy hành vi không biết điều của Trần Triệu Dương quá ngông cuồng. Được, đây là sự lựa chọn của cậu, mong là cậu không hối hận. Diệp Thiên Nam cũng hiểu ý của Trần Triệu Dương, sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi. Lần này nhà họ Diệp ra sức rêu rao chủ yếu là để các thế lực và các gia tộc trong thành phố Nam Hải được chứng kiến sự rắn mặt của nhà họ Diệp, khiến bọn họ biết rằng nhà họ Diệp không dễ bắt nạt. Trần Triệu Dương cũng có đủ trọng lượng, dù sao anh cũng là người mạnh nhất thế giới ngầm của thành phố Nam Hải, giết Trần Triệu Dương thì cũng đồng nghĩa với việc có thể tiếp quản thế lực ngầm, càng dễ bề đe dọa các gia tộc khác hơn. Tôi cũng muốn nói câu đó. Mong là nhà họ Diệp các người đừng hối hận, bắt đầu cuộc chiến là chúng ta sẽ không thể thay đổi được nữa. Nhà họ Diệp các người nhất định sẽ bị diệt sạch, Trần Triệu Dương gằn từng chữ nói ra câu cuối cùng. Cậu trai trẻ, thiên phú võ học của cậu đúng là xuất sắc. Nhất trong số những người tôi gặp, nhưng đồng thời, cậu cũng là người kiêu ngạo nhất, Diệp Thiên Nam đanh mặt nói. Cảm ơn ông cụ Diệp đã khen ngợi,
Trần Triệu Dương khẽ cười nói. Tiếc rằng cứng quá thì dễ gãy, cậu ngông cuồng quá rồi, ông cụ Diệp nhìn Trần Triệu Dương và lạnh lùng nói. Được rồi đó, muốn đánh thì tới luôn đi, Trần Triệu Dương khinh khỉnh nói. Sắc mặt của ông cụ Diệp lập tức xa sầm lại. Trần Triệu Dương thực sự quá kiêu ngạo, đánh đứa cháu trai mà ông ta yêu thương nhất thành một kẻ tàn phế, vơ vét 200 triệu của nhà họ Diệp, vừa rồi còn muốn nhà họ Diệp phải bồi thường 2 tỷ, cho rằng nhà họ Diệp dễ bắt nạt thế sao? Vậy nên hôm nay, Trần Triệu Dương nhất định phải chết, nếu không thì còn đâu là uy nghiêm của nhà họ Diệp nữa. Nếu thế thì đánh đi, vừa dứt lời, ông cụ Diệp bước lên mấy mét, giáng một chưởng về phía Trần Triệu Dương. Ngon, xem ra ông nội tức giận thật rồi, thắng đó sẽ chết chắc, Diệp Thiên Phàm vô cùng hưng phấn, hắn ta chăm chú dõi theo tư thế oai vệ của ông nội, chờ đợi cảnh tượng ông nội mình tung chưởng đánh nát đầu Trần Triệu Dương. Tốc độ của ông cụ Diệp rất nhanh, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Trần Triệu Dương rồi. Bàn tay gầy guộc nhưng hồng hào đánh ra, sức mạnh hùng hồn trong cơ thể điên cuồng trào dâng, dồn hết vào lòng bàn tay ông ta. Đoàng! Một tiếng nổ vang lên. Bàn tay của ông cụ Diệp kề sát mặt Trần Triệu Dương. Ông ta hạ quyết tâm phải giết Trần Triệu Dương với tốc độ nhanh nhất, như vậy mới có thể dẫn mặt các thế lực đang lăm le hành động ở thành phố Nam Hải. Cút! Trần Triệu Dương bật chân một cái, thân thể lùi về sau một mét, đồng thời bàn chân cũng đá mạnh vào xương sườn của ông cụ Diệp. Sau khi đánh hụt một chiêu, ông cụ Diệp không hề chần chừ mà lập tức thay đổi chiêu thức, bàn tay chuyển hướng, đụng vào chân của Trần Triệu Dương. Chán sống! Thấy Trần Triệu Dương dám chọi cứng với mình, ông cụ Diệp lập tức cười lạnh. Mặc dù trông ông ta có vẻ đã già lém rồi, bàn tay gầy trơ xương, nhưng chưởng này mang theo chân khí trong người ông ta, cho dù là một tấm sắt thì e là ông ta cũng đánh thủng được. Trần Triệu Dương tung ra một cú đá như thế thì rất có thể chân anh sẽ tàn phế luôn mất. Những người xung quanh cũng cảm thấy kinh hãi. Quyền cước đụng vào nhau, phát ra tiếng huỳnh huỳnh, một dòng khí khuếch tán ra bốn phía. Cảm nhận được dư âm còn lại sau cú đụng độ của bọn họ, mọi người lấy làm khiếp sợ. Người có thực lực yếu vội vàng lùi lại, những nơi mà dòng khí ấy đi qua đều thành một đống hỗn độn. Ông cụ Diệp vốn tưởng rằng sau chưởng này của mình thì Trần Triệu Dương nhất định sẽ tàn phế. Nhưng khi tập trung nhìn sang, ông ta phát hiện ra Trần Triệu Dương chẳng hề nhúc nhích chút nào. Đúng lúc này, một nguồn lực vô biên ập thẳng vào bàn tay của ông ta. Bịch bịch. Ông cụ Diệp không khống chế được thân thể, lùi về sau mấy bước liền rồi mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức hít sâu một hơi. Ông cụ Diệp thất bại rồi. Hơn nữa còn thất bại sau một chiêu duy nhất. Nhìn đến đây, Diệp Thiên Phàm không thể tin nổi. Hắn ta không tin ông nội mình bị Trần Triệu Dương đánh lùi, chuyện ấy là điều không thể. Phải biết rằng trong lòng hắn ta, ông nội hắn ta chẳng khác nào một vị thần. Trong bao năm qua, cậu là người đầu tiên vẫn đứng được sau một chưởng của tôi, ông cụ Diệp lùi lại vài mét, nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt ngưng trọng. Ông cũng khá đấy, trong khoảng thời gian gần đây, ông là người đầu tiên vẫn đứng được sau một cú đá của tôi, Trần. Triệu Dương búng ngón tay, thản nhiên nói. Trần Triệu Dương vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức nhìn anh đầy khinh bỉ. Ông cụ Diệp có thực lực nên mới nói vậy, còn thằng nhóc này thì chỉ giỏi nói phét. Để người ta điên cuồng một lần đi. Nếu không đời này cũng chẳng có cơ hội nữa đâu. Cũng đúng, điên cuồng thì mới đi đời được. Mọi người chỉ trỏ này kia, hiển nhiên ai cũng nghĩ rằng vừa rồi ông cụ Diệp chưa dùng hết sức. Nếu vậy thì lần này tôi sẽ đánh nghiêm túc, ông cụ Diệp nghiêm trang nói. Nghe thấy ông ta nói vậy, mọi người bày ra vẻ mặt như đang nói biết ngay mà, ánh mắt khi nhìn Trần Triệu Dương càng thêm phần khinh miệt. Diệp Thiên Phàm cũng cười to nói, Trần Triệu Dương, mày tưởng vừa rồi mày thắng thế sao? Đúng là nực cười, ông nội tao chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết một thằng như mày. Được, vậy thì hãy nghiền chết tôi bằng một đầu ngón tay đi, Trần Triệu Dương nở nụ cười, anh cợt nhả chỉ vào Diệp Thiên Nam. Sắc mặt của Diệp Thiên Nam lập tức trở nên âm trầm tột độ. Ông ta đã có uy danh ở thành phố Nam Hải mấy chục năm nay, vậy mà bây giờ lại bị một thanh niên 20 mấy tuổi khinh thường, không thể chấp nhận được. Được lắm, tôi sẽ đánh nát xương cốt trên người cậu. Để tôi xem xương cậu có cứng như miệng của cậu hay không, ông cụ Diệp nổi giận, lao thẳng về phía Trần Triệu Dương. Trên mặt Trần Triệu Dương cũng hiện lên sự lạnh lùng. Ông muốn giết tôi thì sao tôi lại để ông sống được? Lúc này, Trần Triệu Dương vung ra một cú đấm, giáng thẳng vào mặt ông cụ Diệp. Tuy rằng nói thế, nhưng trong lòng ông cụ Diệp lại càng đề phòng Trần Triệu Dương hơn.
Thấy anh đấm về phía mình, ông ta không dám chần chừ, hai tay chặn ngang trước ngực. Rầm. Cú đấm của Trần Triệu Dương khiến ông cụ Diệp cảm thấy hai tay đau đớn kịch liệt, đồng thời cũng bị Trần Triệu Dương đánh đến mức phải lùi về sau mấy bước. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi hả? Nếu chỉ có nhiều đó thì kết thúc cuộc chiến này đi, Trần Triệu Dương nhìn ông cụ Diệp, trong mắt lóe lên sự mất kiên nhẫn. Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn dùng ông cụ Diệp để rèn luyện chân khí của mình thôi, nhưng ông ta chẳng phối hợp gì cả. Hừ, vừa rồi tôi chỉ dùng 20% sức mạnh, chiêu tiếp theo mong là cậu có thể đỡ được, thấy vậy, ông cụ Diệp lập tức nổi giận nói. Tới đây đi, để tôi chứng kiến 100% công lực của ông, Trần Triệu Dương ngoách ngón tay với ông cụ Trương, dáng vẻ khiêu khích ấy lập tức nhen lên cơn tức của ông cụ Diệp. Nếu thế tôi sẽ cho cậu được mở rộng tầm mắt, chứng kiến võ học gia truyền của nhà họ Diệp, ông cụ Diệp biết rằng không lấy ra bản lĩnh thật sự thì sẽ không thể giải quyết được vụ này. Lại nhải nhiều quá đấy, tôi cho ông thời gian thi triển, Trần Triệu Dương đã mất kiên nhẫn rồi, anh xòe tay ra với ông ta. Ông cụ Diệp không nói thêm nữa, ông ta nắm chặt hai bàn tay, chân khí trong người điên cuồng trào ra, dòng khí đáng sợ bộc phát ra từ người ông ta. Trước khí thế đó của ông cụ Diệp, cát đá xung quanh bay tán loạn, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy cảnh ấy, tất cả mọi người đều phải hít sâu một hơi. Khủng khiếp quá! Không hổ là võ giả thiên tiên đại thành. Hai, xem ra địa vị thống trị của nhà họ Diệp vẫn vững. Chắc lắm. E là cậu thanh niên này sắp tiêu đời rồi. Nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, Diệp Thiên Phàm vui như mở cờ trong bụng. Hiển nhiên hắn ta muốn thấy ông nội mình thể hiện sức mạnh, tiêu diệt Trần Triệu Dương. Khá đấy nhỉ, nhào vô đi, cảm nhận được khí thế của Diệp Thiên Nam, Trần Triệu Dương híp mắt lại. Hám thiên quyền. Ông cụ Diệp quát lên một tiếng, cơ thể bật lên không trung, dòng khí trên người bộc phát ra, lao về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương chậm rãi vươn ra một ngón tay. Muốn chết, vốn ông cụ Diệp tưởng rằng Trần Triệu Dương sẽ nghiêm túc hơn, nào ngờ anh chỉ vươn một ngón. Tay ra, rõ ràng là khinh thường ông ta mà. Trong cơn tức giận, chân khí trong người Diệp Thiên Nam trào ra, hiển nhiên là đã nổi giận thật rồi. Hoàng Tuyền chỉ. Không phải Trần Triệu Dương thật sự coi thường ông cụ Diệp, mà bởi vì chiêu này là một trong các ngón võ mà anh tu luyện, mang ý nghĩa ngón tay dẫn lối tới suối vàng. Bịch! Ngón tay của Trần Triệu Dương và năm đấm của Diệp Thiên Nam đụng mạnh vào nhau. Ai cũng nghĩ rằng ngón tay của Trần Triệu Dương sẽ bị cú đấm kia đánh gãy. Nhưng khi hai bên đụng độ vào nhau, Diệp Thiên Nam đột nhiên co rụt năm đấm lại, dường như muốn né tránh. Thế nhưng Trần Triệu Dương không bỏ qua cho ông ta. Hoàng Tuyền chỉ vẫn cứ bám theo. Cút đi, ông cụ Diệp giấu bàn tay vừa đụng độ với Trần Triệu Dương vào trong tay áo, bàn tay còn lại thì điên cuồng vung lạc, muốn chặn ngón tay của Trần Triệu Dương lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cuối cùng, ông cụ Diệp làm tiêu hao sức mạnh ở ngón tay của Trần Triệu Dương. Chỉ là ông ta cũng trở nên vô cùng thảm hại, nhất là hai ai càng thêm sưng tấy. Về phần quần áo trên người ông cụ Diệp thì vô cùng xộc xịch, đâu còn vẻ uy nghiêm rạng rỡ trước đó. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm. Bọn họ không ngờ Trần Triệu Dương lại đánh ông cụ Diệp. Thành bộ dáng này, hơn nữa còn chiếm được thế thượng phong. Ngoài người nhà họ Diệp đang đau khổ nhất ra thì còn có người mở sàn cá cược, nếu không có ai đặt cược Trần Triệu Dương thẳng thì chắc chắn gã sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vừa rồi có người đã đặt cược 250 triệu cho Trần Triệu Dương thẳng. Vốn dĩ gã ta nghĩ rằng người ta đã đem tiền đến tặng không cho mình, nhưng bây giờ có vẻ như điều này lại là đang lấy mạng gã. Phải biết, đây là một ăn 100, mặc dù lần này, tiền cược cho Trần Triệu Dương thẳng ít hơn nhiều, nhưng cũng là một con số khổng lồ. Đương nhiên Trần Triệu Dương không hề biết suy nghĩ của những người bên dưới, sau khi thi triển xong chiêu thức, anh đứng chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Vốn nghĩ rằng mình có thể đánh một trận thỏa thích, nhưng giờ có vẻ như phải thất vọng rồi. Cậu cũng là thiên tiên đại thành sao, ông cụ Diệp nói với đôi môi run rẩy mà vẫn giữ được bình tĩnh. Cái gì, khi những người xung quanh nghe ông cụ Diệp nói vậy, bọn họ đều trợn tròn mắt, nhìn Trần Triệu Dương đầy hoài nghi. Phải biết rằng ông cụ Diệp đã gần 80 tuổi rồi mới đạt được thiên tiên đại thành. Nhưng Trần Triệu Dương, ở tuổi đôi mươi, đã đạt được trình độ đó rồi. Đây chẳng phải là thiên tài võ thuật sao, thật là kinh khủng rồi. Vào lúc này. Không ai còn nghĩ Trần Triệu Dương là kẻ yếu nữa, vốn dĩ đám người xung quanh còn đang giễu cợt anh không ngừng, nhưng giờ thì không một ai dám ho he gì.
Trần Triệu Dương cũng không thừa nhận lời nói của Diệp Thiên Nam bởi vì anh quả thực không phải thiên tiên đại thành, mặc dù anh sớm đã có thể đạt đến mức độ đó. Lão già, xem ra chiêu thức võ công mạnh nhất của ông cũng chả có tác dụng gì nhỉ. Nếu như ông chỉ có một chiêu này thôi thì chấp nhận thua đi, Trần Triệu Dương nhìn Diệp Thiên Nam, trên mặt lộ ra một chút xíu cợt. Trần Triệu Dương, tôi nhận thua, vậy ân oán của nhà họ Diệp với cậu chấm dứt ở đây, sau này nước sông không phạm nước giếng. Diệp Thiên Nam hít sâu một hơi, đành ngậm bồ hồn làm ngọt nói. Ha ha, lão già, đừng nói ông bế quan đến mê muội đầu óc rồi chớ, Trần Triệu Dương cảm thấy nực cười khi nghe Diệp Thiên Nam nói vậy. Lão già Diệp Thiên Nam này thật đúng là không biết xấu hổ mà, đã bị đánh thành bộ dạng như vậy rồi còn muốn cho. Qua dễ dàng thế. Thằng nhãi con, tôi nói thật cho cậu biết, lai lịch của nhà họ Diệp thế nào cậu không thể tưởng tượng được đâu, có thể hòa giải với chúng tôi, đó là may mắn của cậu. Diệp Thiên Nam nghe Trần Triệu Dương nói thì tức đến tím cả người. Ồ, vậy tôi có nên cảm ơn ông vì đã ban cho tôi điều may mắn này không? Trần Triệu Dương chế nhạo rồi nói, thảo nào người nhà họ Diệp không biết xấu hổ như vậy. Hóa ra là di truyền từ ông, một lão già không biết xấu hổ. Trần Triệu Dương không ngớt lời mắng chửi khiến những người xung quanh cảm thấy rất sảng khoái, đặc biệt là những gia tộc khác bị nhà họ Diệp chèn ép nhiều năm. Cậu, Diệp Thiên Nam tức đến mức sắp nổ tung rồi. Điều này quả thật khiến ông ta không tránh khỏi căm phẫn, nhiều năm như vậy chưa có ai dám nói chuyện với ông ta như thế này, huống chỉ lại còn bị lăng mạ thẳng mặt như thế này nữa. Nhưng Trần Triệu Dương này không chỉ mắng chửi ngay trước mặt Diệp Thiên Nam, mà còn khiến ông ta xấu hổ trước mặt rất nhiều người. Cậu cái gì mà cậu, rốt cuộc có muốn đánh nữa không? Trần Triệu Dương hỏi không chút nể nang. Đây là cậu ép tôi đấp rồi nén giận nói. Diệp Thiên Nam hít sâu mấy hơi. Ông có chiêu thức gì thì mau dùng hết đi, nếu không ông không còn cơ hội nào để dùng đâu đấy. Trần Triệu Dương liên tiếp khiêu khích ông ta, chẳng qua là để cho Diệp Thiên Nam thể hiện ra hết thực lực cùng anh đánh một trận thỏa thích. Thành thật mà nói, vừa rồi anh đánh vẫn chưa đã. Cậu có biết nhà họ Diệp chúng tôi xuất thân như thế nào không? Diệp Thiên Nam từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu đỏ tươi, không vội vàng uống nó mà hỏi Trần Triệu Dương. Làm sao tôi biết được? Nói nhanh đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Trần Triệu Dương có chút mất kiên nhẫn nói. Viên thuốc này hiển nhiên là loại thuốc cường hóa hoặc tiềm tàng sinh lực nhưng Trần Triệu Dương không hề hoảng sợ, ngược lại anh rất muốn biết sau khi ông ta uống nó vào thì sức mạnh sẽ đạt đến mức nào. Nhà họ Diệp chúng tôi thực ra không phải là người ở Nam Hải. Tôi nói thật với cậu, người phía sau làm hậu thuẫn cho chúng tôi chính là võ đạo thế gia nhà họ Phùng. Lúc Diệp Thiên Nam nói lời này, trên mặt có chút kiêu ngạo, tất nhiên nhà họ Phùng vô cùng có tiếng. Cái gì, hóa ra là người nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng rất lợi hại sao? Còn nữa, cái gì là võ đạo thế gia? Võ đạo thế gia là có ít nhất 3 thiên tiên đại thành và ít nhất 5 thiên tiên tiểu thành trở lên. Về phần võ giả thì cũng phải 20 người trở lên. Vậy chẳng phải nhà họ Phùng này rất mạnh sao? Đương nhiên là nhà họ Phùng rất lợi hại rồi. Nhà họ Phùng không chỉ có võ giả thiên tiên đại thành mà người ta còn đồn rằng nhà họ còn có võ giả thiên tiên đại viên mãn. Khi những người xung quanh nghe được lời Diệp Thiên Nam nói thì đều không tránh khỏi kinh ngạc. Những người biết về nhà họ Phùng be đầu phổ cập cho những người chưa biết. Lúc này, bọn họ mới chợt hiểu ra, chẳng trách nhà họ Diệp phát triển nhanh như vậy, hóa ra sau lưng còn có sự hậu thuẫn của võ đạo thế gia. Hơn nữa, nhà họ Phùng này cũng không phải là một võ đạo thế gia bình thường, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, tuy không phải là những người đứng đầu nhưng cũng không kém là bao. Nhà họ Phùng, thật ngại quá. Tôi không quen biết, Trần Triệu Dương cười chế nhạo, anh càng không quan tâm sau lưng nhà họ Diệp là ai. Cái gì, cậu đến nhà họ Phùng cũng không nể mặt sao? Lẽ nào cậu thật sự cho rằng mình là vô địch thiên hạ ư? Diệp Thiên Nam không ngờ Trần Triệu Dương lại ngạo mạn như vậy, hơn nữa còn xúc phạm đến vùng đất võ đạo. Nhà họ Phùng là cái thá gì? Dựa vào đâu tôi phải nể mặt? Được rồi, nếu đây là chỗ dựa của ông thì ông có thể mỉm cười nơi chín suối rồi. Trần Triệu Dương chế nhạo, đồng thời chuẩn bị ra tay. Trần Triệu Dương, cậu muốn cá chết lưới rách mới chịu sao? Đừng ép tôi, lúc này, Diệp Thiên Nam có chút cuồng loạn, không ngờ ông ta đã nói ra chỗ dựa lớn nhất của mình rồi mà Trần Triệu Dương vẫn không hề quan tâm. Xin lỗi, cá nhất định phải chết, nhưng lưới sẽ không rách, dứt lời, Trần Triệu Dương không muốn nhiều lời với Diệp Thiên Nam, bóng người lóe lên, quét về phía ông ta. Trong mắt Diệp Thiên Nam hiện lên vẻ điên cuồng. Không chút do dự trực tiếp nhét viên thuốc đỏ tươi đó vào trong miệng. Ha ha, tôi,
Diệp Thiên Nam cũng thuộc thế hệ anh hùng hào kiệt. Không ngờ lại âu ép đến mức này, sau khi Diệp Thiên Nam uống viên thuốc đó vào thì lập tức cười điên cuồng. Ra tay đi, hãy để chúng ta đấu một trận thật thỏa thích, lúc này ông cụ Diệp biết rằng, nhà họ Diệp e là không tránh khỏi kiếp nạn. Cho dù đánh bại Trần Triệu Dương, bản thân ông ta cũng đã uống viên thuốc này, tuy rằng sức mạnh đã tăng lên, nhưng nó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng của ông ta. Chỉ sợ ông ta sẽ không sống nổi, một khi ông ta chết đi thì nhà họ Diệp cũng sẽ lâm vào cảnh khốn khó. Tuy nhiên, sự việc đã đến bước này, ông ta chỉ còn cách đâm lao phải theo lao mà thôi. Theo ý nguyện của ông, từ trong mắt Trần Triệu Dương lộ ra tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, bóng người lập tức lóe lên, lao tới tiếp chiêu với ông cụ Diệp. Khi hai người va chạm vào nhau, Trần Triệu Dương không tránh khỏi ngạc nhiên, sau khi lão già này uống viên thuốc đó, sức mạnh của ông ta đã tăng lên rất nhiều, cùng anh đánh một trận kịch liệt nhưng cũng không hề giảm đi khí thế. Những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Trần Triệu Dương giao chiến với ông cụ Diệp, đặc biệt là viên thuốc mà ông cụ Diệp vừa uống, khiến ông ta càng mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Triệu Dương cũng chỉ tỏ ra nghiêm túc hơn mà thôi, không hề có dáng vẻ miễn cưỡng gì. Ha ha, đại ca đúng là đại ca mà. Sau hôm nay, xem ra người đứng đầu ở cái đất Nam Hải này chính là đại ca của tôi rồi, nhìn thấy vẻ ngoài hùng dũng và uy nghi của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong chợt cười lớn. Xong rồi, e là lần này sẽ thua thê thảm rồi, lúc này, người đau lòng nhất chính là Hứa Thiếu Phong giở trò cá cược, hẳn vốn tưởng rằng lần này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Trước khi trận quyết đấu bắt đầu, có người đặt cược 220 triệu, cược cho Trần Triệu Dương thẳng. Nhưng sau khi trận chiến bắt đầu, Hứa Thiếu Phong đã hối hận, lẽ ra nên sớm dừng vụ cá cược này. Đến khi ông cụ Diệp sắp bị đánh bại, ông ta mang võ đạo thế gia nhà họ Phùng ra, Hứa Thiếu Phong mới biết nhà họ Phùng có sức mạnh như thế nào. Vì vậy, hắn kỳ vọng rằng trận chiến này sẽ kết thúc với tỷ số hòa, để không phải mất tiền. Tuy nhiên, Trần Triệu Dương không quan tâm chút nào. Hứa Thiếu Phong không thấy một chút hy vọng nào cho, đến khi ông cụ Diệp uống viên thuốc đó. Cố lên, ông cụ Diệp, ông là cao thủ số một của thành phố Nam Hải chúng ta, nên ông không thể thất bại như thế này được. Không chỉ Hứa Thiếu Phong mong chờ mà cả những người đã đặt cược vào ông cụ Diệp cũng đều hy vọng ông ta có thể lấy lại ánh hào quang. Ông cụ Diệp càng đánh thì lại càng ngạc nhiên. Phải biết là sau khi uống loại thuốc này, sức mạnh của ông ta gần như là thiên tiên đại viên mãn, nhưng ngay cả như vậy, Trần Triệu Dương vẫn có thể đối phó ông ta một cách dễ dàng. Phải nắm lấy cơ hội tốt này, rèn luyện chân khí trong cơ thể mình rắn chắc một chút, Trần Triệu Dương vốn là muốn đánh chết ông cụ Diệp. Nhưng anh đã đổi ý, nếu thật sự một phát đánh bại ông cụ Diệp, e là bản thân có lẽ đã mất đi một đối thủ ngang tài ngang sức. Ngay lập tức, công kích của Trần Triệu Dương chậm lại một chút. Ông cụ Diệp tự nhiên cảm thấy công kích của Trần Triệu Dương không còn mãnh liệt như trước, điều này khiến ông ta cảm thấy nhẹ nhõm, liền nghĩ ra một câu hỏi. Cậu đã dùng bí thuật, ông ta hỏi ngay khi đang cùng Trần Triệu Dương đấu tay đôi. Ha ha, Trần Triệu Dương, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự tài giỏi thế nào, hóa ra cậu vừa rồi dùng bí thuật đặc biệt mà thôi, ông cụ Diệp cười to một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Có lẽ, mình không cần phải chiến đấu với Trần Triệu Dương cho đến khi sức tàn lực kiệt, chỉ cần bản thân không tiêu hao quá nhiều đan dược, thì vẫn có hy vọng khôi phục. Trần Triệu Dương không đáp lại lời nói của ông cụ Diệp, không thể nói với ông ta rằng anh muốn lợi dụng ông ta để rèn luyện chân khí trong cơ thể mình. Nếu như thế thì quả là ức hiếp người quá đáng rồi. Suy cho cùng, anh vẫn là một thanh niên kính giả yêu trẻ mà. Nhìn thấy Trần Triệu Dương không nói chuyện, ông cụ Diệp càng thêm chắc chắn về những gì mà ông ta đã suy đoán. Tất cả những người xem đều nháo nhào cả lên khi nghe những gì ông cụ Diệp nói. Chết tiệt, tôi còn tưởng chúng ta có một con quái vật ở thành phố Nam Hải này. Điều này thực sự làm tôi thất vọng. Tôi đã nói mà, Trần Triệu Dương còn trẻ như thế, làm sao có thể có sức mạnh như vậy được chứ? Những người xung quanh đều bàn tán xôn xao, ai cũng ngưỡng mộ Trần Triệu Dương, có người còn coi anh như thần tượng. Nhưng giờ tất cả đều đã đổi ý. Lúc này, Hứa Thiếu Phong càng vui mừng. Hắn không cho rằng những gì ông cụ Diệp nói là dối trá, dù sao công kích của Trần Triệu Dương quả thực không còn mãnh liệt như trước, hẳn là thời gian dùng đến bí thuật đã hết. Ông ơi, chúng ta phải đánh bại Trần Triệu Dương, tốt nhất là đừng giết hắn. Cháu sẽ từ từ tra tấn hắn, để hắn biết hậu quả của việc xúc phạm Diệp Thiên Phàm cháu đây phải chịu hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nhìn thấy ông nội của mình thể hiện sức mạnh to lớn như thế,
từ trong thế yếu giờ lại chiếm được ưu thế, Diệp Thiên Phàm lập tức phấn khích không thôi. Ban đầu, hắn ta nghĩ hôm nay mình sẽ gặp phải bi kịch, vì chuyện riêng mà kéo ông cụ Diệp vào vũng lầy. Không ngờ Trần Triệu Dương này chỉ là thi triển bí thuật mới có thể đánh ông nội mình thành bộ dạng như vậy. Cháu trai đừng lo lắng, ông nội sẽ bắt Trần Triệu Dương lại cho cháu, giao cho cháu xử lý. Lúc này ông cụ Diệp rất tự tin, liền nói với cháu trai mình. Đôi mắt Trần Triệu Dương chợt híp lại, trong lòng tức giận. Vốn dĩ anh cho rằng ông cụ Diệp là nhân vật có tiếng tăm, chí ít cũng có thể để ông ta chết một cách tử tế, và người nhà họ Diệp không cần giết hết. Nhưng bây giờ xem ra anh vẫn còn khá ngây thơ rồi. Người đáng thương ắt cũng có điều đáng hận. Ông cụ Diệp nhìn Trần Triệu Dương với vẻ giảng đạo, nói, người trẻ tuổi, dù sao trong con đường luyện võ đạo đều phải dựa vào sự tích lũy của bản thân, có ngoại vật giúp đỡ, dù sao cũng chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Hừ, lão già chết tiệt, trước khi nói tôi bàng môn tà đạo chỉ bằng tự xem lại chính mình đi, Trần Triệu Dương chế. Nhạo nói, lẽ nào thứ ông vừa mới ăn là phân sao? Cậu, nghe xong lời của Trần Triệu Dương, ông cụ Diệp không khỏi phẫn nộ. Thằng nhãi, đến lúc này mà vẫn còn cứng miệng, lát nữa, tôi xem cậu còn cứng miệng được nữa không, ông cụ Diệp nổi cơn tam bành. Ông có thể đến thử xem sao, tôi chỉ sợ xương cốt già nua này của ông sẽ không còn nguyên vẹn được đâu, Trần Triệu Dương trực tiếp chế nhạo không thương tiếc. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đánh gãy tứ chi của cậu, giao cho cháu trai của tôi, hy vọng cậu có thể chịu được sự tra tấn của nó. Ông cụ Diệp chế nhạo, bóng dáng xẹt qua, lại lao về phía Trần Triệu Dương. Đừng lo, ông nội, cháu sẽ tra tấn hẳn ta thật tốt, hơn nữa sẽ giành người vợ quyến rũ của hẳn vào tay cháu. Lúc này, Diệp Thiên Phàm đã hơi quá khích, không có gì là không dám nói. Mắt Trần Triệu Dương lóe ra tia sáng lạnh lẽo, anh không ngờ được ông ta đã tàn phế đến như thế rồi nhưng vẫn muốn bày trò phá hoại. Tuyệt đối không thể tha thứ. Đi chết cho tôi. Trần Triệu Dương hét lên một tiếng, rồi nhanh như chớp lao về phía ông cụ Diệp. Ha ha, đúng là tự tìm đường chết mà. Ông ta thấy thế thì vẫn thờ ơ rồi lập tức tung một cú đấm về phía Trần Triệu Dương. Sau khi cú đấm này được đấm ra thì đột nhiên có một tiếng nổ, điều này cho thấy rằng cú đấm này của ông cụ Diệp đã đạt đến cảnh giới mạnh mẽ như thế nào. Đám người nhà họ Diệp thấy được sức mạnh của ông ta như thế thì đều vô cùng hưng phấn. Những gia tộc dựa dẫm vào nhà họ Diệp thì càng khỏi phải nói, lúc này họ kích động hơn bao giờ hết. Chỉ khi nào nhà họ Diệp càng lớn mạnh hơn thì gia tộc họ mới có thể phát triển theo được. Bịch! Trần Triệu Dương tung ra một chưởng chống lại ông cụ Diệp rồi cả hai cùng lùi lại mấy bước. Trần Triệu Dương rõ ràng đã rơi vào thế yếu, còn ông cụ Diệp lại đang có lợi thế hơn. Chỉ là trong lòng ông ta cũng đang vô cùng kinh ngạc. Vốn ông ta tính là lúc này đáng lẽ ra Trần Triệu Dương phải suy giảm sức lực rồi mới đúng. Nhưng mà một chưởng vừa rồi rõ ràng cũng không kém ông là bao. Đặc biệt là tinh thần của anh vẫn rất thoải mái, điều này khiến cho Diệp Thiên Nam trở nên thận trọng hơn. Ông già, tiếp tục đi, đừng có dừng lại, Trần Triệu Dương nhìn ông cụ Diệp một cách khó chịu, rồi lập tức gây hấn. Nếu cậu đã muốn tìm đường chết thì tôi đây sẽ thành toàn cho cậu, Diệp Thiên Nam tin vào phán đoán của mình, ông ta lại một lần nữa xoay người lại. Trần Triệu Dương lập tức lao vào đánh nhau với ông cụ Diệp. Chỉ là ông ta càng đánh càng kinh ngạc. Bởi vì chân khí trong cơ thể Trần Triệu Dương cứ như thể là vô tận vậy, nhìn bộ dạng này của cậu ta không giống với một người sắp cạn kiệt sức lực một chút nào. Trần Triệu Dương và ông cụ Diệp rõ ràng là sử dụng phương pháp cứng đối cứng, vì thế trận đánh này trông vô cùng mãn nhãn. Thực sự quá sướng rồi. Nói thật, anh có chút không nỡ đánh chết ông cụ Diệp. Nếu mà ông ta chết rồi thì còn ai đến làm đá mài dao cho anh nữa đây? Nhưng anh chỉ là nghĩ như thế thôi, nếu thực sự bỏ qua cho ông ta thì sợ sau này càng có nhiều người đến gây hấn với anh hơn. Lúc này, cả người ông cụ Diệp toàn mồ hôi, hơi thở hổn hển. Hơn nữa toàn thân ông ta đều đau nhức, nhất là hai tay và hai chân thì gần như là không còn cảm giác. Trong cuộc đối đầu vừa rồi, ông ta cảm giác Trần Triệu Dương cứ như một thanh thép vậy. Bất kể là chỗ nào có va chạm với anh đều đau không chịu được. Tiếp tục đi. Trần Triệu Dương thấy ông ta mất tập trung thì hét, cậu, nhìn thấy bộ dạng tràn trề sức sống của Trần Triệu Dương như thế thì ông cụ Diệp cảm thấy run cầm cập. Tên nhóc này rốt cuộc có dùng bí pháp gì không? Nếu mà ông ta đoán sai thì thật đáng xấu hổ. Không những là bị bẽ mặt sợ là còn mất luôn cả mạng. Nếu ông đã không ra tay thì để tôi, Trần Triệu Dương nói rồi lập tức lao về phía ông ta.
ông cụ Diệp không dám nghỉ ngơi nữa mà ngay lập tức xông lên. Chỉ là dược tính của viên thuốc mà Diệp Thiên Nam đã uống, lúc này sắp hết tác dụng, nên sức lực của ông ta càng ngày càng kém, thậm chí còn không được bằng một nửa so với lúc trước. Nhận thua đi, Trần Triệu Dương lắc đầu rồi tăng tốc độ lên, đồn hết sức lực vào hai nắm đấm. Bịch! Ông cụ Diệp cảm nhận được nắm đấm của Trần Triệu Dương, ông ta dùng hai tay chắn trước ngực để cố gắng ngăn chặn cú đấm này. Chỉ là lần này cú đấm của anh trực tiếp đánh gãy hai tay ông ta rồi lập tức đấm thẳng vào vị trí trái tim của ông ta. Cậu rốt cuộc là ai? Ông cụ Diệp cảm nhận được. Sức mạnh dần yếu đi trong cơ thể mình thì biết là thời gian của mình đã hết. Là người muốn mạng ông, Trần Triệu Dương không chút lưu tình mà lập tức dậm chân lên cổ ông ta. Tận mắt nhìn thấy ông ta ngừng thở rồi anh mới quay người về hướng người nhà họ Diệp. Nhìn thấy ông cụ Diệp bị anh đánh bại lại còn giết chết. Phe cánh nhà họ Diệp lúc này đều cảm thấy vô cùng đau. Buồn vì trụ cột chính của họ ông cụ Diệp đã không còn nữa, kể cả khi nhà họ Diệp có thể thoát được lần này thì chỉ sợ họ cũng khó mà thoát được sự cạnh tranh của những gia tộc khác. Ha ha, sao mà có thể? Một tên phế vật sao mà lại có thể đánh thẳng ông nội tôi? Ông nội tôi là người mạnh nhất, lúc này Diệp Thiên Phàm đã phát điên lên rồi. Hắn ta không ngờ đến rằng mình chỉ tùy hứng dạy dỗ một tên vô danh tiểu tốt thôi, nhưng lại mang đến tai họa cho cả gia đình như vậy. Hắn ta không cam tâm. Diệp Sùng Minh và Diệp Sùng Hoan lúc này cũng vô cùng đau khổ, họ biết, nhà họ Diệp coi như xong rồi. Có thể nói, sự kiêu căng của nhà họ Diệp đã hại chết bọn họ. Gia tộc đứng đầu Nam Hải, danh tiếng vang dội như vậy khiến cho họ quên mất chính mình. Nhà họ Diệp chúng tôi nguyện ý giao ra một nửa số tài sản chỉ mong là Trần gia có thể bỏ qua cho nhà họ Diệp chúng tôi. Diệp Sùng Minh hít sâu một hơi rồi lập tức đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, quỳ xuống nói. Tất cả những người đang đứng đây, còn cả người nhà họ Diệp đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm ông ta. Đây chính là người đứng đầu nhà họ Diệp, một nhân vật tầm cỡ nổi tiếng nói là làm ở cái đất Nam Hải này. Nhưng bây giờ, ông ta thế mà lại quỳ xuống trước mặt một cậu thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi đầu. Nhìn Diệp Sùng Minh đang quỳ trước mặt mình như thế, trong mắt Trần Triệu Dương cũng không có chút thay đổi nào cứ như thể đây là việc ông ta phải làm vậy. Nếu sớm biết như thế thì trước đây bỏ ra 200 triệu tệ để mua lại sự bình an lẽ nào không rẻ hơn sao, Trần Triệu Dương lắc đầu nhưng vẫn chưa đồng ý. Đám người xung quanh nghe thấy thế thì đều không dám nói gì. 200 triệu tệ để mua lại sự bình an, lẽ nào rất rẻ sao? Nghe được lời này của Trần Triệu Dương, Diệp Sùng Minh khổ không nói được. Bởi vì ban đầu ông ta đúng là có đưa ra 200 triệu tệ để hòa giải với Trần Triệu Dương. Tuy nhiên họ cảm thấy chuyện này đã ảnh hưởng đến uy nghiêm của nhà họ Diệp bọn họ thế nên mới quyết định muốn diệt trừ anh. Tất cả điều này đã đến những sự việc tiếp. Theo, có thể nói người thực sự hung hăng càn quấy là nhà họ Diệp họ chứ không phải là Trần Triệu Dương. Chỉ là họ hiểu ra thì cũng muộn rồi. Xin lỗi, tôi là một người không muốn để lại rắc rối cho mình, Trần Triệu Dương lắc đầu. Anh không đồng ý với yêu cầu của Diệp Sùng Minh. Tôi có thể nói cho cậu biết, chỉ có tôi mới biết được nơi cất giấu báu vật của bố mình, Diệp Sùng Minh như đã sớm biết Trần Triệu Dương sẽ nói như thế. Vì nếu là ông ta thì ông ta cũng sẽ chọn nhổ cỏ tận gốc. Ồ, ông muốn gì, Trần Triệu Dương tỏ ra hứng thú, dù gì ông cụ Diệp cũng được coi là một người có dã tâm, ông ta có thể đi đến tận bây giờ thì chắc chắn có bí mật. Tôi chỉ muốn nhà họ Diệp được sống. Diệp Sùng Minh nhìn chăm chằm Trần Triệu Dương nói. Không có vấn đề, chỉ là chi nhà ông thì không được, Trần Triệu Dương nghĩ một lúc, nếu mà thực sự hủy đi nhà họ Diệp thì cũng quá tàn nhẫn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hy vọng Trần gia có thể giữ lời hứa, Diệp Sùng Minh gật đầu. Ông ta biết Trần Triệu Dương có thể làm như thế đã là nể tình cho bọn họ rồi. Tử Phong, cậu thu tiền cược đi rồi đến biệt thự tìm tôi. Trần Triệu Dương nói với Giang Tử Phong xong thì đi theo người nhà họ Diệp rời khỏi đây. Vừa đến nhà họ Diệp, Trần Triệu Dương đi theo Diệp Sùng Minh đến trước một mảnh sân cực kỳ đổ nát. Cậu Diệp, đây chính là nơi bế quan của ông cụ, chúng tôi đều không thể vào được, bởi vì trong sân khá nguy hiểm, nghe nói bố trí rất nhiều cạm bẫy, Diệp Sùng Minh thẳng thắn nói. Lúc này, xung quanh vẫn còn mấy người nhà họ Diệp, sau khi nghe thấy lời gia chủ của mình nói, ai cũng trợn tròn mắt. Rõ ràng bọn họ không ngờ gia chủ nhà mình còn nhắc nhở Trần Triệu Dương. Nể tình ông trung thực nên tôi nhất định sẽ giữ lời, Trần Triệu Dương nghe được lời nói của Diệp Sùng Minh thì thản nhiên gật đầu. Sau đó, dưới ánh mắt của nhiều người nhà họ Diệp, Trần Triệu Dương bước thẳng vào trong sân. Đúng là đã cài cảm không ít cạm bẫy, không
không ngờ ông cụ Diệp này lại có bản lĩnh này. Sau khi Trần Triệu Dương liếc mắt nhìn qua, nhìn rõ bố cục bên trong, lập tức hiểu rõ. Trần Triệu Dương vươn tay ra, bấm vào một cái cây trong đó, bẫy trên cây lập tức mất hiệu lực, Trần Triệu Dương bước qua cực kỳ thong dong. Đám người nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh này, ai cũng ngạc nhiên. Còn hiện giờ Diệp Sùng Minh lại thở dài một cái. Quả nhiên, những thứ trong sân này không thể giữ chân Trần Triệu Dương. Sau đó, Trần Triệu Dương lại vô hiệu hóa vài cái bẫy nữa, xem ra ông cụ Diệp bảo vệ mảnh sân này rất nghiêm ngặt. Trần Triệu Dương chỉ mong những thứ bên trong sẽ không khiến mình thất vọng. Sau khi anh mở đôi mắt xuyên thấu, cuối cùng phát hiện một hộp ngọc ở bên dưới chiếc bàn đá đặt tại vị trí khiến người ta ít chú ý nhất. Nhưng điều khiến Trần Triệu Dương cảm thấy kỳ lạ chính là, anh không thể nhìn qua hộp đá này, việc này khiến Trần Triệu Dương đột nhiên có chút hứng thú. Phải biết rằng, lúc đầu khi đến Hồ Lộc Minh, anh không hề nhìn thấy tảng đá bảy màu đó, sau khi xuống đáy hồ, anh mới phát hiện là thứ đồ tốt. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương dùng chưởng bổ bàn đá ra, lộ ra một khoảng trống. Người nhà họ Diệp ai cũng sửng sốt, vốn dĩ bọn họ còn tưởng Trần Triệu Dương sẽ đi vào phòng tìm đồ, kết quả Trần Triệu Dương lại xẻ đôi bàn đá mà ông cụ Diệp thường dùng để uống trà. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Trần Triệu Dương lấy ra một hộp đá khoảng 30cm từ khoảng trống dưới bàn đá. Trần Triệu Dương mở hộp đá ra, phát hiện bên trong nó còn có một cái hộp, chiếc hộp này giống ngọc mà lại không phải ngọc, anh thử lại thì phát hiện thật sự không thể nhìn xuyên thấu ní. Đồng thời Trần Triệu Dương còn phát hiện, hộp ngọc này không thể mở ra được. Anh biết, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể mở ra được, cứ mang về trước đã rồi nói sau. Tiếp theo, Trần Triệu Dương xử lý nhà họ Diệp một phen, hễ là người có tu vi, đều sẽ bị phế bỏ, còn Diệp Thiên Phàm thì bị giết chết, loại người này tàn nhẫn như vậy, chết cũng không đáng tiếc. Sau khi làm xong mọi chuyện, Trần Triệu Dương mới dừng tay lại. Đến bây giờ, nhà họ Diệp đã hoàn toàn sa sút, không còn đáng sợ nữa. Trần Triệu Dương xử lý xong chuyện nhà họ Diệp liền rời đi ngay lập tức, còn những người nhà họ Diệp còn sống, thì vô cùng hoảng sợ. Bởi vì Trần Triệu Dương giống như thần chết, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng mọi người. Trần Triệu Dương trở lại biệt thự, Giang Tử Phong vẫn còn ở đó. Đại ca, anh về rồi ạ. Giang Tử Phong nhìn thấy Trần Triệu Dương, lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ chạy đến, giống như làm sai chuyện gì đó. Trần Triệu Dương, anh lại đây cho tôi. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Nam Cung Yến cũng vang lên, Trần Triệu Dương chỉ thấy hai mắt cô chợt đỏ lên. Lập tức đi về phía anh, sau đó nắm lấy tay, kéo anh lên tầng 2. Trần Triệu Dương sững sờ, không biết Nam Cung Yến bị làm sao nhưng anh cũng không phản kháng, để Nam Cung Yến kéo anh lên tầng 2. Trần Triệu Dương, đồ khốn nhà anh, sao anh không chết ở bên ngoài đi, vừa vào đến phòng, Nam Cung Yến lập tức đóng cửa lại, ngay sau đó đánh Trần Triệu Dương một cái thật mạnh. Vốn dĩ Trần Triệu Dương vẫn còn mù mờ, nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của Nam Cung Yến. Anh mới hiểu ra, e là thằng nhóc Giang Tử Phong này nói cái gì rồi. Vợ à, anh đã khiến em lo lắng rồi, sau này anh làm chuyện gì, cũng sẽ nói với em. Nam Cung Yến đánh Trần Triệu Dương tầm 5-6 phút, đánh mệt rồi, Trần Triệu Dương mới ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Trần Triệu Dương chưa bao giờ nghĩ rằng, Nam Cung Yến lại quan tâm anh như vậy, cảm xúc bộc phát lần này, thật sự khiến Trần Triệu Dương hơi bất ngờ, nhưng trái tim lại cực kỳ ấm áp. Tâm trạng của Nam Cung Yến dần dần ổn định lại, cô mới nhận ra mình đang được ôm trong vòng tay của Trần Triệu Dương, khuôn mặt xinh đỏ bừng, lập tức đẩy Trần Triệu Dương ra. Không được nói chuyện vừa rồi ra ngoài, nếu không tôi, Nam Cung Yến tức giận thở hổn hển nói, dường như cô thấy lời đe dọa của mình hơi yếu ớt, sau đó cô đạp mạnh vào chân của Trần Triệu Dương. Để anh lợi dụng sờ mó tôi, hừ, nói xong, Nam Cung Yến mới ngẩng đầu, đi xuống. Xì. Đợi sau khi Nam Cung Yến xuống dưới, Trần Triệu Dương mới ôm chân, đứng dậy, nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười hạnh phúc. Sau khi xuống tầng, Trần Triệu Dương thấy hai người Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đã rời đi, chỉ còn lại Giang Tử Phong với vẻ mặt giống như đã làm sai chuyện gì đó. Sau khi Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, bước đến trước mặt cậu ấy, không nói lời nào, cứ nhìn cậu ấy như vậy. Ngay từ đầu Giang Tử Phong đã làm sai chuyện. Bây giờ lại bị Trần Triệu Dương nhìn như vậy, cậu ấy lập tức xấu hổ. Đại ca, em thật sự không cố ý, vốn dĩ em muốn nói với chị dâu hình ảnh huy hoàng của anh, cuối cùng còn chưa nói xong, em mới phát hiện ra sắc mặt của chị dâu hơi khó nhìn,
em sai rồi, Giang Tử Phong lộ vẻ mặt hối hận và tự trách rồi nói. Được rồi, tôi tha thứ cho cậu, lần sau đừng nói lung tung với chị dâu của cậu nhát gan, rất dễ lo lắng cho tôi. Trần Triệu Dương thấy dáng vẻ của Giang Tử Phong, lập tức bước tới, vuốt sau đầu cậu ấy. Phù, may quá, đại ca không trách em là tốt rồi, Giang Tử Phong nhìn bộ dạng của anh, liền thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, nói cho tôi biết tình hình sau khi tôi đi nghe xem nào, Trần Triệu Dương tìm Giang Tử Phong chính là vì muốn hỏi chuyện này. Đại ca, em đang định nói với anh đây, không phải chúng. Ta đã tự cược 220 triệu tệ cho chính mình sao, khi em đi đổi tiền, tên nhà cái đó lại không cho em rút tiền, Giang Tử Phong nói đến đây, vẻ mặt oán giận, rõ ràng đã bị đám người vô sỉ đó đánh bại. Tỷ lệ cược cuối cùng là bao nhiêu, Trần Triệu Dương không lo lắng hay tức giận hỏi. Anh thực sự không tin, ở thành phố Nam Hải này lại có người nợ tiền cược của mình. Bởi vì chúng ta đặt cược quá nhiều, cùng từ 1,100 thành 1,50, cũng có nghĩa là, thằng khốn đó nợ chúng ta 122 tỷ, dám mở cược, không dám bồi thường tiền, đúng là chó má mà. Giang Tử Phong tức giận nói. Đừng nóng vội, không có ai có thể nợ tiền mà không trả chúng ta. Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói. Đại ca, người mở cược này, em đã nghe ngóng qua rồi, tên là Hứa Thiệu Phong, hẳn không phải là người đơn giản đâu, việc này có lẽ nên cẩn thận một chút, Giang Tử Phong ngập ngừng hỏi. Ồ, nói cho tôi nghe xem tên Hứa Thiệu Phong này là người như thế nào, nghe thấy những lời của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương ngạc nhiên. Người tên Hứa Thiệu Phong này là một người cực kỳ khiêm tốn ở Nam Hải, nhưng tất cả các sòng bạc ngầm ở Nam Hải đều có sự hiện diện của hắn, trong tay hắn có một nhóm côn đồ, nếu không phải chí hướng của hắn không nằm ở thế giới ngầm. Sợ rằng dựa vào thực lực của hắn, Hứa Thiệu Phong đã là ông vua ngầm của Nam Hải rồi. Sau đó Giang Tử Phong nói cho Trần Triệu Dương biết thông tin về Hứa Thiệu Phong. Đi, bây giờ đi mở mang kiến thức một chút, Trần Triệu Dương khá hứng thú với tên Hứa Thiệu Phong này. Trần Triệu Dương đặt hộp đá lấy được từ nhà họ Diệp vào phòng ngủ của mình. Sau đó, Giang Tử Phong lái xe chở Trần Triệu Dương đến sòng bạc mà Hứa Thiệu Phong đang ở, tọa lạc trên con phố phồn hoa nhất của thành phố. Đây là một khu vui chơi, nhưng nhìn có vẻ cực kỳ cũ nát. Đây chính là sự khôn khéo của Hứa Thiệu Phong, hắn đặt sòng bạc ở khu phồn hoa nhất, hơn nữa bên ngoài vẫn là một phòng trò chơi cũ nát, người bình thường sẽ không nghĩ tới chuyện này, Giang Tử Phong đưa Trần Triệu Dương vào. Trong, giới thiệu cho anh biết. Sao cậu hiểu rõ thế, Trần Triệu Dương đột nhiên hơi nghi ngờ. Trước đây không phải em từng rất thích đánh bạc sao, sòng bạc nào ở Nam Hải em cũng đi hết rồi. Nói đến đây, Giang Tử Phong hơi xấu hổ. Dù sao thì với tài đánh bạc của mình, lần nào cậu ta cũng thua sạch. Nhìn thấy vẻ xấu hổ của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương đột nhiên bật cười. Có muốn ra oai một lần không? Trần Triệu Dương bất ngờ nảy ra một ý tưởng, liền hỏi. Đại ca chẳng lẽ chúng ta đánh vào trong? Giết hẳn ta không còn mảnh giáp, Giang Tử Phong nghe những lời của Trần Triệu Dương, lập tức trở nên phấn khích. Đầu óc cậu suy nghĩ cái gì thế hả? Chúng ta là người văn minh, sao có thể chém chém giết giết được, đi, thế nhưng Trần Triệu Dương lại võ đầu Giang Tử Phong, đi vào bên trong. Không thể chém chém giết giết, nếu người khác nói câu này, có lẽ em sẽ tin, nhưng anh thì, nghe Trần Triệu Dương nói, Giang Tử Phong bĩu môi, nhỏ giọng nói. Sau khi vào khu vui chơi, Trần Triệu Dương nhìn một lượt nhưng lại không phát hiện ra chỗ khác biệt, chỉ có vài máy chơi điện tử. Yo, đây không phải là Phong gia sao, sao thế? Bố mẹ phát tiền tiêu vặt à, sau khi Giang Tử Phong bước vào, người quản lý khu vui chơi lập tức cười nói với cậu ấy. Hừ, hôm nay ông đây đến đại sát bốn phương, đưa tôi vào trong, Giang Tử Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng nghĩ đến tài đánh bạc của Trần Triệu Dương, trong lòng cậu ấy lại cực kỳ tự tin. Được thôi, Phong gia, chúc cậu đại sát bốn phương, nghe được câu nói của Giang Tử Phong, người kia lại không hề quan tâm, ngược lại còn nịnh hót một cách giả tạo. Đi thôi, đại can, Giang Tử Phong dẫn Trần Triệu Dương, đi theo người đàn ông kia ra phía sau khu vui chơi. Bước đến sân sau, người đàn ông dẫn Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong đến cửa một căn phòng nhỏ cực kỳ cũ nát. Người này gõ cửa vài tiếng theo một quy luật, bên trong mới mở cửa ra. Là Phong gia hả, mời vào, sau khi người bên trong nhìn thấy Giang Tử Phong, đột nhiên bật cười, vội vàng nhường đường. Với tư cách là tống tài đồng tử, đương nhiên họ biết cậu ấy. Nhìn thấy Giang Tử Phong đến, cũng không cần nói, vội vàng kính cẩn mời cậu ấy vào. Chơi chữ từ thiện tài đồng tử,
một tiểu đồng của Quan Thế Âm Bồ Tát, ở đây ý nói Giang Tử Phong chơi toàn thua, không khác gì tới tặng tiền cho sòng bạc. Sắc mặt của Trần Triệu Dương hơi kỳ lạ, liếc Giang Tử Phong một cái, nhìn đến mức Giang Tử Phong ngứa cả răng rồi, hai tên khốn này, làm như mình thân quen với chúng nó vậy. Đại ca, chúng ta có kế hoạch gì không? Trong lòng Giang Tử Phong hơi ngứa ngáy hỏi. Không có kế hoạch nào cả, rất đơn giản, nếu tên Hứa Thiệu Phong này không trả tiền cho chúng ta thì chúng ta thẳng lại tất cả các sòng bạc của hắn, thắng đến khi hắn đưa tiền cho chúng ta mới thôi, khóe miệng Trần Triệu Dương lộ ra nụ cười xấu xa. Cái gì? Nghe những lời của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong lập tức trợn tròn mắt. Trong suy nghĩ của cậu ấy, đại ca chắc chắn sẽ dùng sức chiến đấu đáng sợ của mình, thu phục đối phương, cứ như vậy, đối phương chắc chắn sẽ đưa tiền. Nhưng Giang Tử Phong không hề ngờ rằng, Trần Triệu Dương lại muốn thắng sạch sòng bạc của Hứa Thiệu Phong. Mặc dù, Giang Tử Phong biết tài đánh bạc của Trần Triệu Dương không tệ, nhưng cậu ấy không nghĩ Trần Triệu Dương sánh bằng những cao thủ trong sòng bạc này. Giang Tử Phong mang tâm tình thấp thỏm, đi theo sau Trần Triệu Dương. Họ đi qua một hành lang rất dài, đến một cánh cửa bí mật, người dẫn đường và người bên trong dùng ám hiệu, sau đó cánh cửa mới được mở ra. Thảo nào lại xây sòng bạc dưới lòng đất, đúng là có bản lĩnh, mặc dù hành lang này rất băng phẳng, nhưng Trần Triệu Dương có thể cảm nhận được, hành lang này dẫn xuống mặt đất. Khi cánh cửa bí mật mở ra, bên trong vang lên nhiều tiếng la hét, còn có tiếng xúc sắc va chạm, và âm thanh của các loại thiết bị đánh bạc khác nhau. Đây là một đại sảnh rất lớn, diện tích khoảng 500-600 m², được trang trí rất sang trọng, mười mấy bàn đánh bạc, và vài thứ đồ giống như máy đánh bạc. Vài người đẹp ăn mặc cực kỳ gợi cảm đi đi lại lại giữa các bàn đánh bạc. Ngơ ra đấy làm gì? Đi đổi đồng token đánh bạc đi. Sau khi vào, Trần Triệu Dương thấy Giang Tử Phong ngẩn người, lập tức nhắc nhở. Vâng, vâng, đúng rồi, đại ca, chúng ta đổi bao nhiêu đồng token? Giang Tử Phong tỉnh táo lại, hơi chần chừ hỏi. Đồng token nhỏ nhất là bao nhiêu? Trần Triệu Dương hỏi. Nhỏ nhất là 1001. Giang Tử Phong không chút nghi ngờ gì, trả lời anh. Thế đổi 100 tệ tiền token đi, khóe miệng của Trần Triệu Dương nở nụ cười, nói. Đại ca, anh đang đùa sao? Giang Tử Phong trợn tròn mắt, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, 100 tệ đủ để thắng đến mức khiến họ tán ra bại sản, là một chuyện cực kỳ sảng khoái sao? Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nói. Đúng là rất kích thích, Giang Tử Phong thấy ánh mắt của đại ca không giống như đang đùa, cũng chỉ đành làm theo. Nếu như có thể thắng thật, thì đương nhiên là rất tuyệt. Khi Trần Triệu Dương đến chỗ đổi đồng token, cô gái đổi token đương nhiên nhận ra Giang Tử Phong. Anh Phong, lâu lắm rồi anh không đến đây đấy nhé, người ta rất nhớ anh đó, cô gái này rất xinh đẹp, tuổi tác cũng không lớn. Sau khi nhìn thấy Giang Tử Phong, liền nhẹ nhàng kéo áo của mình xuống một chút, nháy mắt. Khụ khụ, đúng thế, lâu rồi không gặp, Giang Tử Phong hơi xấu hổ, không biết nên nói gì. Anh Phong, hôm nay muốn đổi bao nhiêu đồng token? Khuôn mặt của cô gái lộ ra vẻ quyến rũ, nói. Đổi cho tôi 100 tệ token đi, mặc dù hơi xấu hổ, nhưng Giang Tử Phong vẫn sẵn sàng tin tưởng đại ca của mình, lập tức nói. Không a, anh Phong, hôm nay muốn đổi 100.000 đồng token, quá đẹp trai rồi. Cô gái nghe thấy Giang Tử Phong nói là 100, hoàn toàn không nghe ra đằng sau là 100.000 hay là 100 tệ, hai mắt lập tức sáng lên rồi nói. Nói xong, cô ta lại kéo áo của mình xuống một chút. Cô nghe nhầm rồi, không phải là 100.000, mà là 100 tệ, đây là 100 tệ, mau đưa đồng token cho Giang Tử Phong cứng họng, lập tức đập hai tờ 50 tệ lên bàn. Hả, cô gái thấy Giang Tử Phong đập 100 tệ lên bàn, liền sững sờ. Cô ta rất nhanh chóng, tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Giang Tử Phong trở thành khinh thường, nhanh chóng che quần áo của mình lại. Được rồi, đồng token của anh đây, mau đi đi, cô gái ra vẻ ghét bỏ, vứt 100 tệ tiền chip lên bàn. Tức giận nói. Mẹ nó, cô lật mặt nhanh thế à? Cô là tắc kè hoa sao? Giang Tử Phong lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lúc bình thường, cậu ta đâu thể chịu cơn tức giận này. Nhưng Giang Tử Phong cũng lười tính toán với loại người hợm hĩnh này, cầm theo 100 tệ tiền token, quay trở về. Chắc nhà anh ta không phá sản đâu nhỉ? Phá sản rồi mà vẫn còn đánh bạc, đúng là không biết sống chết như thế nào, với tài đánh bạc của anh ta, không tán ra bại sản là tốt rồi. Cô gái nhìn bóng lưng của Giang Tử Phong rời đi, lập tức khinh thường nói. Giang Tử Phong còn chưa đi được bao xa nên đương nhiên nghe thấy,
cậu ta suýt chút nữa quay lại tát cho cô ta hai cái. Đại ca, số chip anh muốn đây, Giang Tử Phong tới bên cạnh Trần Triệu Dương, đưa 100 tệ tiền token cho anh. Nhân vật chính hôm nay không phải là tôi, là cậu. Chốc nữa tôi bảo cậu đặt cái nào, cậu đặt cái đấy. Hôm nay tôi đến để cho cậu nổi tiếng một chút, Trần Triệu Dương không nhận lấy chip. Cái gì, đại ca đừng đùa chứ, người như em cược ở đâu cũng thua, nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong vội vàng xua tay, không dám nhận. Bảo cậu cầm thì cứ cầm, chẳng lẽ cậu không tin tôi sao, Trần Triệu Dương liếc cậu ta một cái. Được rồi, Giang Tử Phong bất lực, chỉ có thể nhận lấy. Ở bàn này, đặt con báo, Trần Triệu Dương chỉ Giang Tử Phong đến một bàn đánh bạc, mở miệng. Giang Tử Phong mở to mắt, tỷ lệ vào con báo này thật sự quá thấp, đại ca lại bảo cậu ta đặt con báo. Nhưng mà, cậu ta nghĩ đến kỳ tích do Trần Triệu Dương tạo ra, nhanh chóng đặt token vào con báo. Tất cả những người trong sòng bạc đều nhìn Giang Tử Phong như một thằng ngốc, nhìn đến mức khiến cậu ta xấu hổ, dù sao thì trong tình huống này, cậu ta không thể không xấu hổ được. Mẹ nó, đây không phải là Giang Tử Phong sao? Nhà họ Giang phá sản rồi à? Chỉ có 100 tệ đồng token sao? Tôi nghĩ cậu ta muốn thử vận may, một lần 100, có thể cược được thêm vài lần. Sau khi những người xung quanh nhìn thấy người đánh cược là Giang Tử Phong, tất cả đều bắt đầu chế giễu. Ánh mắt nhìn về phía cậu ta trở nên khinh bỉ. Hừ, hôm nay ông đây đến đại sát bốn phương, để cho các người biết cái gì gọi là thần cá cược, dù sao thì cũng bị khinh thường rồi, Giang Tử Phong cũng dứt khoát thả lỏng bản thân. Ha ha, thần cá cược, hú hồn con chồn nè. Phong gia, tôi thấy cậu điên rồi. Với loại người như cậu, còn thần cá cược cái gì, tôi thấy có mà cặn bã thì có. Chẳng trách gọi là đồng tử tặng tiền. Chỉ số IQ của cậu ta thật sự khiến người khác lo lắng đó. Những người xung quanh sau khi nghe Giang Tử Phong nói, không những không kiềm chế lại, mà còn cười phá lên. Những người trong sòng bạc vốn luôn nở nụ cười, nhưng nghĩ đến Giang Tử Phong là khách hàng lớn trong sòng bạc của họ, lập tức chia bài để đám người bớt chế giễu. Trần Triệu Dương lúc này lại muốn điên cuồng cười phá lên, anh không ngờ Giang Tử Phong lại có biệt danh như vậy trong sòng bạc, đúng thật là quá hợp khí chất của cậu ta. Có mở không? Nếu không mở, thì tôi đổi chỗ khác chơi đó. Giang Tử Phong lập tức nhìn về phía người chia bài. Mọi người buông tay ra, mở, người chia bài sợ hú hồn, nhưng không phải là sợ Giang Tử Phong tức giận, mà là sợ Giang Tử Phong chạy đến bàn khác chơi, thế thì tiền hoa hồng của anh ta sẽ bớt đi nhiều lắm. Mẹ nó, mắt tôi mù rồi sao? Có phải là nhìn thấy quỷ không? Chẳng lẽ hôm nay tôi mở mắt không đúng cách à? Sau khi cốc xúc sắc được mở ra, mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Giang Tử Phong, trước khi cốc xúc sắc được mở ra, cậu ta cũng giống những người này, không hề nghĩ đến sẽ mở ra được con báo, kết quả lại thật sự mở ra con báo. Ha ha, hôm nay ông đây đã nói rồi, sẽ đại sát bốn phương, chính là đại sát bốn phương, mau, thu tiền, từ đáy lòng cậu ta dâng lên cảm giác hưng phấn, đó là khoái cảm mà cậu ta chưa từng có được. Hóa ra, cảm giác thẳng bạc lại sảng khoái như vậy. Trước đây dưới sự giúp đỡ của Trần Triệu Dương, mặc dù thẳng, nhưng lại không sảng khoái như lần này. Dù sao thì, số lần thua của cậu ta vẫn nhiều hơn hẳn. Người chia bài dụi mắt, không dám tin vào con xúc sắc trước mặt mình. Mặc dù có chút không muốn, nhưng quy củ ở đây, chỉ có thể mất tiền. Nếu ra con báo, tỷ lệ mất là 1,180, tức là, Giang Tử Phong được 18.000, có thể nói là kiếm được khoản lời to. Nào nào, tiếp tục. Nhân lúc bây giờ ông đây đang may mần, mau lên đi, Giang Tử Phong điên cuồng cười, gạt hết đống thẻ chip tới trước mặt mình. Mọi người đặt cược đi, người chia bài hận đến mức nghiến răng, tên Giang Tử Phong này đã thua ở những bàn khác, sao đến lượt mình thì lại thắng. Anh ta không tin vận may của cậu ta tốt như vậy, lập tức lắc một lần nữa. Lần này tiếp tục đặt báo, đặt hát hy Giang Tử Phong còn hơi chần chừ, giọng nói của Trần Triệu Dương đột nhiên vang lên. Giang Tử Phong giật nảy mình. Nhưng nhìn đám người xung quanh không có phản ứng nào khác, rõ ràng chỉ có mình nghe thấy. Thực lực của đại ca quá đỉnh, hóa ra còn có cả bản lĩnh như vậy nữa. Điều này càng khiến cậu củng cố niềm tin sẽ đi theo Trần Triệu Dương. Lần này ông tiếp tục đặt báo, Giang Tử Phong hét lớn cực kỳ gượng gạo, sau đó nói tiếp, hơn nữa, còn đặt hết. Nhìn thấy Giang Tử Phong đặt hết vào con báo, mọi người đều cảm thấy cậu ta bị điên rồi, dù là thắng được nhiều, cũng không thể đặt hết. Hơn nữa còn đặt vào con báo chỉ có tỷ lệ thăng 10%.
không có ai đặt theo Giang Tử Phong, dù sao thì, tỷ lệ vào báo rất thấp, càng đừng nói đến việc sẽ tiếp tục mở ra con báo. Người chia bài thở phào, tên này đúng là ngốc nghếch, chẳng lẽ được nhiều tiền lúc đặt báo, nên giờ đặt báo tiếp sao? Mở đi, bây giờ vận may của ông đây rất tốt, Giang Tử Phong có thể nói cực kỳ vui vẻ, lập tức thúc giục người chia bài mở ra. Người chia bài mỉm cười, sau đó mở con xúc sắc ra. Chỉ là sau khi anh ta mở ra, đôi mắt như sắp rớt ra ngoài. Bởi vì, bên trong con xúc sắc là con báo. Những người xung quanh cũng ngạc nhiên, đúng là đáng sợ quá đi. Đây là con báo đó, lại còn mở ra được hai lần. Điều khiến mọi người ghen tị nhất chính là, tên Giang Tử Phong này lại đặt hết, cũng chính là, 18.000 tệ trở. Thành 3.240.000 tệ, đúng là đáng sợ. Mặc dù không là gì so với số tiền Giang Tử Phong thua vào sòng bạc, nhưng cũng là con số khiến mọi người sợ hãi. Không thể nào, sao có thể chứ, lúc này tâm trạng của người lách xúc sắc vô cùng rối bời, thật sự là có điều gì đó rất kỳ lạ. Ha ha, ông đây đã nói là hôm nay sẽ càn quét hết tất cả mà, thế nào? Có lợi hại không, lúc này sự kinh ngạc của Giang Tử Phong đã giảm đi rất nhiều, dù sao đại ca cũng là người tạo ra kỳ tích, cho nên cậu ta vô cùng tin tưởng anh. Không phải ai ai trong các người cũng đều coi thường ông đây sao? Bây giờ coi thường lại cho ông đây xem thử, Giang Tử Phong khí thế hừng hực, cười rộ lên. Tất cả những tức giận mà cậu ta đã phải chịu đựng nhiều năm qua vì mỗi lần cá cược đều thua, trong phút chốc đã được bù đắp lại khiến trong lòng cậu ta không khỏi vui sướng tột cùng. Nào, mau bồi tiền đi, Giang Tử Phong cười nói với người lách xúc sắc. Lúc này, tên đó toát mồ hôi hột, phải biết rằng những người này, tiền thưởng cho mỗi bàn cao nhất là 5 triệu tệ. Tuy chưa vượt quá con số này, nhưng ngộ nhớ vận may của Giang Tử Phong phất lên không ngừng, cậu ta lại cược chúng một lần nữa, há chẳng phải gã ta thê thảm rồi sao? Xin lỗi, việc này vượt qua thẩm quyền của tôi rồi, tôi sẽ gọi chủ quản của chúng tôi đến, người lách xúc sắc lập tức nhấn một nút gọi người chủ quản xuống. Sau khi người chủ quản nắm được tình hình, hẳn ta lập tức đưa ra chỉ thị rằng dù khách thắng bao nhiêu tiền thì cũng theo đó mà bồi tiền. Bọn họ không muốn hủy hoại uy tín của sòng bạc mình chỉ vì vài triệu tệ này. Hơn nữa, cho là bọn họ có bồi tiền cho Giang Tử Phong đi nữa thì vẫn còn kém xa số tiền cậu ta đã thua trước đây. Hành động này của người chủ quản khiến các con bạc càng nể phục sòng bạc, bọn họ càng chơi điên cuồng hơn. Tiếp tục cược bộ 3 đồng nhất, hơn nữa cược toàn bộ, giọng nói của Trần Triệu Dương lọt vào tai Giang Tử Phong, khiến cậu ta vô cùng chấn động. Đại ca thật sự quá khủng bố rồi. Lẽ nào anh thật sự muốn sòng bạc này phá sản sao? Tuy nhiên, bây giờ cậu ta tuyệt đối nghe theo chỉ thị của anh. Mau lên, có muốn tiếp tục nữa không? Nếu không chơi thì ông đây đổi sòng khác, Giang Tử Phong vừa nói vừa nhìn người chủ quản. Đương nhiên là tiếp tục rồi, Phong ra, để cho thằng em đây cùng chơi với hai người nhé, thế nào? Người chủ quản lập tức cười nói. Tiếp tục thôi, mặc dù Giang Tử Phong biết tên chủ quản này hẳn là cá cược rất giỏi. Nhưng cậu ta càng tin tưởng vào Trần Triệu Dương hơn. Là chủ quản của sòng bạc, đương nhiên kỹ năng cá cược của hắn ta rất tốt rồi. Hạ ẩn ta muốn Giang Tử Phong phải nôn lại tất cả số tiền mà cậu ta vừa giành được, hắn ta tự tin là sẽ làm được điều này. Ngay lập tức, người chủ quản sòng bạc trực tiếp cầm cốc xúc sắc lên rồi bất ngờ vung một phát, viên xúc sắc trên bàn lao thẳng vào cốc xúc sắc. Tiếp theo một loạt kỹ thuật lắc cốc khiến người ta hoa mắt, trong lòng Giang Tử Phong khẽ trùng xuống. Nhưng lúc này những người xung quanh lại vô cùng phấn khích, thật là vinh hạnh khi được xem kỹ thuật lách xúc sách của cao thủ trong ngành. Tuy nhiên, những người xem cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, đích thân người chủ quản đã ra tay rồi, đây có lẽ là sòng bạc muốn dạy cho Giang Tử Phong một bài học nhớ đời. Sau khi hiểu ra điều này, mọi người xung quanh cậu ta đều ngừng cá cược. Vui lòng đặt cược, người chủ quản lập tức đặt cốc xúc. Sắc xuống, nhìn Giang Tử Phong. Tiếp tục cược bộ 3 đồng nhất. Hơn nữa cược toàn bộ, Giang Tử Phong đẩy tất cả hơn 3 triệu chip đó lên bộ 3 đồng nhất, cười híp mắt nói. Sau khi nghe thấy những gì Giang Tử Phong nói, tên chủ quản sửng sốt, nhưng nghĩ đến những điểm mình vừa mới lắc, trong lòng hắn ta thầm chế nhạo. Thằng nhãi này đúng là thùng rỗng kêu to, nghĩ mình là thần bài thật sao? Mở ra, 1, 2, 3 điểm nhỏ, tên chủ quản lập tức mở. Cốc xúc sắc, không nhìn vào trong mà trực tiếp hét lên. Rõ ràng là hẳn ta rất tự tin vào những điểm mà mình đã lắc. Xì xì. Ngay khi người chủ quản cảm thấy mình rất ngầu thì những con bạc xung quanh lại truyền đến một âm thanh lạnh lẽo.
mình thật ngu mà, sớm biết vậy thì đã đặt theo Phong ra rồi. Đúng vậy, nếu tôi vừa rồi đặt cược theo một ván thì tuyệt rồi. Điều này làm sao có thể chứ? Xác suất của bộ ba đồng nhất rất thấp, huống chỉ lại ra hẳn ba ván rồi. Mau để tôi tính một chút, nhà cái sẽ bồi cho Phong ra bao nhiêu đây? Tôi tính không ra con số này rồi. Hơn 580 triệu, trời ơi, quá khủng khiếp rồi. Những người xung quanh đều như phát điên lên, nhưng trong lòng tên chủ quản lại trùng xuống, hẳn ta lập tức nhìn xuống viên xúc sắc mà mình vừa mở ra. Khi nhìn thấy những điểm mà mình vừa lách ra, hẳn ta trực tiếp ngất đi mà không nói được lời nào. Mặc dù với tư cách là chủ quản, hắn ta cũng có một số tiền thù lao nhất định, nhưng đó là 580 triệu, không phải số tiền mà hẳn ta có thể bồi được. Giang Tử Phong mất một lúc lâu mới có phản ứng, cậu ta dùng số tiền 3 triệu tệ để đặt cược thế mà lại thắng được hơn 580 triệu tệ, quả là quá kích động rồi. Trần Triệu Dương không ngạc nhiên vì điều này, bởi vì tất cả những viên xúc sắc trong cốc xúc sắc này đều nằm trong ầm kiểm soát của anh. Anh không chỉ có khả năng xuyên thấu, mà ở cảnh giới tại, anh có thể kiểm soát được chân khí trong cơ thể mình và đưa nó ra bên ngoài. Điều này giúp anh có khả năng điều khiển được xúc sắc, cho nên mới xuất hiện bộ ba đồng nhất liên tiếp như vậy. Vốn dĩ Trần Triệu Dương chưa từng nghĩ tới việc dùng khả năng này để đoạt tiền. Với khả năng xuyên thấu của anh, thực sự cũng có thể thẳng được. Chỉ là tốc độ thẳng tiền quá chậm, hơn nữa không đạt được hiệu quả lớn. Anh muốn cho Hứa Thiếu Phong biết rằng tiền của anh thì không dễ dàng mà quyệt được. Ha ha! Lúc này, Giang Tử Phong không thể nào che giấu được cảm xúc, cười điên cuồng không ngừng. Các con bạc trong sòng bạc tất nhiên là rất ghen tị với cậu ta. Thứ vận may này thật sự quá đáng sợ rồi. Cuối cùng bọn họ cũng biết ý nghĩa của câu nói. Tầm ngầm mà đấm chết voi. Chính là nói về những người như Giang Tử Phong, trong phút chốc danh tiếng của cậu ta đã hoàn toàn được tẩy trảng. Người sòng bạc sớm đã để ý tới tình hình ở đây, thấy tên chủ quản ngất xỉu thì có người nhanh chóng chạy đến sơ cứu, kẻ bấm huyệt, người phun nước lạnh. Cuối cùng, hắn ta cũng tỉnh lại. Chỉ là hẳn ta nghĩ đến việc phải trả 580 triệu tệ, lại lập tức ngất đi. Lần này, dù mọi người có gọi gì đi nữa cũng không thể tỉnh lại được. Có ai phụ trách không? Mau, mau bồi tiền trước đi, lúc này Giang Tử Phong rất có khí thế, trực tiếp hét lên. Kể từ khi Giang Tử Phong thẳng ván thứ ba, tất cả những người xung quanh sòng bạc đều vây quanh cậu ta. Lẽ nào nhà cái không dám ra bồi tiền rồi sao? Tôi nghĩ là vậy, 580 triệu tệ đấy, đây không phải là một con số nhỏ. Chắc không đâu, mọi người biết đấy, Hứa Thiếu Phong rất giàu có. Không sợ người cược nhiều tiền, chỉ sợ người cược có kỹ thuật cao. Nhà họ Giang không dễ dây vào, cho là Hứa Thiếu Phong có không muốn cũng phải bồi tiền thôi. Những người xung quanh ngay lập tức bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng cũng chỉ là bày tỏ ý kiến của mình mà thôi. Lúc này, người thấy hối hận nhất chính là cô gái đổi chip cho Giang Tử Phong, ban đầu nhìn thấy cậu ta chỉ đổi 100 tệ tiền chip, cô ả còn cười chế nhạo. Cuối cùng, người ta chỉ cược 3 ván thì đã giành được số tiền mà cả đời này cô ả cũng đừng hòng kiếm được. Sớm biết có kết cục này thì mình đã không chua ngoa như vậy rồi, nói không chừng còn có thể nhận được một ít lợi. Bây giờ thì hay ho rồi, cái gì cũng không có. Nghĩ đến đây, cô ả không khỏi tiếc nuối. Cả một sòng bạc lớn như vậy, chắc không phải chỉ có một nhân viên chủ quản chứ. Quản lý đâu, mau vác mặt ra đây đền tiền đi. Giang Tử Phong thấy người trong sòng bạc không có phản ứng gì, lập tức đứng lên trên bàn cược, hét lớn. Phong gia, cậu cứ bình tĩnh. Tôi đã gọi điện cho ông chủ rồi, cậu ấy sẽ tới đây nhanh thôi. Lúc này, một phó chủ quản đi tới. Lau mồ hôi trên trán mình, vội vã nói. Hắn vốn dĩ không muốn dính vào mớ rắc rối này nhưng hết cách rồi, ở đây không có quản lý, ngoại trừ chủ quản cũng chỉ có một mình phó chủ quản là hắn thôi. Lúc này, hẳn có phần ngưỡng mộ chủ quản, cứ ngất ra đấy lại hay. Được, vậy xong bạc mấy người còn chơi tiếp không? Nếu còn chơi tiếp thì ông cũng cực tiếp, đến khi ông chủ mấy. Người về đây mới thôi, Giang Tử Phong vốn rất kích động nhưng cứ nghĩ tới việc Hứa Thiệu Phong phải đền tiền. Cậu ấy lại bình tĩnh lại. Cái này đã là gì chứ, còn chán mới đạt tới 12 tỷ 200 triệu tệ. Nghe Giang Tử Phong nói vậy, tên phó chủ quản kia bỗng cảm thấy chua xót vô cùng, sao hắn lại ra mặt cơ chứ? Nên biết là, với số tiền trong tay Giang Tử Phong lúc này, nếu cậu ấy còn chơi một ván nữa, e là không chỉ sòng bạc của bọn họ bị phá sản mà tất cả những sòng bạc đứng tên Hứa Thiệu Phong đều bay màu theo. Phong gia,
cậu đã cực nửa ngày trời, chắc cũng mệt rồi, chúng tôi có phòng nghỉ ở bên kia, hay là cậu đi nghỉ một lát, phó chủ quản chỉ đành chọn cách kéo dài thời gian. Mệt gì mà mệt, ông mới cực có ba ván thì thấm vào đâu. Lúc trước ông chơi ở đây thua cả một ngày một đêm cũng không thấy mấy người tới quan tâm. Cút ra chỗ khác, mau đưa đồng token tới đây cho ông, Giang Tử Phong không thèm để tâm tới mấy lời nói sáo rỗng của hắn, lạnh lùng nói. Nghe thấy vậy, phó chủ quản dở khóc dở cười, hắn thà vứt bỏ danh tiếng của sòng bạc cũng không thể để ông nội này cá cược tiếp. Phong ra, hay là đợi một lát, chúng tôi thực sự không quyết định được chuyện này, cho dù cậu có cược thẳng đi nữa. Chúng tôi cũng không đào đâu ra ngần đấy tiền để đền cho cậu, dù gì tên phó chủ quản này cũng là cáo giả, hẳn biết rõ Giang Tử Phong đến đây vì tiền, đương nhiên sẽ lái theo lối này. Tụt cả hứng, được, ông đợi Hứa Thiệu Phong tới. Giang Tử Phong vốn không định bỏ qua chuyện này nhưng giọng nói của Trần Triệu Dương bỗng vang lên bên tai nên cậu ấy mới xuống một nước. Lúc này, Giang Tử Phong ngồi như bố tướng ngay trên bàn cược ở chính giữa sòng bạc, điệu bộ của cậu ấy đúng là vô cùng kiêu căng. Các bàn cược khác trong sòng bạc cũng dừng lại. Bọn họ, sợ Giang Tử Phong lén lút chạy tới mấy bàn cược khác, nhớ mà cậu ấy cược một ván thì sòng bạc của bọn họ khóc lụt nhà. Những con bạc khác cũng chẳng có gì khó chịu. Bọn họ đang muốn đứng hóng xem mọi chuyện sẽ đi về đâu, dù sao cũng chẳng dễ gì gặp được Bremer như này. Trần Triệu Dương cũng vác một chiếc ghế tới rồi ngồi xuống. Anh biết, đợi Hứa Thiệu Phong quay lại, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản được. Anh muốn xem. Ông vua đứng đằng sau của thành phố Nam Hải có thủ đoạn gì? Cô, đi lấy cho ông cốc nước, ông khát rồi. Lúc này, Giang Tử Phong bắt đầu phô diễn sự kiêu căng của mình, cậu ấy chỉ vào một nữ nhân viên phục vụ và nói. Nghe thấy vậy, nữ nhân viên phục vụ bị Giang Tử Phong điểm mặt bỗng lóng ngóng, không biết nên làm gì, nhìn về phía phó chủ quản. Lúc này, phó chủ quản chỉ muốn thỏa mãn ông nội này thật tốt, hy vọng cậu ấy đừng có cá cược nữa nên vội vã gật đầu với cô gái kia. Giang Tử Phong nhanh chóng nằm ình lên một chiếc ghế, trên chiếc bàn đặt ở bên cạnh cậu ấy có đủ các thể loại đồ ăn, nước uống, hết sức nhàn nhã, sung sướng. Nhìn thấy bộ dạng hưởng thụ của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương bất lực lách đầu. Khoảng nửa tiếng đồng hồ, ngay lúc Giang Tử Phong đang dần mất hết kiên nhẫn thì cuối cùng Hứa Thiệu Phong cũng chịu quay trở lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi nhìn thấy Giang Tử Phong đang ngồi trên chiếc bàn ngay chính giữa sòng bạc của mình, sắc mặt Hứa Thiệu Phong bỗng thay đổi, bởi vì hắn nhận ra, tên danh này chính là Giang Tử Phong, đứa từng cược mạnh tay ở Hồ Lộc Minh. Hắn không ngờ rằng cậu ấy lại tìm tới địa bàn của mình. Vốn dĩ Hứa Thiệu Phong định để dây dưa như vậy, không nói trả tiền cũng chẳng bảo không trả, dù sao không dễ gì động được vào nhà họ Giang. Đương nhiên, quan trọng hơn cả là hắn không muốn gây sự với Trần Triệu Dương. Hắn biết trong số 220 triệu kia, 200 triệu là của Trần Triệu Dương, nếu như hắn nói thẳng không trả tiền, e là mấy đường quyền của hắn chẳng đáng cho người ta để vào mắt. Nghĩ rồi, Hứa Thiệu Phong định quay người bỏ đi. Này, họ Hứa kia, nếu như mày dám đi ra ngoài, lát nữa ông sẽ đi dạo một vòng quanh tất cả sòng bạc của mày. Ngày nào mày còn không gặp ông, ngày nấy ông còn đi vòng vòng, đương nhiên Giang Tử Phong không mải mê hưởng thụ mà quên mất mục đích đến đây. Vậy nên Giang Tử Phong vẫn luôn để ý tới cửa ra vào, vừa trông thấy cơ thể mập tròn của Hứa Thiệu Phong xuất hiện, cậu ấy lập tức đứng dậy, chỉ về phía cửa và quát. Nghe Giang Tử Phong nói vậy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, trông thấy ngay Hứa Thiệu Phong đang đặt một chân bên ngoài ngưỡng cửa. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Giang Tử Phong, Hứa Thiệu Phong dừng bước, mảng thầm trong bụng. Ai ra, đây chẳng phải Phong ra sao? Đã lâu không gặp, Hứa Thiệu Phong quay đầu lại. Lộ ra một nụ cười vô tội, khiến người khác nhìn vào có cảm giác hẳn vô cùng dễ mến. Ông chủ, cuối cùng cậu cũng đến rồi, phó chủ quản vừa thấy ông chủ quay về, vội vã đi tới, nhỏ tiếng giới thiệu một lượt cho Hứa Thiệu Phong. Nghe xong lời tường thuật của phó chủ quản, trong lòng hẳn dậy sóng ầm ầm. Hắn chỉ nghe nói có người thắng hơn 500 triệu tiền cược ở sòng bạc của mình nhưng lại không ngờ rằng người ta thẳng băng cách như vậy. Điều này chỉ có thể chứng minh, đối phương rất mạnh. Chỉ là hẳn cảm thấy rất kỳ lạ, hẳn rất hiểu Giang Tử Phong, cậu ấy cược đâu thua đó, đào đâu ra được tay nghề cao đến vậy. Nghĩ rồi, hắn nhìn quanh sòng bạc một lượt. Khi Hứa Thiệu Phong nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi ung dung trên chiếc ghế trong biển người, hẳn lập tức sợ đến run cầm cập. Hắn nhận ra được, người thanh niên này chính là Trần Triệu Dương, từng quyết chiến một trận với ông cụ nhà họ Diệp. Hắn biết,
lần này coi như xong đời, người ta đã tìm đến tận cửa rồi. Dù sao hắn cũng là người ngang ngược, có tâm địa, vừa mới suy nghĩ một hồi, bỗng có ý tưởng lóe lên trong đầu hẳn. Hứa Béo, đừng ở đây giả nai với ông. Nói đi, mày định giải quyết chuyện này như nào? Giang Tử Phong ngồi xuống ghế, nói với Hứa Thiệu Phong. Có điều ánh mắt của hắn lại hướng về phía Trần Triệu Dương. Được, đi thôi, người xung quanh vốn cho rằng với tính cách của Giang Tử Phong, cậu ấy sẽ còn làm loạn một trận nữa mới thôi, ai ngờ lại nhanh chóng thỏa hiệp như vậy. Hứa Thiệu Phong dắt Giang Tử Phong đến phòng làm việc của hắn, đương nhiên Trần Triệu Dương cũng theo ngay sau. Vốn dĩ mọi người định đứng ở đây đợi hóng xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhưng người của Sòng Bạc không để bọn họ như ý muốn, trực tiếp mời bọn họ ra về. Mặc dù bọn họ không cam lòng nhưng cũng chẳng làm gì được người của Sòng Bạc, cuối cùng đành giải tán. Sau khi đến phòng làm việc của Hứa Thiệu Phong, tên phó chủ quản còn tưởng rằng người ngồi vào chiếc ghế làm việc sẽ là Giang Tử Phong, ai ngờ rằng lại là chàng trai trẻ chẳng ho he một tiếng nào từ đầu đến giờ ngồi vào đó. Trần gia, thật ngại quá. Không phải tôi không trả tiền cho cậu mà là hiện giờ trong tay tôi không có nhiều tiền như thế, chỗ tiền ấy thực sự quá lớn, trông thấy Trần Triệu Dương ngồi ngay lên chiếc ghế làm việc của mình, Hứa Thiệu Phong vội khom lưng, cúi đầu nói. Phó chủ quản trợn tròn mắt, hắn biết rõ ông chủ của mình có bao nhiêu tiền nhưng ông chủ lại nói xin nợ tiền chàng trai trẻ này, hơn nữa còn không trả nổi, vậy thì phải nợ bao nhiêu tiền cơ chứ? Trần Triệu Dương gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, tuy không lên tiếng nhưng lại khiến bầu không khí như bị nén lại. Được rồi, tôi có thể không cần tiền, ngay lúc mọi người đang cảm thấy sắp chịu không nổi nữa, Trần Triệu Dương đột nhiên lên tiếng. Vậy dùng mạng của anh đổi đi, anh chết cũng cam lòng. Dù gì cái mạng anh cũng đáng giá 12 tỷ 200 triệu, à không, phải là 12 tỷ 700 triệu chứ. Hứa Thiệu Phong vốn nghĩ rằng Trần Triệu Dương sẽ tha cho mình nhưng nghe thấy câu nói tiếp sau của Trần Triệu Dương, trong lòng hẳn bỗng run lên bần bật. Cho dù có nhiều tiền cỡ nào đi chăng nữa nhưng không giữ được mạng để tiêu thì đống tiền đó cũng chỉ là mớ giấy vụn và dãy số vô tri mà thôi. Để tôi tiến anh lên đường, ánh mắt Trần Triệu Dương vô cảm, lạnh lùng nói. Đợi chút, Trần gia, không biết tôi có thể dùng cách khác để trả số tiền này được không, dù sao Hứa Thiệu Phong cũng không phải người thường, hẳn nhanh chóng bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Ồ, cách gì, nói ra nghe thử xem, Trần Triệu Dương cười nhếch mép, lập tức nói. Anh biết Hứa Thiệu Phong không dễ dàng gì giao tiền ra, nhưng giờ anh cũng đang rảnh, cứ chơi với hắn lát coi sao. Chúng ta cược một ván nữa, nếu như cậu thẳng thì không những lấy lại được số tiền tôi nợ cậu mà còn nhận được một số đồ có giá trị ngang ngửa khoản tiền đó, Hứa Thiệu Phong đáp. Đây là cách của anh, nghe Hứa Thiệu Phong nói xong, Trần Triệu Dương cười nhạt một tiếng, khóe mắt lóe lên một tia sáng. Được, tôi đồng ý với anh, cảm nhận được sự lạnh buốt trong ánh mắt của Trần Triệu Dương. Hứa Thiệu Phong nghĩ bản thân mình toi thật rồi. Nhưng ngay khi hắn nhắm mắt, chờ đợi lưỡi hái tử thần đến tìm mình thì đột nhiên Trần Triệu Dương lên tiếng đồng ý. Có điều mình đổi điều kiện khác đi. Nếu như tôi thắng rồi, sau này anh phải trung thành với tôi, được chứ? Trần Triệu Dương đột nhiên nhớ ra, kể từ khi thế lực của mình lớn mạnh, anh vẫn đang thiếu một người quản lý. Hứa Thiệu Phong có thể gây dựng được thế lực như này, chắc chắn không cần nghi ngờ năng lực của hắn. Nếu anh có thể có được sự trung thành của một người như này, vậy anh cũng không cần phải vất vả nữa. Cái gì, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Hứa Thiệu Phong bỗng ngơ ngác. Hắn không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại đưa ra điều kiện này. Nếu như thua rồi, hắn chắc chắn sẽ nghèo rớt mùng tơi, Trần Triệu Dương còn cần gì ở hắn chứ? Dễ thôi, nghĩ đến thế lực đáng gờm của Trần Triệu Dương, Hứa Thiệu Phong lập tức đồng ý. Có lẽ, hắn đi theo Trần Triệu Dương sẽ càng thú vị hơn. Chỉ có điều, khi nghĩ đến những gì mình cần phải thỏa thuận ván cược, hắn bỗng trở nên tự tin vô cùng. Nghĩ xong hình thức và địa điểm cá cược thì báo tôi một tiếng, Trần Triệu Dương nói rồi, đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Hứa Thiệu Phong nhìn thấy Trần Triệu Dương rời đi, trong lòng bỗng run lên. Hẳn biết đối phương không sợ mình chạy mất. Lão đại, sao anh lại đồng ý với tên đó chứ? Tên đó mở sòng bạc, chắc chắn hẳn rất hiểu rõ về cá cược. Thế chẳng phải chúng ta dâng tiền cho người ta sao? Sau khi rời khỏi sòng bạc, Giang Tử Phong thắc mắc hỏi. Khi cậu có được một sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô dụng, Trần Triệu Dương mỉm cười, ánh mắt đầy khinh thường. Nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin của lão đại, Giang Tử Phong bỗng cảm thấy ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Quả nhiên theo đúng người chính là một chuyện rất quan trọng. Về đến biệt thự, sau khi đuổi được Giang Tử Phong,
Trần Triệu Dương mới nhớ ra anh muốn mua một chiếc xe, đáng lẽ anh nên để Giang Tử Phong chở mình đi mua. Anh lại đột nhiên nhớ ra trong thẻ của mình không còn tiền, tất cả tiền đều đem đi cược hết rồi. Bỏ đi, để hai ngày nữa rồi tính. Về đến biệt thự, Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã vẫn chưa. Quay lại, Trần Triệu Dương nhàn rỗi, chỉ biết tiếp tục tu luyện. Chỉ là anh đã quen với tốc độ tu luyện khi có Nam Cung Yến ở bên cạnh, tốc độ tu luyện hiện giờ khiến anh rất khó chịu. Hộp ngọc. Nghĩ đến hộp ngọc mà nhà họ Diệp có được lúc trước, Trần Triệu Dương có phần hơi kích động, chắc đó là món đồ rất hay ho. Sau khi tìm thấy hộp ngọc, Trần Triệu Dương dùng con mắt xuyên thấu để nhìn thêm lần nữa nhưng chẳng thể nhìn xuyên qua được. Trần Triệu Dương lập tức ngồi nghiên cứu, chắc đây là loại hộp cơ quan giống như bơ pơ rồ, chỉ cần tìm được cách chắc chắn sẽ mở ra được. Trước đây, lúc ở chỗ ông cụ, anh gặp được rất nhiều loại hộp cơ quan như này, chỉ có điều chiếc hộp cơ quan lần này có chút khác biệt. Rõ ràng đây là chiếc hộp cơ quan do người đời sau dựa trên bơ pơ rồ để nghiên cứu và chế tạo ra. Loại hộp cơ quan này có một đặc điểm chính là không thể dùng sức mạnh để phá vỡ, nếu không món đồ trong hộp chắc chắc sẽ nát tan tành. Người làm ra chiếc hộp cơ quan này chắc chắn là kiểu người tự cao tự đại, hơn nữa còn muốn kiểm tra chỉ số IQ người đời sau nữa, vậy nên loại hộp này thường sẽ lắp đặt thiết bị tự hủy. Trần Triệu Dương thích thử thách nên bắt đầu vùi đầu nghiên cứu. May là anh từng có kinh nghiệm nghiên cứu chơi bơ pơ rồ, chiếc hộp cơ quan này cũng là dựa trên bơ pơ rồ để cải tạo. Mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Trần Triệu Dương cũng mở được chiếc hộp cơ quan này. Khi mở được chiếc hộp cơ quan này, Trần Triệu Dương bỗng cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng mạnh. Thì ra là trái bách linh. Khi món đồ trong chiếc hộp hiện ra trước mặt, Trần Triệu Dương bỗng trợn tròn mắt. Trái bách linh không phải thứ để nâng cao tu vi mà nó là một loại linh dược dùng để tôi luyện ra thịt rất tốt. Chỉ có điều những người luyện võ thường coi trái bách linh như một món linh dược để nâng cao tu vi, rất ít người biết rằng trái bách linh có tác dụng lớn trong việc tôi luyện ra thịt. Đúng là món đồ tốt, không ngờ rằng ông cụ Diệp còn món đồ tốt đến vậy, Trần Triệu Dương sướng phát điên. Dù gì hiện giờ anh đang thiếu thứ để tôi luyện ra thịt, đúng là ngủ gật rồi lại có người đưa gối tới mà. Có điều, ông cụ Diệp có được món đồ này từ đâu? Món đồ này không phải là thứ mà ông cụ có thể dễ dàng lấy được, xem ra ông cụ Diệp vẫn còn giấu bí mật gì đó. Ngay lúc Trần Triệu Dương chuẩn bị đóng nắp chiếc hộp, lại, bên trong bỗng xuất hiện một mảnh giấy, anh lập tức lôi tờ giấy đó ra. Vừa nhìn đã biết tờ giấy có từ rất lâu rồi, mặt giấy đã ố vàng nhưng lại không hề bị mục nát. Xem ra chất liệu của chiếc hộp ngọc này không đơn giản chút nào. Không những có thể bảo quản được linh quả mà còn bảo vệ được tờ giấy bình thường không bị mục nát theo thời gian. Trần Triệu Dương cẩn thận mở tờ giấy, hóa ra đó là một bản đồ kho báu. Có điều nó vô cùng đơn giản, hơn nữa chỉ là một phần, chắc chắn phải thu thập đầy đủ các mảnh bản đồ kho báu mới có thể biết được nơi để kho báu. Bản đồ kho báu tạm thời không có tác dụng, trái bách linh cũng cần những dược liệu khác phụ trợ thì mới đạt được hiệu quả rèn luyện thân thể, vậy nên Trần Triệu Dương lại dùng phương pháp lúc đầu để khóa chiếc hộp này lại. May mà chiếc hộp này rất khó mở, nếu không thì chắc chắn ông cụ Diệp đã dùng trái bách linh rồi, vậy thì đúng là phí của trời. Reng reng reng. Ngay khi Trần Triệu Dương chuẩn bị ra ngoài, điện thoại của anh vang lên. Trần Triệu Dương, cậu có rảnh không? Trần Triệu Dương không nhìn vào màn hình mà bắt máy luôn, đầu bên kia là giọng nói mang theo men say của Dương Lệ. Sao vậy? Nghe thấy lời nói mơ màng của Dương Lệ, Trần Triệu Dương không khỏi nghĩ tới vụ ở quán ba lần trước, nếu không có anh thì e là cô ấy đã bị đám du côn kia xử rồi. Đến quán ba uống rượu với tôi đi, mau lên, trong vòng 10 phút cậu nhất định phải xuất hiện. Nếu khôn, còn đang nói dở, không biết vì sao Dương Lệ lại tắt máy. Trần Triệu Dương nhíu mày lại, chẳng lẽ người yêu cũ của Dương Lệ lại tới làm phiền cô ấy sao? Bởi vì lo Dương Lệ sẽ gặp chuyện nên Trần Triệu Dương vào nhà để xe, lái bừa một chiếc xe của Nam Cung Yến tới quán bar. Trên đường đi, anh không ngừng tăng tốc, tới quán bar chỉ trong 5 phút, may mà không vi phạm luật lệ giao thông. Đến quán bar, anh nhìn thấy một đoàn người đang xếp hàng ở cửa quán bar. Hiển nhiên trong đó đã đông nghịt rồi. Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới, anh cứ thế vào thẳng bên trong. Hiển nhiên những người phụ trách trông coi biết Trần Triệu Dương nên không ngăn cản anh, cứ thế để anh vào trong. Á đù, thằng kia VIP chưa, vào luôn mà không cần xếp. Hàng à, thấy Trần Triệu Dương đi thẳng vào trong, một vài vị khách đang xếp hàng lập tức nghi ngờ hô lên. Người bình thường thì đương nhiên là phải xếp hàng,
nhưng anh ta không cần, lúc này, một vị khách từng gặp Trần Triệu Dương lần trước tiết lộ. Có gì đặc biệt à? Anh ta là khách quý của bà chủ đấy. Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, những khách khứa đang uống rượu xung quanh đều sực hiểu, nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt ghen tị. Dù sao ai cũng biết bà chủ của Dạ Mị là một người đẹp nức tiếng, tiếc là không ai lọt được vào mắt xanh của cô ta. Nhưng không ngờ bà chủ Dạ Mị lại tìm một cậu trai trẻ như thế, đúng là tiếc nẫu ruột. Tất nhiên là Trần Triệu Dương không biết những người bên ngoài đang nói gì về mình. Sau khi vào quán bar, anh nhìn một lượt thì thấy đúng là Dương Lệ đang ở đây. Chỉ có điều lúc này Dương Lệ đã say, ba người đàn ông đang vây quanh cô ấy, còn những người xung quanh thì chỉ hâm mộ chứ chẳng có phản ứng nào khác. Hiển nhiên bọn họ đều quen với những chuyện như vậy rồi. Đi thôi, Tiểu Lục, về nhà với anh, uống nhiều rượu như thế, về nhà anh nhất định phải bảo bố mẹ phạt em, người đàn ông dẫn đầu rất thành thạo với mấy chuyện như thế, ăn nói lưu loát ân cần. Một số người không biết chân tướng ở bên cạnh cứ tưởng là thật. Khi người đàn ông đó định đỡ Dương Lệ đứng lên, một cánh tay đã chặn hẳn ta lại. Người anh em, chuyện còn lại không cần anh lo nữa đâu, Trần Triệu Dương hất người kia ra, sau đó bế Dương Lệ lên rồi định đi ra ngoài. Thằng nhãi, mày làm thế là không được đâu nhé, bọn tao. Phát hiện ra cô em này trước mà, người đàn ông kia không ngờ có người lại nhảy ra phá đám, hắn ta lập tức nổi giận mắng Trần Triệu Dương. Tôi chỉ nói tới đây thôi, nếu không muốn gặp rắc rối thì cút đi mau lên. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương hơi khó coi, anh lạnh lùng nói với ba người đàn ông kia. Ái chà, có kẻ dám nói chuyện với chúng ta như thế cơ à? Mày to gan thật, ba người kia trợn mắt lên, sau đó ngăn cản Trần Triệu Dương, định cướp Dương Lệ đi. Cút đi, thấy thái độ đó của bọn họ, Trần Triệu Dương trực tiếp tung ra một cú đá, ba người kia bị anh đá bay ra ngoài, đụng mạnh vào một cái bàn và làm vỡ tan hai chiếc ghế. Trong quán ba đang rất ồn ào. Nhưng khi đám Trần Triệu Dương đánh nhau, tiếng nhạc đê, gì cũng dừng lại, mọi người nhìn hết về phía này. Thằng danh, mày tiêu đời rồi, mày có biết người bảo kê quán ba Dạ Mị này là ai không? Ba người kia bị Trần Triệu Dương dọa co vòi, bò dậy rồi uy hiếp nói. Là ông nội mày, Dương Lệ đang say khướt, dường như nghe thấy câu này, cô ấy lèm bèm nói một câu. Trần Triệu Dương cảm thấy cạn lời, cô nàng này đã say bí tỉ rồi mà vẫn còn gây thù chuốc oán được. Không biết có phải anh có thù hẳn gì với cô ấy không mà lần nào cũng gặp phiền phức vì cô ấy. E là nói xong câu kia là những người này sẽ càng không chịu bỏ qua. A Lương, đi nói với chị Mị là hôm nay tôi có việc phải đi trước, lần sau sẽ tới thăm chị ấy. Dạy cho đám người này một bài học, thấy bọn họ còn làm chuyện như thế nữa thì đánh tàn phế luôn cho tôi. Trần Triệu Dương chẳng để ý tới ba người kia, anh đi thẳng tới quầy bar và nói với nhân viên pha chế. Vâng. Anh Dương, nhìn thấy Trần Triệu Dương, đôi mắt của nhân viên pha chế lập tức sáng rực lên. Tuy rằng cậu ta không tham gia đại hội Nam Hải, nhưng nghe người trở về từ đó kể lại rằng người tỏa sáng nhất trong đại hội Nam Hải lần này chính là Trần Triệu Dương, vậy nên cậu ta rất sùng bái anh. Lần này được gặp Trần Triệu Dương, nhân viên pha chế kích động không thôi. Cậu ta gật đầu lia lịa, sau đó lấy một cái còi dưới quầy pha chế lên rồi thổi thật mạnh. À! Người đàn ông cầm đầu kia biết rất rõ còi trong quán ba là để làm gì, nếu bị bắt thì không chết cũng mất một lớp da. Hai người còn lại lập tức tỉnh rượu, lúc này bọn họ đâu dám kiếm chuyện với Trần Triệu Dương nữa, đang sợ khiếp phía kia kìa. Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới chuyện này, anh dìu Dương Lệ đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, gió đêm ập tới, Dương Lệ tỉnh táo hơn nhiều. Cô ấy hơi nheo mắt nhìn Trần Triệu Dương, lẩm bẩm nói. Tôi say thật rồi nên mới nhìn thấy tên khốn Trần Triệu Dương ấy, rõ là cái đồ chết nhát. Trần Triệu Dương lập tức trợn tròn mắt, Dương Lệ điên rồi à? Sao lại gọi anh là tên khốn, lại còn chết nhát nữa chứ? Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại uống rượu? Nhà cô ở đâu, tôi phải đưa cô về thế nào đây? Trần Triệu Dương dựng thẳng người Dương Lệ lên rồi nghiêm túc hỏi. Tôi không muốn về nhà, tôi muốn tìm nơi nào đó uống tiếp, ha ha. Như thể không hiểu anh đang nói gì, Dương. Lệ đẩy Trần Triệu Dương ra, lảo đảo bước ra đường. Cẩn thận. Đúng lúc này, một chiếc xe máy lao vào tới, đâm thẳng về phía Dương Lệ. Trần Triệu Dương bật người lên, ôm eo Dương Lệ né sang một bên. Dương Lệ cũng giật thót mình, lập tức tỉnh táo lại, cô ấy không ngờ là có người lại trắng trợn đâm mình như thế. Cô không sao chứ, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Dương Lệ, Trần Triệu Dương hỏi. Tôi không sao, chúng ta đi thôi,
Dương Lệ đắc đầu, che giấu biểu cảm trên mặt. E là chúng ta không đi được rồi, Trần Triệu Dương nhìn về phía chiếc xe máy vừa rồi. Dương Lệ nhìn theo ngón tay của Trần Triệu Dương, phát hiện ra rằng ngoài chiếc xe máy vừa rồi thì còn 3 chiếc nữa. 3 chiếc đó đang xả khói lao như điên về phía bọn họ. Dương Lệ tái nhợt mặt, biểu cảm lại trở nên đau buồn. Đi, Trần Triệu Dương ôm Dương Lệ né tránh sang bên cạnh, nhưng 3 chiếc xe đã chặn hết mọi đường lui của bọn họ rồi. Cút, thấy vậy, trong mắt Trần Triệu Dương hiện lên nét tàn nhẫn, hiển nhiên 4 chiếc xe máy ấy muốn lấy mạng Dương Lệ, tất nhiên là anh cũng chẳng nương tay nữa. Lúc 1 chiếc xe máy lướt qua bên cạnh, Trần Triệu Dương tung ra một cú đá nhanh như chớp, cả người lẫn xe bị anh đạp bay ra ngoài. Sau đó Trần Triệu Dương không hề dừng lại, 2 chiếc xe máy còn lại cũng bị anh đá bay như thế. Vốn dĩ người lái chiếc xe đầu tiên còn định đâm thêm lần nữa, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của đồng bạn, hắn ta lập tức run lên, định lái xe chạy trốn. Trần Triệu Dương đá vào một hòn đá trên mặt đất, nó đập thẳng vào lưng tên kia, khiến hắn ta bay ra khỏi chiếc xe máy. Ai sai chúng mày tới, Trần Triệu Dương dẫn Dương Lệ đi tới trước mặt một người, giẫm vào ngực tên đó và lạnh lùng nói. Thằng nhãi, mau thả tao ra, tao nói cho mày biết, tốt nhất mày đừng có nhúng tay vào chuyện này, nếu không mày sẽ không chịu nổi đâu. Người kia lách lách cái đầu choáng váng vì bị va đụng của mình, cần răng quát tháo Trần Triệu Dương. Không nói thì giữ lại mày có thích sự gì, Trần Triệu Dương bắt đầu dùng sức. Tên lái xe máy ấy lập tức đỏ bừng mặt, hẳn ta ra sức giấy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tao nói, cảm thấy ngực của mình sắp bị giẫm nát đến nơi rồi. Tên cưỡi xe máy vừa nói vừa ra sức vùng vẫy. Nói đi, Trần Triệu Dương nhẹ chân hơn một chút. Là gia chủ bảo bọn tao tới, tên lái xe máy nhìn Dương Lệ rồi nói. Quả nhiên là ông ấy, vốn dĩ Dương Lệ còn đang mong chờ, nhưng khi nghe thấy câu nói của tên đó, cô ấy lập tức đau đớn ứa nước mắt. Nên xử lý những tên đó thế nào, thấy vậy, Trần Triệu Dương lập tức hiểu ra, e rằng đây là chuyện gia đình của Dương Lệ. Để bọn họ đi đi. Sắc mặt của Dương Lệ rất khó coi, cô ấy lắc đầu rồi xoay người bỏ đi. Trần Triệu Dương thở dài một hơi, anh để mặc mấy tên kia, đuổi theo hướng mà Dương Lệ đi. Dương Lệ đi rất lâu, Trần Triệu Dương cứ đi theo sau cô ấy, bởi vì anh cảm thấy nét mặt của Dương Lệ có gì đó không ổn, sợ cô ấy sẽ gặp chuyện gì. Chẳng lẽ cậu không tò mò chút nào sao, hai người dừng lại trên một cây cầu lớn, đi lâu như thế, trên đường chẳng còn ai nữa. Dương Lệ nhìn dòng sông dưới cầu rồi nhẹ giọng hỏi. Nếu cô muốn nói thì tôi có thể trở thành người nghe trung thành nhất của cô, Trần Triệu Dương nói. Thực ra nhà tôi không phải ở đây, mà là nhà họ Dương ở thành phố Vân Hải. Nói xong, thấy biểu cảm của Trần Triệu Dương không hề thay đổi, Dương Lệ mới nói tiếp. Nhà họ Dương là một gia tộc lớn ở thành phố Vân Hải, bố tôi là gia chủ của nhà họ Dương. Trần Triệu Dương không có phản ứng nào khác, anh chỉ gật đầu. Trước kia bố tôi rất yêu thương tôi, chưa bao giờ ép tôi làm chuyện gì cả, nói đến đây, vẻ mặt của Dương Lệ hiện lên nét hoài niệm và hạnh phúc. Nhưng vào nửa năm trước, tính cách của bố tôi đột nhiên thay đổi hẳn, ông ấy bắt tôi phải gả cho một người mà tôi không thích, khiến tôi không thể hiểu nổi. Sau đó tôi đã nhân lúc bố tôi không chú ý để chạy tới đây. Biểu cảm của Dương Lệ trở nên đằng chát. Nửa năm trôi qua, tôi cứ ngỡ là bố tôi đã đổi ý. Nhưng không biết ông ấy đã tìm ra số điện thoại của tôi bằng cách nào, trưa nay mới gọi điện cho tôi bảo tôi quay về. Tôi không đồng ý, ông ấy nói sau này sẽ coi như không có đứa con gái như tôi. Nói đến đây, tâm trạng của Dương Lệ càng tệ hại hơn, cô ấy thẫn thờ nhìn mặt sông. Tính cách thay đổi hẳn sao? Nếu là thế thì tôi cảm thấy có vấn đề rồi. Giả dụ tôi nói trên đời có một thứ gọi là thuật dịch dung thì cô có tin không? Trần Triệu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Dương Lệ. Dù sao tình cảm bố con bao nhiêu năm như thế không thể tự nhiên thay đổi được, hơn nữa còn sai người tông xe, không biết nặng nhẹ và cũng chẳng có kỳ điều gì, máu mủ ruột già sẽ không thể làm ra chuyện như vậy được. Trừ khi là có người cố tình giả mạo. Hoa Hạ có lịch sử 5.000 năm, người tài ba đếm không hết, thuật dịch dung là một kỹ xảo trong số đó. Tuy rằng đến giờ rất ít người biết, nhưng không có nghĩa là nó đã hoàn toàn thất truyền. Cái gì, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy. Đôi mắt của Dương Lệ lập tức sáng rực lên, cô ấy kích động túm lấy tay Trần Triệu Dương. Bình tĩnh nào, tôi chỉ nói là có thể như thế thôi. Nếu cô muốn xác nhận lại thì chỉ có một cách, đó là về nhà một chuyến, tôi sẽ kiểm tra giúp cô, Trần Triệu Dương thở dài một hơi. Tuy rằng anh không muốn chuốc thêm phiền phức, nhưng cũng không muốn người bên cạnh mình bị thương tổn,
cậu nói là có thể về với tôi ấy hả? Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, Dương Lệ càng túm chặt hơn, sợ Trần Triệu Dương chạy mất. Nếu tôi không đi theo cô thì cô có thể nhận ra thuật dịch dung được không? Trần Triệu Dương gật đầu, anh không quen với sự nhiệt tình ấy của Dương Lệ cho lắm. Vì sao cậu lại tốt với tôi như thế? Nhìn khuôn mặt cứng cỏi của Trần Triệu Dương, Dương Lệ cảm thấy mê mẩn. Chắc không phải cô yêu tôi rồi đấy chứ? Tôi nói trước, nhé, tôi là hoa đã có chủ, cô không bao giờ có được tôi đâu. Đối diện với ánh mắt si mê của Dương Lệ, Trần Triệu Dương giữ chặt áo, cảnh giác nói. Si, cho dù đàn ông trên đời này chết sạch thì tôi cũng không yêu cái đồ lưu manh như cậu đâu. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Dương Lệ bình thường trở lại, lạnh lùng liếc. Xéo Trần Triệu Dương. Ha ha, đây mới là Dương Lệ mà tôi biết chứ, đội trưởng. Dương, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Dương Lệ, Trần Triệu Dương lập tức cười ha ha. Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa, cảm nhận được ý tốt của Trần Triệu Dương, Dương Lệ điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc nói với anh. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì hãy lấy thân báo đáp đi, tôi thấy trong phim người ta vẫn hay diễn như thế, thấy Dương Lệ nghiêm túc đến vậy, Trần Triệu Dương không nhịn được trêu cợt. Được thôi, không ngờ Dương Lệ lại trực tiếp đồng ý, Trần Triệu Dương lập tức bị dọa đến mức ho sặc sụa. Khụ khụ, tôi nói đùa đấy, tôi với chị thì ai theo đuổi ai chứ? Không cần phải khách sáo như vậy, Trần Triệu Dương giật mình vội xua tay nói. Hừ, đồ nhát gan, bổn cô nương đây còn có rất nhiều người theo đuổi đấy, xếp hàng kéo dài ra tận ngoài thôn ý kìa, về sau cậu mà muốn theo đuổi tôi thì phải ra phía sau mà xếp hàng nhé, Dương Lệ lườm Trần Triệu Dương một cái, tức giận nói. Nhưng mà ở chỗ tôi vẫn còn chút chuyện, nếu cô không vội thì hãy cho tôi một hai hôm, đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện rồi sẽ cùng về nhà với cô. Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến vẫn còn một cuộc cá cược. Anh không muốn mất trắng một thằng em có tiềm năng. Sau đó, Trần Triệu Dương đưa Dương Lệ trở lại ký túc xá nhân viên, vốn dĩ anh muốn đưa cô ấy về nhà nhưng Dương Lệ sợ hãi nên chỉ có thể đưa cô ấy đến ký túc xá nhân viên. May mẫn thay, ký túc xá do công ty cung cấp cũng không tệ, rất nhiều người độc thân đều lựa chọn sống ở đây. Sau khi đưa Dương Lệ về ký túc xá, Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến phải mua thuốc điều chế mỹ phẩm cho Nam Cung Yến và Hứa Tịnh Nhã, vì vậy anh bèn quay lại và tìm thấy một hiệu thuốc đông y. Chỉ là Trần Triệu Dương đã tìm đến vài hiệu thuốc rồi nhưng cuối cùng vẫn thiếu một loại thuốc. Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh chợt vang lên, là Giang Tử Phong gọi đến. Đại ca, em đã tra ra được thông tin mà anh nhờ em tra rồi. Khu đất ở Hồ Lộc Minh sắp được bán đấu giá rồi, nhưng mức giá khởi điểm khá cao. Giang Tử Phong nói qua điện thoại. Khoảng bao nhiêu tiền? Qua lời của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương đã hiểu được phần nào về cuộc đấu giá này. Sau đó, anh nhờ cậu ấy giúp anh thu thập một số dược liệu mà mình vẫn chưa tìm được, dù sao thì mối quan hệ của nhà họ Giang ở thành phố Nam Hải cũng rất rộng rãi, cậu ấy nhất định tìm dược liệu tốt hơn anh. Hơn nữa, anh dự định trong tương lai sẽ tập trung vào việc bồi dưỡng cho Giang Tử Phong, sau này có thể sẽ có rất nhiều việc cần cậu ấy đi giải quyết. Cúp điện thoại xong, Trần Triệu Dương nhíu mày. Anh không ngờ rằng mảnh đất này sẽ được đấu giá công khai, hơn nữa giá khởi điểm đã 2 tỷ, con số này không hề thấp. Nếu Hứa Thiếu Phong đưa tiền thẳng cược cho mình, vậy mình sẽ đi đấu giá thử xem, nhưng cuộc cá cược với hẳn vẫn còn chưa bắt đầu. Hơn nữa, ngay cả khi mình thắng cuộc cá cược này, cũng không đủ tiền để đấu giá mảnh đất này. Anh cần phải nghiên cứu một chút. Xem làm thế nào để huy động được tiền vì anh quyết tâm phải lấy bằng được mảnh đất ở Hồ Lộc Minh. Theo Giang Tử Phong nói thì không chỉ nhiều doanh nhân ở Nam Hải sẵn sàng tranh giành mảnh đất này, mà ngay cả các thế lực ở thị trường nước ngoài cũng muốn có được. Đến lúc đó, cuộc cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chính phủ định gói thầu và bán đấu giá hàng chục km quanh Hồ Lộc Minh. Đó là một mảnh đất rất lớn. Các doanh nhân và các nhà bất động sản tất nhiên không phải nhìn chúng Hồ Lộc Minh mà chính là vùng đất xung quanh nó. Xét cho cùng, môi trường xung quanh Hồ Lộc Minh vẫn rất tốt, nếu phát triển thành khu du lịch thì chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Truyền thuyết về Hồ Lộc Minh thực sự quá bất thường nên căn bản không ai dám chú ý đến nó. Nhưng dù vậy, vùng đất xung quanh Hồ Lộc Minh vẫn khiến rất nhiều người tranh giành muốn có được. Đến lúc đó được đấu giá lên đến 15 tỷ cũng không phải điều gì đáng để kinh ngạc. Nhưng Trần Triệu Dương lại không quan tâm, nếu thật sự đấu giá không thành công, anh sẽ đến sống bên hồ đó đợi đến khi mộc thạch 7 màu chín muồi, anh sẽ trực tiếp hái xuống. Anh tuyệt đối không thể để cho mộc thạch 7 màu một báu vật như vậy lọt ra ngoài,
cho dù có đắc tội đến người đấu giá mảnh đất này cũng đáng. Trần Triệu Dương đi đến sân sau của quán bar, anh muốn tìm Tô Hồng Mị xem cô ta còn bao nhiêu tiền. Ôi, cục cưng, cậu Trần trước vừa mới đưa một người đẹp từ chỗ tôi đi, Trần sau đã tìm đến người phụ nữ già yếu, không được yêu thương như tôi rồi. Lúc Trần Triệu Dương xuất hiện bên ngoài phòng của mình, Tô Hồng Mị vui mừng không thôi, nhưng miệng cứ không ngừng trách móc. Chị Mị, nếu chị là người phụ nữ già yếu không được yêu thương thì trên đời sẽ không có người phụ nữ nào đẹp cả à? Nhìn chiếc váy ngủ bằng lụa của cô ta, anh liền nuốt nước bọt ừng ực. Thật không, chị đây có sức hấp dẫn đến vậy sao? Được thôi, chị tin lời cậu, Tô Hồng Mị lập tức kéo Trần Triệu Dương vào phòng và đóng cửa lại. Nói đi, đã muộn như vậy rồi, cậu tới tìm người ta có chuyện gì sao? Các ngón tay của cô ta nhẹ nhàng vuốt ve trên ngực của Trần Triệu Dương, đôi môi đỏ mỏng khẽ cong lên. Chị Mị, tôi muốn hỏi, hiện tại chị có bao nhiêu tiền? Trần Triệu Dương bất lực hỏi. Anh thực sự không thích hỏi vay tiền phụ nữ. Tuy nhiên, điều này cũng nói rõ lên được vị trí của Tô Hồng Mị trong lòng của Trần Triệu Dương. Có rất nhiều, nhưng tiền không phải của chị, mà là của cậu. Tô Hồng Mị ngây người ra một hồi, sau đó lại nói, lúc chiều, một người phụ trách của nhà họ Diệp đã đem thẻ ngân hàng và một đống giấy tờ chuyển nhượng tài sản qua đây. Ồ, là vì lý do gì? Trần Triệu Dương sững sờ khi nghe tin này. Anh đã giết chết trụ cột chính của nhà họ Diệp. E rằng lúc này, nhà bọn họ cũng rất khó khăn. Bởi vì cậu đã thuần phục được nhà họ Diệp rồi, những người còn lại không thể giữ nổi khối tài sản khổng lồ của nhà bọn họ, nên người phụ trách mới của nhà họ Diệp đã giao cho cậu 70% tài sản và nói rằng bọn họ muốn mua lấy sự bình yên. Tô Hồng Mị nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Người đàn ông trẻ tuổi này luôn khiến người ta phải chết mê chết mệt vì anh, một gia tộc lớn như nhà họ Diệp thế mà lại bị đánh thành bộ dạng thế này. Đúng thật là một người chọi với cả một gia tộc. Trần Triệu Dương nghe xong liền hiểu ra, với tình hình hiện tại của nhà họ Diệp, e rằng những gia tộc khác đã sớm có ý định lăm le nuốt chửng bọn họ. Nếu đã không thể giữ được tài sản của mình chỉ bằng đưa nó cho Trần Triệu Dương, các gia tộc khác sẽ không dám dục dịch. Xem ra, người phụ trách mới này của nhà họ Diệp rất sáng suốt, cứ như vậy không những nhà họ Diệp không bị trấn áp, ngược lại còn có thể tồn tại dưới danh nghĩa của Trần Triệu Dương. Bây giờ đã biết người phụ trách của nhà họ Diệp đang nghĩ gì, Trần Triệu Dương cũng không hề có gánh nặng về tâm lý rồi. 70% tài sản của nhà họ Diệp là bao nhiêu? Trần Triệu Dương hỏi. Trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền chỉ cần kiểm tra là biết, nhưng những bất động sản đó phải cần nhân viên thống kê đến thống kê mới biết chính xác được. Tô Hồng Mị vừa nói vừa đi đến két xả lấy những thứ mà nhà họ Diệp đã đưa ra. Cục cưng, chị không muốn giúp cậu xử lý những việc này đâu. Cậu phải tìm người quản lý chúng. Trong này có rất nhiều công ty, nếu không quản lý chúng, e là nguồn vốn của chủ sở hữu sẽ bị âm, Tô Hồng Mị nói rồi chuyển những thứ này cho Trần Triệu Dương. Hơn nữa, ở thế giới ngầm của thành phố Nam Hải cũng có không ít tài sản, chị chỉ có thể giúp cậu xử lý một thời gian ngắn, nếu lâu dài, chị nhất định sẽ đình công đấy. Tô Hồng Mị phàn nàn với Trần Triệu Dương bằng dáng vẻ chán chường. Chuyện này, thôi được rồi, Trần Triệu Dương do dự một hồi. Anh cũng biết Tô Hồng Mị không giỏi xử lý những thứ này, nếu miễn cưỡng, chỉ sợ cô ta sẽ kiệt sức mất. Chị vất vả rồi, Trần Triệu Dương khá ngại ngùng nói. Trong đầu anh đã chọn được người xử lý rồi, đó chính là Hứa Thiếu Phong, chỉ hy vọng hắn biết điều một chút, nếu không anh sẽ phải chọn lại người khác. Nhìn theo bóng Trần Triệu Dương, Tô Hồng Mị bỗng cảm thấy lưu luyến. Rõ là đồ ngốc, không biết nài nỉ một chút gì cả, đến bây. Giờ vẫn chưa lên được giường của Nam Cung Yến cũng là đáng đời. Sau khi vào biệt thự, Trần Triệu Dương phát hiện ra đám Nam Cung Yến vẫn chưa ngủ. Hôm nay anh chưa mua đủ dược liệu, bọn họ mà bắt được thì kiểu gì anh cũng sẽ bị cào nhau một trận. Thế là Trần Triệu Dương lặng lẽ lẻn vào trong biệt thự, đám Đường Võ không hề phát hiện ra, khiến anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trần Triệu Dương, nếu anh không điều chế ra thuốc dưỡng da cho tôi thì tôi nhất định sẽ cho anh biết tay. Khi mà Trần Triệu Dương cho rằng mọi chuyện đều thuận lợi, một tin nhắn được gửi tới điện thoại của anh. Đọc hết tin nhắn, Trần Triệu Dương đổ mồ hôi như mưa, Nam Cung Yến gửi tin nhắn cho anh vào đúng lúc này, chắc không phải cô nhìn thấy anh về rồi đấy chứ. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương dùng mắt xuyên thấu nhìn lên trên lầu. Phụt! Vốn dĩ Trần Triệu Dương chỉ tùy tiện nhìn liếc qua để xác định lại xem có phải hai người Nam Cung Yến đứng cạnh cửa sổ và nhìn thấy anh vào hay không. Kết quả lại nhìn thấy cảnh bọn họ nằm trần truồng trên giường, quả thực là rất quyến rũ. Trần Triệu Dương sắp chảy máu mũi luôn rồi,
thử hỏi có ai không hâm mộ cái diễm phúc này của anh không cơ chứ? Nhưng biết cô nàng này chỉ nhắn tin bâng quơ thế thôi, Trần Triệu Dương lập tức thở phào một hơi. Lúc này, anh soạn một tin nhắn gửi cho Giang Tử Phong. Nhà họ Giang cảm dễ ở Nam Hải bao năm như thế, chắc hẳn phải biết nơi nào bán những dược liệu quý hiếm. Dù sao cũng có một thăng đệ, tội gì mà không dùng. Vốn dĩ gửi tin nhắn cho Trần Triệu Dương xong là Giang Tử Phong chuẩn bị đi ba giải tỏa, nhưng khi nhận được tin nhắn của anh, đôi mắt cậu ấy lập tức sáng rực lên. Kể từ khi được chứng kiến thực lực của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong càng thêm quyết tâm phải đi theo anh. Tiếc rằng năng lực của cậu ấy không quá xuất sắc, không thể giúp Trần Triệu Dương quá nhiều. Bây giờ có cơ hội làm việc cho anh, đương nhiên là cậu ấy sẽ không bỏ lỡ. Giang Tử Phong gọi điện thoại từ chối lời mời của đám cậu ấm ăn chơi kia rồi một mình lái xe ra ngoài. Còn về Trần Triệu Dương, anh không nghĩ tới những chuyện khác nữa, mà ngồi khoanh chân tu luyện. Con đường tu luyện cũng như thuyền đi ngược dòng, không tiến thì chắc chắn sẽ lùi. Nhưng anh mới tu luyện được một lát thì chuông điện thoại đã vang lên, cầm lên xem thì thấy là Giang Tử Phong. Tử Phong, sao thế, Trần Triệu Dương hơi nghỉ hoặc, chẳng lẽ là tìm được dược liệu rồi sao? Cho dù tìm được thì hôm sau nói với anh cũng được mà. Em tìm được dược liệu mà anh cần rồi, nhưng có người giành mất, làm sao đây, ở đầu bên kia, Giang Tử Phong vội vàng hô lên. Cậu đang ở đâu, để tôi đi tìm cậu, Trần Triệu Dương thay đổi sắc mặt. Anh vừa bảo Giang Tử Phong tìm hai đơn dược liệu, một là đơn dược liệu để làm thuốc dưỡng ra cho đám Nam Cung Yến, đơn còn lại là để kết hợp với trái Bách Linh. Vậy nên tuyệt đối không thể có sơ suất gì được. Lúc này, Trần Triệu Dương ra thẳng nhà để xe, lái một chiếc xe của Nam Cung Yến đi. Tới nơi mà Giang Tử Phong nói, Trần Triệu Dương dừng xe lại. Đây là một trung tâm giải trí, lúc đầu Trần Triệu Dương còn tưởng là hiệu thuốc cơ. Anh tới rồi à? Những dược liệu khác thì em đã mua đủ hết rồi, bây giờ chỉ còn thiếu hai loại nữa. Em cũng đã điều tra ra là ông chủ của trung tâm giải trí này đang giữ chúng. Chỉ có điều em đang định mua thì có người gọi điện cho ông ta, thế là ông ta đổi ý ngay. Giang Tử Phong nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra ở đây cho Trần Triệu Dương. Có biết đối phương là ai không? Còn nữa, ngoài tiền ra thì ông chủ này còn cần gì nữa? Trần Triệu Dương gật đầu hỏi. Tạm thời chưa biết đối phương là ai. Chỉ biết là lát nữa sẽ tới, hình như đã đưa ra một điều kiện mà người ta không thể từ chối được. Còn ông chủ này cần thứ gì nữa thì em không rõ, Giang Tử Phong bất đắc dĩ nói. Trần Triệu Dương gật đầu, anh cũng thông cảm cho Giang Tử Phong, trong một thời gian ngắn như thế, tìm ra đã là khá lắm rồi, muốn biết thêm những thông tin khác thì hơi khó khăn. Đi thôi, vào đó xem sao, Trần Triệu Dương cất bước vào. Trong, Giang Tử Phong đi sát theo sau. Vào trong trung tâm giải trí. Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong tới văn phòng của chủ trung tâm. Cậu Giang, không phải tôi không bán cho cậu, chủ yếu là bởi vì có người đưa ra một điều kiện mà tôi không thể từ chối được. Thấy Giang Tử Phong lại bước vào, ông chủ với thân hình gầy guộc cười khổ, trên mặt chỉ toàn nét bất đắc dĩ. Dù sao ông ta cũng không đắc tội nổi với nhà họ Giang, nhưng điều kiện mà bên kia đưa ra lại khiến ông ta không thể từ chối được. Chứng dương hư, có thể chữa được. Lúc vào đây Trần Triệu Dương đã quan sát ông chủ gầy guộc này, vậy nên anh cũng phát hiện ra chứng bệnh của ông ta. Đàm phán thì đương nhiên là phải nắm giữ quyền chủ động trước rồi. Sao, sao cậu biết, nghe Trần Triệu Dương nói thế, ông chủ kia đứng bật dậy, ngạc nhiên nhìn Trần Triệu Dương. Khó lắm à, nhìn qua là biết, nếu ông cho tôi thứ tôi cần thì tôi sẽ chữa bệnh cho ông, Trần Triệu Dương hờ hững nhìn ông chủ kia. Nghe thấy câu này của Trần Triệu Dương, ông chủ lập tức im lặng. Nghĩ xem chuyện này là thật hay giả. Cũng bởi vì trông Trần Triệu Dương quá trẻ, ông ta không dám tin cho lắm. Xem ra điều kiện mà đối phương đưa ra cũng là chữa bệnh cho ông ta, nếu không thì ông ta đã chẳng có phản ứng như thế này. Ông chủ Phương, đại ca tôi đã nói là chữa được thì chắc chắn là sẽ chữa được mà, Giang Tử Phong đang không biết phải lấy dược liệu bằng cách nào. Bây giờ nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cậu ấy lập tức hiểu ra Giang Phương Minh muốn chữa bệnh. Nếu là thế thì chúng thủ rồi. Cậu ấy vô cùng tin tưởng y thuật của đại ca mình. Cậu Giang, không phải tôi không tin, mà là, cậu đây còn trẻ quá, tầm tuổi này e là còn chưa tốt nghiệp ấy chứ, Phương Minh nhìn Trần Triệu Dương với vẻ áy náy rồi nói. Tổng Giám Đốc Phương, chắc hẳn ông phải biết cuồng y Tôn Vĩnh An chứ, nghe thấy câu nói ấy của Phương Minh, Giang Tử Phong nói với vẻ kiêu ngạo. Biết, sao thế, cậu Giang cũng có thể mời Tôn Vĩnh An tới chữa bệnh giúp tôi sao, nghe đến tên của Tôn Vĩnh An.
Trên mặt Phương Minh hiện lên nụ cười, ông ta nói tỉ thế thì không cần đâu, người kia đã mời được bác sĩ Tôn Vĩnh An tới rồi. Hớ, nghe vậy, Giang Tử Phong ngây người ra, sau đó nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt quái lạ. Trần Triệu Dương cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, không biết có phải Tôn Vĩnh An xung khắc với anh không mà lần nào cũng gặp phải anh. Ông chủ, bên ngoài có người muốn gặp, đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ra ngay đây, nghe vậy, Phương Minh biết người mà mình chờ đã đến rồi. Ông ta lập tức kích động, nhìn Giang Tử Phong và Trần Triệu Dương, áy náy nói, thật ngại quá, tôi chỉ có thể đưa dược liệu cho người kia thôi. Hai cậu có thể ở lại đây vui chơi miễn phí, xin thứ cho tôi không tiếp đón được nữa. Dứt lời, không đợi Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong nói gì, ông ta đã chạy thẳng ra cửa, dáng vẻ vô cùng sốt sẳng. Đại ca, chúng ta làm gì đây? Vốn dĩ Giang Tử Phong còn định nói cuồng y Tôn Vĩnh An là cái thá gì, ông ta cũng chỉ là kẻ thất bại trước đại ca mình mà thôi. Thế nhưng cậu ấy không có cơ hội để nói ra. Không sao, chúng ta đi theo xem sao, Trần Triệu Dương. Xua tay, dáng vẻ không mấy bận tâm. Chứng dương hư của Phương Minh không dễ chữa thế đâu, nếu không thì ông ta đã chữa từ lâu rồi, dù sao ông ta cũng thuộc dạng giàu có mà. Vậy nên anh muốn xem Tôn Vĩnh An có chữa được không? Nếu ông ta chữa được thì anh đành thôi. Nếu ông ta không chữa được, vậy thì xin lỗi, anh phải can thiệp vào rồi. Vâng, nghe đại ca của mình nói vậy, Giang Tử Phong lập tức hưng phấn không thôi. Cậu ấy biết đại ca lại sắp hạ bệ Tôn Vĩnh An nữa rồi. Không biết hôm nay Tôn Vĩnh An ra ngoài có xem lịch không mà lại gặp đúng đại ca thế này. Sau đó Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong cùng đi ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy Tôn Vĩnh An đang hếch mũi lên trời. Được mọi người bủa vây mời vào cửa chính của trung tâm giải trí, còn Phương Minh thì kính cẩn đứng đón ở cửa. Tổng Giám đốc Phương, đây là bác sĩ Tôn, cuồng y Tôn Vĩnh An tiếng tăm lẫy lừng của thành phố Nam Hải chúng ta. Một cậu thanh niên mặc bộ vest được cắt may cầu kỳ đứng bên cạnh Tôn Vĩnh An, giới thiệu ông ta với Phương Minh. Bác sĩ Tôn, đây là Tổng Giám đốc Phương Minh, doanh nhân nổi tiếng của Nam Hải, ông ấy chính là người muốn chữa bệnh, mong bác sĩ Tôn giúp đỡ ông ấy. Sau đó, người kia lại lên tiếng nhờ vả thay cho Phương Minh. Được, đi thôi, kiếm một căn phòng yên tĩnh, tôi sẽ khám cho ông. Tôn Vĩnh An ngẩng đầu lên, gật đầu và nói với thái độ cao ngạo. Bác sĩ Tôn, lần này phải làm phiền ông rồi, xin mời đi theo lối này, vừa nói, Phương Minh vừa cung kính đi trước dẫn đường. Ái chà, đây chẳng phải là cậu chủ Giang sao? Sao thế, vẫn không cam lòng hả? Nếu không cam lòng thì phải có chút bản lĩnh. Mời bác sĩ Tôn đến mới được, nhìn thấy Giang Tử Phong, cậu thanh niên mặc vest kia lập tức cười ha ha, trong mắt mang theo nét trào phúng. Hồ Đức, cậu mời được bác sĩ Tôn đến thì đã sao? Tôi cũng muốn xem thử bác sĩ Tôn có thể chữa được bệnh của ông chủ Phương hay không, nghe vậy, Giang Tử Phong lên tiếng phản bác. Tôn Vĩnh An nổi quạo, nhìn về phía người vừa ăn nói ngông cuồng ấy. Nhưng khi nhìn thấy Trần Triệu Dương đằng sau Giang Tử Phong, ông ta lập tức trợn tròn mắt lên. Dù thế nào ông ta cũng không thể ngờ được rằng lần này mình lại gặp phải Trần Triệu Dương. Lần trước gặp phải anh, ông ta đã mất hết mặt mũi, phải gọi Trần Triệu Dương là ông ngay trước mặt mọi người. Bây giờ lại gặp nhau nữa, Trần Triệu Dương là khắc tinh của ông ta sao? Cậu chủ Giang, cậu nói thế là không nể mặt bác sĩ Tôn đấy nhé. Bác sĩ Tôn là ai? Ông ấy là cao thủ về mặt y học, đúng là sắc láo, thấy Giang Tử Phong nói Tôn Vĩnh An không chữa được bệnh cho Phương Minh. Hắn ta lập tức mừng thầm. Hắn ta và Giang Tử Phong luôn đối chọi với nhau, đây chính là cơ hội tốt để đả kích Giang Tử Phong một trận ra trò. Hồ Đức, tôi nói bác sĩ Tôn không chữa được bao giờ. Tôi chỉ đang hỏi bác sĩ Tôn thôi, ông có thể chữa khỏi bệnh của ông chủ Phương không? Vừa nói, Giang Tử Phong vừa nhìn về phía Tôn Vĩnh An. Thấy vẻ mặt của ông ta thay đổi, Giang Tử Phong chỉ muốn cười thật to. Lúc Tôn Vĩnh An sượng mặt, cậu ấy cũng ở đó. Có thể nói là cậu ấy đã chứng kiến cả quá trình mất mặt của ông ta. Hồ Đức, cậu câm miệng lại cho tôi. Cậu biết ông tôi ở đây mà còn bảo tôi tới chữa bệnh. Cậu đang coi thường ông tôi hay là muốn thấy tôi xấu mặt? Tôn Vĩnh An bỗng quay đầu chỉ vào Hồ Đức và hung tợn nói. Ông ta không dám làm gì Trần Triệu Dương, cũng không dám đắc tội với Giang Tử Phong, chỉ có thể trút giận lên người Hồ Đức. Ông chủ Phương, ông đã mời ông tôi tới chữa bệnh rồi mà còn bảo tôi tới. Ông đang sỉ nhục tôi sao? Sau đó, không đợi Hồ Đức kịp phản ứng gì, Tôn Vĩnh An đã quay sang xả đạn với Phương Minh. Phương Minh và Hồ Đức lập tức nghiệt mặt ra, bọn họ nào biết ông của Tôn Vĩnh An là ai? Bọn họ có nhìn thấy đâu? Ông, tôi không biết ông ở đây,
nếu biết thì tôi đã không tới, mang hai người kia xong, Tôn Vĩnh An lập tức bước nhanh tới trước mặt Trần Triệu Dương rồi cung kính nói. Không sao, ông cứ chữa bệnh đi, để tôi đứng xem, thấy thái độ của Tôn Vĩnh An khá hơn lúc trước nhiều, Trần Triệu Dương không làm khó ông ta nữa. Chuyện đó, thôi được rồi, Tôn Vĩnh An cảm thấy thấp thỏm, bèn nói, vậy thì ông đứng xem giúp tôi, nếu chẩn đoán sai thì mong ông nhắc nhở. Giọng nói và thái độ của ông ta cực kỳ cung kính. Thấy cuồng y Tôn Vĩnh An lừng danh cung kính với một cậu thanh niên như thế, cả Hồ Đức và Phương Minh đều lấy làm khiếp sợ, đã thế Tôn Vĩnh An còn gọi cậu thanh niên đó là ông, thực sự là khiến bọn họ phải ngỡ ngàng. Chẳng lẽ Tôn Vĩnh An này là giả sao? Dù sao bọn họ đều biết cuồng y Tôn Vĩnh An vô cùng ngạo mạn, người bình thường không thể chịu nổi, ngay cả khi đối mặt với gia chủ của một vài gia tộc lớn, Tôn Vĩnh An cũng không tém lại chút nào. Ở đây luôn đi, Trần Triệu Dương gật đầu, xem ra sau hai bài học lần trước, Tôn Vĩnh An đã khôn ra rồi, ít nhất thì ông ta không còn kiêu căng trước mặt anh nữa. Được, Tôn Vĩnh An cung kính gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Minh. Ông tới đây, để tôi bắt mạch với cho ông. Đối mặt với Phương Minh, thái độ của Tôn Vĩnh An thay đổi 180 độ, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn, như biến thành một người khác. Lúc này, Phương Minh đang rất bồn chồn, ông ta không dám nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại hối hận không thôi, bởi vì vừa rồi cậu thanh niên kia đã cho ông ta cơ hội, muốn chữa bệnh cho ông ta, nhưng bây giờ xem ra ông ta đã đắc tội với cậu thanh niên tuổi trẻ tài cao này rồi. Mang theo tâm trạng thấp thỏm ấy, Phương Minh ngồi xuống ghế sofa trong sảnh trung tâm giải trí. Tôn Vĩnh An thì bắt đầu bắt mạch cho ông ta. Thời gian trôi qua, Tôn Vĩnh An càng lúc càng trao chặt chân mày, hiển nhiên là tình trạng của Phương Minh khá phức tạp nên ông ta có chút không nằm chắc. Phương Minh tất nhiên cứ nhìn chăm chăm vào vẻ mặt của Tôn Vĩnh An, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của ông A, trong lòng chợt trùng xuống. Chẳng lẽ ngay cả Tôn Vĩnh An, một cuồng y cũng không thể chẩn đoán được bệnh tình của mình sao? Ông ơi, Tôn Vĩnh An ngập ngừng nhìn Trần Triệu Dương. Chỉ cần nói ra chẩn đoán của ông là được rồi, Trần Triệu Dương không can thiệp vào việc điều trị của ông ta. Hội chứng dương hư, nhưng hơi kỳ lạ là mạch của ông ấy rất ổn định, nó ở trạng thái ngược lại với hội chứng yếu thận. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này, Tôn Vĩnh An do dự một lúc, rồi nói. Ông nói không sai. Hãy nói ra phương pháp điều trị của ông đi, Trần Triệu Dương gật đầu, tuy rằng có chút sai lệch với chẩn đoán của anh, nhưng cũng đã đúng đến 80%. Xem ra biệt danh cuồng y của Tôn Vĩnh An vẫn khá xứng đáng. Phương pháp của tôi là, Tôn Vĩnh An đang định nói các bước điều trị của mình thì cảm thấy có chút thấp thỏm không yên. Nếu là hội chứng dương hư bình thường thì không có vấn đề gì với phương pháp điều trị này. Tuy nhiên, Phương Minh thân thể gầy gò lại có thể chất hàn. Phương pháp của ông lúc đầu sẽ có kết quả tốt, nhưng đến giai đoạn sau sẽ phản lại càng gay gắt hơn. Sau khi nghe Tôn Vĩnh An nói về cách điều trị, Trần Triệu Dương liền chau mày, chỉ bảo. Ôi, sao tôi lại quên mất vấn đề này được chứ? Cũng may là có Trần gia nhắc nhở, không biết với tình hình hiện tại của Phương Minh thì phải điều trị như thế nào, Tôn Vĩnh An vỗ trán, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội hỏi. Phương Minh cũng không khỏi căng thẳng, vừa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Triệu Dương và Tôn Vĩnh An thì toát cả mồ hôi lạnh, nếu thật sự để cho Tôn Vĩnh An chữa trị, e là bệnh tình của mình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Có điều không biết liệu người thanh niên này có sẵn sàng chữa trị cho mình hay không. Vị bác sĩ này, vừa rồi tôi thật sự quá lỗ mãng rồi. Xin cậu hãy giúp tôi. Cậu yên tâm, tôi đã cho người đi hái hai loại dược liệu mà tôi đã hứa trước đó rồi. Một lát nữa sẽ giao tới, Phương Minh nói với Trần Triệu Dương với bộ dạng vô cùng lo lắng. Cỏ thất tinh, nếu thêm cỏ thất tinh vào đơn thuốc đó của ông rồi điều giải một chút thì từ trị sốt sẽ biến thành trị cảm hàn. Như vậy sẽ đúng chứng bệnh thôi. Trần Triệu Dương không nói nhiều, chỉ là gợi ý một chút. Hai, tại sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Quả nhiên là bậc thầy có khác, cảm ơn sự chỉ dẫn của Trần gia. Nghe xong lời Hiệu Dương, Tôn Vĩnh An đột nhiên cảm thấy như được khai sáng nên hiểu ra ngay. Ngay lập tức, Tôn Vĩnh An kính cẩn hành lễ với Trần Triệu Dương như học trò đối với người thầy của mình. Bảy, Trần Triệu Dương gật đầu, thản nhiên tiếp nhận. Sau này, nhà họ Hồ các người đừng đến tìm tôi để chữa bệnh nữa. Hứ, Tôn Vĩnh An xoay đầu lại, vô cùng hung dữ nói với Hồ Đức, nói xong liền tức giận đùng đùng bỏ đi. Hồ Đức thấy vậy, thì lập tức biến sắc, hắn ta nhìn về phía Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong, lạnh lùng nói, Giang Tử Phong, mày thật thủ đoạn, giỏi lắm, trước đây tao quá xem thường mày rồi, mày đợi đấy, sau này tao sẽ be mày phải trả giá. Ông chủ Phương,
tòa thuốc này là do người của tôi mang tới kê đơn để điều trị cho ông, cho nên, ông phải đưa hai loại dược liệu đó cho tôi, nếu không, câu lạc bộ của ông e là không hoạt động được lâu đâu, Hồ Đức không cách nào nổi giận được với Tôn Vĩnh An, nhưng đối với Phương Minh, hắn ta lại không chút nể nang. Nghe được những lời của Hồ Đức, sắc mặt của Phương Minh lập tức trở nên vô cùng khó coi, cho dù phần lớn toa thuốc này là do Tôn Vĩnh An kê đơn, nhưng đó lại là một toa thuốc vô dụng, chỉ sau khi Trần Triệu Dương thêm một loại dược liệu vào thì mới có thể biến đồ bỏ đi thành bảo vật. Nếu ông ta vì chuyện này mà phá vỡ lời hẹn e rằng ông ta không chỉ đối mặt với nhà họ Giang, mà còn bị một bác sĩ giỏi coi là kẻ thù, đến lúc đó nếu ông ta có mắc phải bệnh gì, người ta sẽ không bao giờ ra tay giúp đỡ nữa. Hồ Đức, cậu còn không biết xấu hổ sao? Đến bác sĩ Tôn còn bái phục rồi. Cậu còn ở đây lại nhải không ngừng, là muốn kiếm chuyện sao? Giang Tử Phong đứng lên, vô cùng khó chịu chỉ thẳng mũi tên Hồ Đức mà mảng nhiếc. Giang Tử Phong, mày câm miệng lại cho tao. Ở đây không có chuyện của mày, tốt hơn hết mày không nên xía vào. Hai loại dược liệu này là để mang đến cho một ông lớn, nếu đắc tội đến người này, ai cũng đừng hòng được yên ổn. Hắn ta vừa nghĩ đến điều gì đó thì ngay lập tức nói rất mạnh dạn. Nhà họ Hồ vốn là một gia đình nhỏ làm bất động sản ở thành phố Nam Hải, có điều gần đây bám víu vào nhà họ Phòng ở thành phố Vân Hải, vì thế mà bọn họ ở thành phố Nam Hải ngày càng ngạo mạn hơn. Trước đây, Hồ Đức vốn không dám lớn tiếng trước mặt Giang Tử Phong, còn không ngớt lời xu nịnh. Kể từ khi dựa dẫm vào nhà họ Phòng ở Vân Hải thì hắn ta bắt đầu chống đối lại Giang Tử Phong khắp nơi, Giang Tử Phong cũng hết cách với hắn ta. Thật phiền mà, đến đâu cũng đụng phải thằng ngu, tao không rảnh để đôi co với mày. Nếu mày còn không chịu cút đi, vậy để tao tiên mày đi, lúc này Trần Triệu Dương có chút không kiên nhẫn, đã khuya rồi, nên anh không thèm phải lãng phí thời gian với một tên ngu xuẩn. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương bước lên trước, vác Hồ Đức lên đi tới cửa, sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, anh ném hắn ta ra khỏi câu lạc bộ. Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của hắn ta từ bên ngoài truyền vào, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa. Được rồi, rác đã dọn sạch rồi, thứ mà tôi cần đâu, Trần Triệu Dương nhìn Phương Minh nói. Nó đã được giao đến rồi, cậu nhìn xem, có phải là hai loại cậu cần không, mặc dù những lời đe dọa của Hồ Đức khiến ông ta lo lắng, nhưng người thanh niên này càng không thể đắc tội được. Bây giờ, Hồ Đức bị người thanh niên này ném ra ngoài, tất nhiên ông ta phải đưa hai loại dược liệu này cho anh rồi. Mở chiếc hộp mà Phương Minh đưa, Trần Triệu Dương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thứ bên trong, đó chính là thứ anh đang cần. Xem ra, ngày mai có thể bắt đầu dùng trái bách linh để tu luyện thân thể rồi. Sợ rằng không đến vài hôm nữa, anh sẽ phải đến thành phố Vân Hải để giải quyết một số vấn đề mà lẽ ra đã phải giải quyết từ lâu. May mà ông còn thông minh đấy. Sau đó Trần Triệu Dương lấy giấy bút, không chỉ ghi toa thuốc trước đó mà còn cả cách dùng và liều lượng. Đông y khác xa cả ngàn dặm so với Tây y, thậm chí nếu biết toa thuốc mà không biết cách sử dụng và liều lượng, nó vẫn là một mảnh giấy bỏ đi. Nhìn thấy những gì Trần Triệu Dương viết, Phương Minh chợt thở phào nhẹ nhõm, may mà chọn đúng, nếu không thì e rằng công dụng và liều lượng này sẽ không có được mất. Cảm ơn cậu, lúc này Phương Minh mới hoàn toàn bị thuyết phục, lập tức kính cẩn nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, chuyện đã giải quyết xong, Trần Triệu Dương đương nhiên phải quay về. Trên thực tế, cơ thể Phương Minh này chỉ cần anh sử dụng chân khí thêm tia sáng vàng trong đôi mắt xuyên thấu thì sẽ chữa khỏi, tuy nhiên nếu chữa khỏi ngay lập tức sẽ khiến người ta cảm thấy y thuật của anh không có giá trị như vậy. Đại ca, anh thật sự rất tuyệt vời, anh không làm gì cả, chỉ cần ở một bên chỉ bảo một chút là đã khiến người khác ngưỡng mộ rồi. Ngầu quá đi mất, sau khi đi ra ngoài. Giang Tử Phong lập tức bám lấy Trần Triệu Dương vui mừng nói. Được rồi, đưa đồ cho tôi rồi cậu về nhà đi, Trần Triệu Dương nói một cách không mấy vui vẻ. Vâng, đại ca, Giang Tử Phong lập tức chuyển số dược liệu vừa mua từ xe của mình sang xe của Trần Triệu Dương. Đúng rồi, 10 giờ sáng mai, cậu cùng tôi đi đến buổi đấu giá, Trần Triệu Dương đột nhiên nhớ ra anh chưa từng tham gia buổi đấu giá nào ở thành phố Nam Hải, để Giang Tử Phong đi cùng anh là sáng suốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất nhiên là không thành vấn đề rồi, Giang Tử Phong do dự một hồi sau đó lại nói, đại ca, lần này yêu cầu của buổi đấu giá tương đối cao, cần phải có thẻ tư cách đấu giá mới được tham gia. Vừa hay nhà họ Giang chúng em có thẻ đó, để em hỏi thử xem có lấy được hay không. Cậu lấy được không đấy? Chẳng phải cậu không được chào đón ở trong nhà sao? Cậu có thể lấy được nó sao? Trần Triệu Dương nghi ngờ hỏi Giang Tử Phong.
Đó chẳng phải đều nhờ vào đại ca cả sao, từ khi ông nội em biết được anh đã diệt trừ nhà họ Diệp thì bắt đầu giao cho em lo liệu một số việc của gia tộc. Thật ra buổi đấu giá lần này, nhà họ Giang chúng em không có ý định sẽ nhúng tay vào, chỉ là đi xem một chút thôi, cho nên cử ai đi cũng không quan trọng. Khi nói về điều này vẻ mặt Giang Tử Phong có chút tự hào. Được rồi, vậy thì chúc mừng cậu, Trần Chiếu Dương mỉm cười, người ở bên cạnh vì mình mà có thể trở nên tốt hơn, đây chính là chuyện rất vui mừng với anh. Sau khi trở về biệt thự, Trần Chiếu Dương bắt đầu chuẩn bị dược liệu tôi luyện thân thể. Vì chỉ có một trái bách linh nên anh không dám lấy nó ra làm thí nghiệm, nhất định phải đảm bảo rằng không có sai sót gì mới được. Vì vậy, mãi cho đến nửa đêm, Trần Chiếu Dương mới có thể chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Qua một đêm, anh đã tiêu hao hết một nửa chân khí trong cơ thể. Trần Chiếu Dương không dám nghỉ ngơi, trực tiếp cầm bách linh dược đi về hướng Hồ Lộc Minh. Lúc đến Hồ Lộc Minh, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, sau khi tìm thấy cái bè gỗ mà mình đã dùng lần trước, anh trực tiếp trèo ra giữa hồ. Cảm nhận được từng đợt linh khí bốc lên từ phía dưới, Trần Chiếu Dương không do dự nữa mà ngay lập tức nuốt lấy bách linh dược. Sau khi ăn nó, anh cảm nhận được một vị đắng trào ngược lên, tiếp theo là đau. Cảm giác đau đớn tột cùng truyền đến từ cơ thể anh rồi dược tính của những linh dược này bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Trần Chiếu Dương. Nếu như có người nào đó ở bên cạnh, thì sẽ phát hiện rằng lúc này, toàn thân Trần Chiếu Dương đều bị huyết vũ bao phủ, huyết vũ này đông cứng lại, không tan mà cứ bao phủ trên cơ thể của Trần Chiếu Dương. Nhưng lúc này, tình hình của Trần Chiếu Dương không được tốt lắm, bởi vì anh đã đánh giá thấp uy lực của bách linh quả này rồi, hiển nhiên bách linh quả này không hề tâm thường. Hơn nữa tuổi đời còn lâu hơn anh dự đoán, nên dược tính của nó đương nhiên càng mạnh hơn. Một cơn đau xuyên thấu ập đến, kinh mạch trong cơ thể Trần Chiếu Dương bắt đầu đứt đoạn dưới sức mạnh đáng sợ này và chân khí trong cơ thể anh cũng vô cùng khó khăn để vận hành. Chết tiệt, sao có thể như vậy được, lúc này Trần Chiếu Dương gần như phát điên, chỉ có thể liều mạng vận hành chân khí trong cơ thể để tu bổ kinh mạch bị tổn thương. Tuy nhiên, tốc độ chữa trị chân khí của anh còn kém xa tốc độ hủy diệt. Không đầy 2 phút đồng hồ, tất cả kinh mạch trong cơ thể anh đều đã bị đứt đoạn. Và chân khí của anh cũng không thể vận hành được nữa vì các kinh mạch đã bị đứt. Lẽ nào Trần Chiếu Dương mình lại chết ở đây ư, anh không ngờ rằng bản thân lại có thể rơi vào bước đường cùng như vậy. Không đúng, mình còn đôi mắt xuyên thấu, có khi nó lại có tác dụng. Nghĩ đến đây, Trần Chiếu Dương lập tức dùng tia sáng vàng trong đôi mắt xuyên thấu chiếu về phía mình và bắt đầu chữa trị kinh mạch đã bị tổn thương. Sau khi chữa trị được kinh mạch thì Trần Chiếu Dương lập tức vui mừng khôn xiết vì nó thật sự có hiệu quả. Ngay lập tức, anh vừa vận hành chân khí trong cơ thể, vừa kết hợp với tia sáng vàng trong đôi mắt xuyên thấu của mình, bắt đầu cạnh tranh tốc độ với bách linh dược. Bách linh dược vừa bị phá hủy, Trần Chiếu Dương càng phục hồi tốt hơn. Việc chữa trị lại những thứ đã bị phá hủy quả thực là một bài kiểm tra sức chịu đựng của con người. Cho dù là người có khả năng nhẫn nhịn nhất trên thế giới này, e rằng cũng không thể chịu đựng được cơn đau khủng khiếp thế này. Tình trạng này đã kéo dài được nửa tiếng đồng hồ rồi, kinh mạch trong cơ thể của Trần Chiếu Dương giống như đang rèn phôi thép vậy, bị đập không ngừng, thật đúng với cách nói tôi luyện mãi thì tính cách sẽ trở nên kiên cường. Chính vào lúc này, tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào, từng sợi mây tía cùng ánh mặt trời đan xen vào nhau. Luồng chân khí này đã được Trần Chiếu Dương hấp thụ. Sau khi mây tím xâm nhập vào thì việc tôi luyện trong cơ thể của Trần Chiếu Dương cũng bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng. Lúc Trần Chiếu Dương tỉnh lại sau khi ngồi thiền, anh nhìn thấy hồ nước trong vắt, nắng vàng rực rỡ, núi non xanh biếc. Ngay lập tức anh cảm nhận được hóa ra cuộc sống lại tươi đẹp như thế. Suýt chút nữa anh đã mất mạng rồi, đúng là chỉ có sắp mất đi thì con người ta mới biết được những thứ đang có đẹp đẽ biết nhường nào. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình lúc này, Trần Chiếu Dương vô cùng hài lòng. Anh có thể cảm giác được, bây giờ cho dù anh không dùng chân khí thì người có cảnh giới thiên tiên cũng không chịu nổi một quyền của anh. Trái bách linh này không hổ là thứ tốt để tôi luyện thân thể, đáng tiếc là chỉ có một quả. Nghĩ đến bản đồ kho báu trong cái hộp cơ quan kia, những bản đồ kho báu khác có lẽ cũng được đặt trong loại hộp cơ quan này. Lẽ nào bên trong có loại linh quả thượng phẩm ư? Xem ra phải cho người đi tìm loại hộp cơ quan này mới được. Có điều sức lực của anh dù gì cũng có hạn. Mấy tên nhãi ngoại quốc nói rằng muốn đến tìm mình, sao tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Nghĩ lại, nhìn quần áo trên người mình, Trần Chiếu Dương không khỏi thấy bất lực, cả người đầy máu. Nếu quay về như thế này, e là Nam Cung Yến sẽ khóc một trận mất.
Trần Triệu Dương lập tức nhảy xuống hồ, chân khí cồn cào trong cơ thể anh. Ở trong nước, anh rửa sạch toàn bộ vết máu trên người, sau đó bỏ ra khỏi mặt nước. Sau khi lên đến bờ, đôi chân của Trần Triệu Dương bỗng nhiên đạp một cước, cả người lao ra ngoài như một tia chớp lao về hướng biệt thự. Thật phê, cái cảm giác nhanh như chớp do sử dụng sức mạnh thuần túy từ thân thể này mang lại đúng là sảng khoái mà. Anh không kìm được cảm xúc mà thét lên. Đợi lúc về tới biệt thự, áo quần trên người anh cũng đã được gió hong khô rồi. Điều này khiến Trần Triệu Dương bớt được một lời giải thích. Vốn dĩ Trần Triệu Dương nghĩ thời gian vẫn còn sớm, muốn nấu bữa sáng. Nhưng sau khi về tới biệt thự, anh mới phát hiện Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã, hai người đã bắt đầu bận rộn trong căn bếp ở lầu 1. Ây da, là ngọn gió nào thổi hai vị đại tiểu thư này đích thân xuống bếp vậy? Trần Triệu Dương đi vào biệt thự, cười híp mắt rồi nói. Vợ à, em đang ghen đó hả? Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, Trần Triệu Dương vui như mở cờ trong bụng, lập tức nói. Anh nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể ghen vì anh chứ? Anh muốn về thì về, không muốn về thì chết ở bên ngoài tôi cũng không thèm quản. Vẻ mặt của Nam Cung Yến trở nên khó chịu, liền bực mình nói. Vợ yêu dấu của anh yên tâm đi. Cho dù bên ngoài chập trùng cám dỗ, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ vượt rào với người khác. À không, anh sẽ quản chặt trái tim mình, làm một người chồng tốt, đạt tiêu chuẩn nhất của em, Trần Triệu Dương vỗ ngực bảo đảm. Xì, ai là vợ của anh chứ? Đừng có rát vàng lên mặt mình, Nam Cung Yến tức giận trừng mắt nhìn Trần Triệu Dương. Còn anh thì bị sự quyến rũ của cô làm cho ngây người ra. Được rồi vợ à, em đừng có giận nữa. Tối qua anh chạy ra ngoài là để đi mua thuốc điều chế mỹ phẩm cho bọn em đó, em không biết trong đấy có nhiều loại khó mua thế nào đâu. Trần Triệu Dương thấy Nam Cung Yến vẫn không thay đổi thái độ gì thì be đầu dùng khổ nhục kế. Vợ à, em không biết đâu, để điều chế được mỹ phẩm này. Cho các em, anh đã chưa ngủ cả đêm rồi, mắt thâm như gấu trúc rồi đây này. Vừa nói Trần Triệu Dương vừa bày ra một bộ dáng thảm hại. Thế sao, tôi mới không tin anh cả tối không ngủ đâu. Nam Cung Yến nói với giọng dịu dàng. Vốn dĩ không muốn đến làm phiền hai người họ đang ve vãn nhau nhưng ngay khi nhắc đến vấn đề điều chế mỹ phẩm thì Từ Tịnh Nhã đã lập tức chạy đến, Trần Triệu Dương với đôi mắt phát sáng. Trần Triệu Dương bị cô ta nhìn chằm chằm như thế thì chỉ cảm thấy nổi hết da gà, hai người phụ nữ này ở cùng nhau thực sự là không dễ đối phó. Điều chế xong mỹ phẩm rồi sao? Ở đâu cơ? Từ Tịnh Nhã hỏi với vẻ mong đợi. Đã xong rồi. Bây giờ tôi đi lấy cho hai người, Trần Triệu Dương chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hai người họ nên lập tức lao về phía phòng mình. Đợi đến khi anh đi ra thì trong tay đã cầm hai chai thủy tinh, còn chưa đợi anh nói gì thì hai người kia đã giật đi luôn rồi. Hai người họ nhìn vào lọ thuốc điều chế mỹ phẩm này thì chỉ hận không thể lập tức đi về phòng để bôi thôi. Sao lọ của tôi lại thiếu một chút? Ngay khi Trần Triệu Dương nghĩ là họ sẽ vô cùng cảm động và biết ơn anh sâu sắc thì Nam Cung Yến lại lắc lắc lọ thuốc trong tay rồi hỏi lại một cách khó chịu. Đây không phải chuyện bình thường sao, sau khi anh điều chế xong thì lấy lọ của em để thử hiệu quả của nó. Sao lại lấy lọ của tôi? Anh có ý kiến gì với tôi sao? Nam Cung Yến nói một cách vô lý nhưng Trần Triệu Dương có thể nhìn ra được là cô đang cố ý kiếm cơ gây sự với anh. Sau khi Trần Triệu Dương nói cho hai người họ cách dùng thì hai người lập tức lao vội lên tầng, bỏ luôn cả việc đi làm. Trần Triệu Dương không muốn làm phiền đến hai người nên anh trở về phòng của mình tắm rửa rồi thay quần áo. Dù gì cũng là buổi tham gia đấu giá, không thể nào ăn mặc quá tùy tiện được. Đợi Trần Triệu Dương thu xếp xong thì Giang Tử Phong đã lái xe đến rồi. Đại ca, hôm nay anh đẹp trai quá, thấy Trần Triệu Dương mặc vest thì Giang Tử Phong lập tức cảm thán. Anh đẹp trai thế này, em đi cùng anh cũng áp lực quá rồi. Đừng nói nhảm nữa, lái xe đi, Trần Triệu Dương liếc cậu ấy một cái rồi lên xe. Trong xe, Trần Triệu Dương ngồi ở hàng ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay lúc này, Giang Tử Phong đang lái xe lại nói một cách thán phục, em nói này đại ca, anh chăm sóc ra kiểu gì thế? Em đã thấy rất nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng làm đại diện thương hiệu cho các hãng mỹ phẩm rồi nhưng không thấy ai có làn da đẹp như anh cả. Còn nói nhảm nữa thì có tin tôi xử cậu luôn không? Trần Triệu Dương vươn tay vỗ đầu Giang Tử Phong rồi bực bội nói. Anh còn đang đau đầu vì sự thay đổi của làn da mình gần đây, phải biết rằng màu da màu lúa mạch của anh phải mất bao nhiêu năm khổ luyện mới có được. Nhưng dạo gần đây tu luyện lại khiến cho làn da của anh thay đổi một cách chóng mặt. Nếu được thì anh chỉ muốn nói là anh không hề muốn có làn da trắng bóc như thế này làm gì, thực sự giống như mấy thằng trai bao vậy.
Giang Tử Phong tất nhiên không thể nào biết được nỗi đau này của Trần Triệu Dương, nhưng nhìn vẻ mặt anh không được tốt lắm nên lập tức ngậm miệng. Nửa tiếng sau, hai người cuối cùng cũng đi đến nơi tổ chức buổi đấu giá hôm nay, một phòng đấu giá của thành phố Nam Hải. Trần Triệu Dương phát hiện, bên ngoài phòng đấu giá này có không ít xe sang, người nào người nấy đều mặc vest lịch lãm đi vào bên trong. Xem ra, lần đấu giá này thu hút được không ít thế lực đến. Nhưng Trần Triệu Dương quyết tâm phải lấy được Hồ Lộc Minh. Đại ca, người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen kia là Trang Phi, tổng giám đốc của bất động sản Hoành Mậu, Giang Tử Phong đứng bên cạnh giới thiệu. Trần Triệu Dương nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Anh biết bất động sản Hoành Mậu, nó chính là tập đoàn bất động sản lớn nhất Nam Hải, thực lực vô cùng hùng hậu. Không ngờ ông ta cũng đến tham dự buổi đấu giá này. Ngoài bất động sản Hoành Mậu của Nam Hải chúng ta ra thì còn có rất nhiều tập đoàn có quy mô lớn về bất động sản khác cũng đến, Giang Tử Phong nghiêm mặt nói với Trần Triệu Dương. Phải biết là các thế lực võ đạo ở Nam Hải tuy rằng không được coi là quá phát triển, nhưng do là một thành phố ven biển nên kinh tế vô cùng phát triển, một vài tập đoàn, công ty lớn đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở đây. Không sao cả, đi thôi, chúng ta đi vào trong, Trần Triệu Dương gật đầu rồi dẫn theo Giang Tử Phong đi vào trong. Đại ca, không ngờ nhà họ Ngụy ở Vân Hải cũng đến rồi, xem ra buổi đấu giá hôm nay không dễ nuốt đâu. Ngay khi hai người vừa bước vào phòng đấu giá thì nhìn thấy hai người đàn ông sắc mặt lạnh lùng ngồi ở ngay hàng ghế đầu. Hả, nhà họ Ngụy mà cũng dám duỗi tay mó vào đồ của thành phố Nam Hải sao? Nghe được lời nói của Giang Tử Phong thì Trần Triệu Dương đánh mắt nhìn sang đó nhưng không nhận ra hai người họ. Chỉ là thực lực của hai người này đều đã đạt đến hậu thiên đại thành rồi, xem ra nhà họ Ngụy rất coi trọng chuyện này. Đại ca, nghe nói một thời gian trước nhà họ Ngụy xảy ra chuyện, hình như là có kẻ đã phản bội. Tuy rằng, cuối cùng tên đó bị siết cổ cho đến chết nhưng mà nhà họ cũng tổn thất rất nặng nề. Đến lúc này, nhà họ Ngụy vẫn không muốn hành sự khiêm tốn, còn dám đến Nam Hải, đúng thật là to gan mà. Giang Tử Phong đối với chuyện nhà họ Ngụy xảy ra chuyện cũng khá kinh ngạc, nhưng trong giọng nói của cậu ấy lại để lộ ra chút hả hê. Sau khi nghe những gì Giang Tử Phong nói thì Trần Triệu Dương thoáng giật mình. Xem ra, lần đó anh thả người nhà họ Ngụy kia ra đã có tác dụng rồi. Chỉ là tác dụng còn chưa lớn làm, nếu không nhà họ sẽ không thể rảnh rỗi mà đến Đông Hải làm gì. Trần Triệu Dương, không ngờ cậu còn dám xuất hiện trước mặt nhà họ Ngụy, đúng thật là không sợ chết mà. Ngay lúc Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong đang nói chuyện về nhà họ Ngụy thì hai người kia cũng nhìn thấy anh, họ lập tức đứng lên rồi lạnh giọng nói. Hả, nhà họ Ngụy các người là sao chổi hay sao mà tôi lại không dám xuất hiện, Trần Triệu Dương không hề tức. Giận mà lập tức tiến về phía hai người nhà họ Ngụy kia. Cậu đã làm cho cậu chủ Ngụy thành người tàn tật, lại còn giết chết nhiều người nhà họ Ngụy như thế. Cậu nghĩ cậu còn chạy thoát được sao? Nếu biết điều thì mau cút đến cổng nhà họ Ngụy rồi quỳ xuống đi, có lẽ chủ nhà họ Ngụy còn để cho cậu toàn thây, nếu không, ha ha. Một người mặc áo đen trong đó lạnh giọng nói một cách đầy ngạo mạn. Hai tên nhãi hậu thiên mà lại dám đứng trước mặt tôi làm càn, ai cho các người cái gan đó? Nhà họ Ngụy sao? Trần Triệu Dương híp mắt cười rồi nói. Cái gì, cậu lại còn định động tay động chân ở đây sao, người nhà họ Ngụy chế nhạo. Đồ lừa đen già, có tin tôi sẽ khiến ông không bước chân ra khỏi Nam Hải được không, Giang Tử Phong vừa nghe được lời này của người đó thì tức giận nói. Cậu nói gì cơ, người đó nghe được lời nói của Giang Tử Phong thì tức giận, hẳn ta ghét nhất ai chê mình đen, hơn nữa tên khốn đó lại còn mắng hẳn ta là lừa đen già. Đừng có vội, chỗ này không ra tay được đâu, người còn lại giữ chặt lấy hắn ta. Trần Triệu Dương, cậu nói không sai, nhà họ Ngụy chúng tôi cậu không thể nào động đến được, đừng có nghĩ là cậu đánh bại được Thiên Tiên Đại Thành thì chính là thiên hạ vô địch, tôi nói cho cậu biết, trong mắt nhà họ Ngụy chúng tôi thì cậu chỉ là một con muỗi thôi, chúng tôi muốn bóp chết cậu cũng là chuyện quá dễ dàng. Người còn lại lạnh lùng nói. Chuyện bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ là khi họ nhìn thấy có người dám gây sự với người nhà họ Ngụy thì đều ngạc nhiên. Hai người đó là ai mà dám gây sự với nhà họ Ngụy? Người kia là Giang Tử Phong, người nhà họ Giang, còn người còn lại tôi không biết. Kể cả là người nhà họ Giang thì cũng không động đến nhà họ Ngụy được đâu, xem ra hai người họ thảm rồi. Có phải trước giờ các người không quan tâm đến chuyện của thành phố Nam Hải hay không? Người nhà họ Giang là cái gì chứ? Người đứng cạnh Giang Tử Phong mới đáng sợ. Đám người xung quanh rì rầm bàn luận với nhau. Chỉ là một vài người thế mà không biết Trần Triệu Dương là ai.
ngay lập tức có người kể lại trận chiến sống còn của Trần Triệu Dương và ông cụ Diệp. Đến lúc này mọi người mới biết được sự tồn tại mạnh mẽ của anh, nghe nói nhà họ Diệp bị một người thanh niên hủy hoại nhưng không ngờ người đó lại trẻ như vậy. Ồ, tôi cũng động vào rồi, nhà họ Ngụy các người mới là tự tìm đường chết mới đúng, Trần Triệu Dương nói một cách nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng chính sự nhẹ nhàng bình tĩnh này lại khiến người ta bực bội. Hai người họ lúc này đều tức giận lắm rồi, họ phải hít vào mấy hơi mới có thể bình tĩnh lại được. Sau đó, người đàn ông vạm vỡ mặt đen cười lạnh, Trần Triệu Dương, cậu muốn lấy mảnh đất Hồ Lộc Minh này thì cũng phải hỏi xem nhà họ Ngụy chúng tôi có đồng ý hay không đã. Hả, thế sao? Trần Triệu Dương cười lạnh rồi nói, tôi làm việc từ trước đến nay đều không hỏi ý kiến của ai, nhà họ Ngụy các người thì là cái thá gì chứ? Cậu! Hai người nhà họ Ngụy nghe được lời này của Trần Triệu Dương thì tức giận. Cái thá gì của nhà họ Ngụy bọn họ ngay cả đại gia tộc hào môn của thành phố Vân Hải cũng không dám khinh thường, càng đừng nói đến chuyện dám sỉ nhục nhà họ. Nhưng mà cái tên 20 tuổi đầu này lại dám ngạo mạn như thế, đúng là không biết trời cao đất dày. Tốt lắm! Tôi muốn xem chút nữa cậu làm thế nào để lấy được mảnh đất Hồ Lộc Minh này, họ biết mình không đánh lại Trần Triệu Dương nên chỉ để lại một câu dọa nạt như thế rồi tức giận mà ngồi xuống. Trần Triệu Dương thì không để bụng mà lập tức đi cùng Giang Tử Phong lên hàng ghế đầu ngồi. Đám người xung quanh thấy họ tức giận như thế còn nghĩ là sẽ đánh nhau, không ngờ cứ thế mà kết thúc rồi. Chỉ là họ biết, chuyện này không thể nào bỏ qua như thế được, nó chắc chắn sẽ bùng phát lại thôi. Theo thời gian, phòng đấu giá ngày một đông hơn. Rất nhanh sau đó, buổi đấu giá Hồ Lộc Minh chính thức bắt đầu. Lúc này, một đấu giá viên mặc vest, đeo găng tay trắng bước tới. Đầu tiên anh ta giới thiệu về Hồ Lộc Minh rồi đến vị trí và cảnh quan thiên nhiên của nó. Chỉ là những người đến đây đều thành tinh cả rồi, tất nhiên là họ sẽ không bị lời nói của đấu giá viên làm dao động. Tình hình của Hồ Lộc Minh như thế nào thì ai cũng hiểu, nếu đã dám đến đấu giá thì tất nhiên phải có lý do riêng của mình. Khu đất Hồ Lộc Minh được đánh số hiệu A001, bao gồm Hồ Lộc Minh, núi Lộc Minh, tổng diện tích là 560 mẫu. Giá khởi điểm là 2 tỷ và mỗi lần ra giá không được dưới 10 triệu. Đấu giá viên nói đến đây thì lộ ra một chút khó hiểu. Anh ta phụ trách bao nhiêu lần đấu giá rồi nhưng mảnh đất này có thể coi là rẻ nhất từ trước đến giờ. Bình thường trên 100 mẫu thì giá khởi điểm ít nhất cũng phải 1,5 tỷ tệ rồi nhưng đây là mảnh đất 560 mẫu thế mà giá lại chỉ có 2 tỷ. Nhưng anh ta cũng biết là Hồ Lộc Minh là một khu vực kỳ lạ cho nên dù có chút khó hiểu nhưng anh ta cũng không ngạc nhiên lắm. Nhà họ Ngụy nghe đến giá này thì cười lạnh, họ biết mảnh đất Hồ Lộc Minh đối với người Nam Hải đáng sợ như thế nào nhưng nhà họ không sợ cái này, họ chắc chắn là Hồ Lộc Minh có ẩn chứa bí mật cho nên gia chủ mới ra lệnh nhất định phải lấy được nó. Đại ca, Trần Triệu Dương sợ sẽ là một trở ngại lớn cho. Chúng ta, người mặt đen nhà họ Ngụy đó quay lại nhìn Trần Triệu Dương một cái rồi âm trầm nói. Cậu ta, tên đại ca cười lạnh, dù võ công của cậu ta rất cao nhưng dù gì cũng chỉ là một tên hạ đẳng mà thôi, giữ được mức giá khởi điểm đã khá lắm rồi, cậu ta làm gì có tư cách đấu giá mảnh đất này. Tất nhiên, nếu cậu ta không biết điều thì nhà họ Ngụy chúng ta phải giúp cậu ta hiểu ra thế nào gọi là sức mạnh của thế gia. Nói xong, hắn ta quay người lại nhìn Trần Triệu Dương, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Trần Triệu Dương cảm nhận được tầm mắt của hai người kia chỉ là anh không để ý. Kể cả gia chủ họ Ngụy có đến đây thì cũng không thể nào ngăn anh giành lấy mảnh đất này được. Bây giờ bắt đầu trả giá, đấu giá viên ngay lập tức gõ búa và tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá. 6 tỷ. Đấu giá viên vừa nói xong thì đã có người trả giá, hơn nữa còn ngay lập tức tăng lên 3 tỷ. 6 tỷ. 7 tỷ. Rất nhanh giá đã lên đến 8 tỷ, giá này đối với mảnh đất này mà nói thì đã khá hợp lý rồi. Vì vậy, một số công ty dự định phát triển các dự án bất động sản hoặc du lịch đã lần lượt bỏ cuộc. Bởi vì giá đã lên đến đây thì dù cho có lấy được thì tỷ suất lợi nhuận chắc chắn sẽ rất thấp, cho nên đối với một người làm kinh doanh thì mua mảnh đất này chẳng có tí hời nào. 10 tỷ. Ngay lúc này, có một tiếng nói vang lên phá vỡ cục diện trước mắt. Phải biết rằng từ 2 tỷ lên 5 tỷ là đã tăng thêm 3 tỷ nhưng từ 8 tỷ lên 10 tỷ thì không chỉ là tăng thêm 2 tỷ nữa mà chính là tổng giá trị lên đến 10 tỷ đấy. 10 tỷ đã đủ mua được một khu đất khá tốt trong trung tâm thành phố, giá thực sự là quá cao rồi. Lập tức mọi người đều nhìn về phía người trả giá, sau khi nhìn xong thì tất cả đều hiểu ra. Hóa ra là người nhà họ Ngụy ở Vân Hải. Nhà họ Ngụy chính là một thế gia,
nguồn tài nguyên trong tay nhiều vô kể, tất nhiên là bỏ ra được số tiền này rồi. 11 tỷ. Nhà họ Ngụy vừa trả giá xong thì Giang Tử Phong đột nhiên giơ bảng đấu giá lên, cười lạnh nói. Vẻ ngạo mạn trên mặt của hai anh em nhà họ Ngụy chợt cứng nở lại, bọn họ hung hăng nhìn về phía Giang Tử Phong và Trần Triệu Dương, sau đó giơ bảng đấu giá lên nói, 12 tỷ. 12 tỷ 10 triệu. Giang Tử Phong đột ngột đổi cách chơi, cậu ấy chỉ thêm 10 triệu rồi cố tình khiêu khích đưa ngón giữa về phía hai anh em nhà họ Ngụy. Thằng khốn. Sắc mặt hai người họ đều tái mét, rõ ràng là bị bộ dạng khinh bỉ của cậu ấy làm cho tức điên cả người. Trần Triệu Dương cũng cạn lời nhìn Giang Tử Phong, anh mới nói rằng cứ để Giang Tử Phong đấu giá, chỉ cần trong vòng 20 tỷ đổ lại, cậu ấy muốn thế nào cũng được. Nhưng không ngờ tên này lại chọc tức nhà họ Ngụy thế này, Trần Triệu Dương cũng không nhiều lời. Chỉ cần vui vẻ là được, nhà họ Ngụy sao, chả là cái đếch gì. 13 tỷ, nếu có gan thì mày thêm nữa đi, hai anh em họ Ngụy nghiến răng nghiến lợi nói với Giang Tử Phong. Phải biết rằng, cái giá tối đa mà gia chủ đưa cho bọn họ là 15 tỷ, nhưng bọn họ thật sự không thể mua với giá đó được, nếu không sẽ chứng tỏ rằng mình quá kém cỏi. Theo quan điểm của bọn họ, một khi tên tuổi nhà họ Ngụy xuất hiện, ai dám tranh giành mảnh đất này với bọn họ chứ? Đến lúc đó, miếng đất này chắc chắn được đấu giá với mức giá thấp nhất. Tuy nhiên, bọn họ không bao giờ ngờ rằng lại lòi ra tên Trần Triệu Dương, hơn nữa còn thêm tên đê tiện chỉ thêm 10 triệu mỗi lần đó nữa. Làm sao mày biết là ông nội Phong của mày đây có cái gan đó vậy? Lẽ nào phụ nữ nhà họ Ngụy của mấy người đã thử qua rồi sao? Giang Tử Phong kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, sau đó làm vẻ nghi hoặc hỏi, tôi chẳng nhớ được gì cả, có thể nói cho tôi biết là ai không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mày chán sống ư? Sau khi nghe thấy lời của Giang Tử Phong nói, tên vạm vỡ mặt đen vô cùng phẫn nộ, lập tức động tay. Bong bong, yên lặng, nếu lại gây sự thì sẽ bị loại ra khỏi cuộc đấu giá. Lúc này đấu giá viên đột nhiên hét lên. Nghe thấy lời của người đấu giá viên, người đàn ông vạm vỡ mặt đen dưới sự khuyên can của anh cả mình liền ngồi xuống, có điều dáng vẻ trợn mắt ngoác mồm của hắn ta nhìn như muốn ăn thịt người. Vị này, nếu không ra giá, xin đừng làm loạn, người đấu giá viên nhìn về phía Giang Tử Phong, không hề khách khí nói. Ai nói tôi sẽ không ra giá nữa? Tôi vừa giơ bảng lên đấy, lẽ nào anh không nhìn thấy sao? Không phải nói tăng giá không dưới 10 triệu sao? Tôi ra giá 13 tỷ 10 triệu. Giang Tử Phong có chút khó chịu nói, cậu ấy còn chưa chơi đủ với hai người nhà họ Ngụy. Có ai tăng giá nữa không? Sau khi Giang Tử Phong không còn làm loạn nữa thì người đấu giá viên lập tức hỏi. 14 tỷ, lúc này, anh cả nhà họ Ngụy gần như, nghiến răng nghiến lợi hét giá, bàn tay siết chặt lấy bảng đấu giá đến mức gân xanh đều nổi lên, cho thấy trong lòng gã vô cùng căm phẫn. Lúc này, những người xung quanh đã hoàn toàn từ bỏ buổi đấu giá này, suy cho cùng thì mức giá đã lên tới 14 tỷ, đối với những người kinh doanh như bọn họ thì hoàn toàn không đáng. Hơn nữa, bọn họ càng không hiểu hai người này đang nghĩ gì. Nếu chỉ vì tranh hơn thua với nhau thôi thì cái giá phải trả là quá lớn rồi. Dù là vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến việc bọn họ ngồi xem kịch hay. Đặc biệt giá đã lên tới mức này có thể nói là rất cao. Vừa hay bọn họ lại được chứng kiến sự ra đời của một khu đất giá cao khác tại thành phố Nam Hải. Hai, các người cũng thật là keo kiệt, mới chỉ thêm có 1 tỷ thôi. Ông đây cứ thêm 10 triệu nữa, 14 tỷ 10 triệu, Giang Tử Phong lắc đầu, nhìn hai người họ nói với bộ dạng xem thường. Lúc này, nhà họ Ngụy như sắp nổ tung lên, tên khốn kiếp. Này đúng là ăn hiếp người quá đáng. Mỗi lần thêm 10 triệu cũng không sao, nhưng ăn nói lại không hề nể nang người khác. Những người xung quanh xem như được mở mang tầm mắt về bản lĩnh khiêu khích người khác của cậu ấy. Chàng trai trẻ này đúng là mặt dày, mỗi lần người ta đều tăng giá cả 1 tỷ nhưng cậu ta chỉ tăng giá có 10 triệu, đây không phải là cố ý khiêu khích thì là gì chứ? Anh cả, tăng giá nữa không? Giá này sắp đạt đến giới hạn của chúng ta rồi. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, e rằng vẫn có thể ra giá cao hơn, lúc này, tên vạm vỡ mặt đen mới chột dạ. Bởi vì hẳn ta biết rằng số tiền mà gia chủ đưa chỉ có 15 tỷ, nếu vượt quá giá này căn bản không còn tiền nữa. Hừ, theo anh thấy thì hai người này cố ý nâng giá để chúng ta ra giá cao, nếu không bọn họ sẽ không bình tĩnh như vậy. Phải biết rằng 14 tỷ không phải là con số nhỏ. Theo anh biết, nhà họ Giang không thể nào bỏ ra một khoản lớn như vậy, Trần Triệu Dương lại càng không thể. Cho nên, bọn họ chính là đang gài bẫy chúng ta. Chờ xem anh sẽ xử lý bọn họ như thế nào.
Lúc này, anh cả nhà họ Ngụy đã bình tĩnh trở lại, nhìn thấu được chiêu trò của Giang Tử Phong và Trần Triệu Dương. Nếu có bản lĩnh thì theo đi, anh cả nhà họ Ngụy chế nhạo, sau đó đứng dậy hét với đấu giá viên, 20 tỷ. Trần Triệu Dương sửng sốt một chút, không ngờ nhà họ Ngụy táo bạo đến vậy, một lúc thêm 6 tỷ, đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Wow, nhà họ Ngụy điên rồi sao? 20 tỷ, không đáng chút nào. Không những không đáng mà còn là một tổn thất lớn. Không ngờ bọn họ lại hơn thua với nhau đến mức này, nhưng không biết Giang Tử Phong và Trần Triệu Dương có tiếp tục ra giá nữa không? Tất cả mọi người đều nhìn Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong với vẻ mặt mong đợi. Lúc này, Giang Tử Phong cũng đờ đẫn hoãn, bản thân chỉ muốn chọc giận bọn họ một chút thôi, không ngờ bọn họ lại chỉ mạnh tay như thế, cái này há chẳng phải là muốn ép mình vào chân tường rồi sao? Không được, đại ca nói rồi, mảnh đất này anh ấy nhất định phải có được, nếu như đấu giá không thành chỉ vì lỗi của mình thì mình đúng là một tội đồ mà. Nghĩ đến đây, cậu ấy quyết định tự bỏ tiền túi ra để đấu giá lên, đồng thời lấy được mảnh đất này. Ngay lập tức, đôi mắt Giang Tử Phong đỏ ngầu, muốn giơ bảng hét giá. Tử Phong, chờ một chút, để tôi, Trần Triệu Dương kéo lấy Giang Tử Phong lắc đầu nói. Sau đó anh nhìn hai anh em nhà họ Ngụy bằng ánh mắt kỳ quái, từ khi có đôi mắt xuyên thấu, anh cũng nhân tiện luyện tập qua phân tích khẩu hình miệng. Mặc dù vừa rồi hai người này xì xào bàn tán, nhưng Trần Triệu Dương có thể thấy rõ ràng giá cao nhất mà bọn họ chi được chỉ là từ 14,5 đến 15,5 tỷ. Bọn họ cố tình hét giá cao như vậy vì muốn gài Giang Tử Phong theo. Nếu đúng như vậy, chắc chắn anh sẽ không để cho bọn họ được toại nguyện. Xin lỗi, chúng tôi thật sự không dám theo nữa rồi. Chúc mừng các người đã đấu giá thành công mảnh đất này, Trần Triệu Dương nói với nụ cười danh mãnh. Ban đầu, anh cả nhà họ Ngụy còn có chút đắc ý, nhưng nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, vẻ mặt gã bỗng trở nên luống cuống, 20 tỷ chớ không phải là 2 triệu. Bọn họ căn bản không kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy, quả nhiên là trúng kế của hai tên khốn này. Khi những người xung quanh nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì đều sững sờ, sau đó nở nụ cười chế giễu. Xem ra Trần gia này thật sự không dễ dây vào, Giang Tử Phong này cũng không phải là người dễ đối phó, quả là miệng lưỡi sắc bén, lời nói ra có thể khứa một lớp da thịt của người khác. Bộp, chúc mừng anh đây đã giành được lô đất Hồ Lộc Minh, lúc này đấu giá viên đang ngạc nhiên mới tỉnh táo lại, lập tức đập búa, hét lớn. Đấu giá viên hiện giờ cực kỳ kích động, nên biết rằng, đây là nhiệm vụ mà cấp trên giao cho ông ta, 6 tỷ là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không ngờ nó lại có thể đấu giá tới 20 tỷ, vậy thì coi như ông ta đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, xem ra lần này ông ta sẽ được cấp trên khen ngợi đây. Tôi, nhà họ Ngụy chúng tôi từ bỏ đợt đấu giá lần này, mặt anh cả nhà họ Ngụy đỏ bừng, khi nói đến hai chữ từ bỏ, gã chỉ hận không thể tìm được một chỗ nào để chui vào. Thật là xấu hổ, lần này trở về, chỉ sợ hai anh em bọn họ sẽ bị gia chủ lột sạch ra mất. Cái gì, đấu giá viên vốn dĩ đang kích động, nhưng sau khi nghe thấy những lời của anh em nhà họ Ngụy, lập tức ngẩn ra. Còn những người xung quanh cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Có phải nhà họ Ngụy không cần thể diện nữa không vậy? Thế nhưng, họ nghĩ rằng mua một miếng đất như vậy với giá 20 tỷ đúng là ngu ngốc, người nhà họ Ngụy cũng không phải lũ điên, đương nhiên sẽ không chịu mất tiền oan như vậy. Hai người có biết hậu quả của việc bỏ đấu giá không? Điều đó đồng nghĩa với việc bị đưa vào danh sách đen của thành phố Nam Hải vĩnh viễn, khoản tiền cọc 50 triệu trước đó của hai người cũng sẽ không được hoàn trả, hai người chắc. Chăn là muốn từ bỏ đấu giá không? Sắc mặt của đấu giá viên tái nhợt, căn răng hỏi anh em nhà họ Ngụy. Chúng tôi chắc chắn sẽ từ bỏ đấu giá, hai anh em nhà họ Ngụy tỏ ra lúng túng, gật đầu. Bộp, tôi tuyên bố, theo quy định của đấu giá, khi người trả giá cao nhất trong cuộc đấu giá lần này từ bỏ lượt đấu giá, vậy thì quyền sở hữu nhường lại cho người trả giá cao thứ hai, chúc mừng anh đã giành được lô đất Hồ Lộc Minh. Đấu giá viên trừng mắt nhìn hai anh em nhà họ Ngụy, thở dài một tiếng, sau đó nở nụ cười nhìn về phía Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong. Cảm ơn, tôi phải đến đâu để thanh toán, Trần Triệu Dương đột nhiên mỉm cười, quy tắc đấu giá đều giống nhau, nếu như người trả giá cao nhất từ bỏ thì sẽ nhường quyền cho người trả giá cao thứ hai. Cũng đồng nghĩa với việc, cách mà anh em nhà họ Ngụy tự cho là thông minh, lại giúp đỡ Trần Triệu Dương, giúp Trần Triệu Dương giảm không ít tiền vốn. Hiện giờ, Giang Tử Phong đang chết sững, cậu ấy không ngờ đại ca lại lợi hại như vậy. Trong tình huống này mà vẫn có thể phản kích một cách hoàn hảo, đánh một trận cực kỳ đẹp,
trực tiếp tiêu diệt đối thủ, hơn nữa còn ít tốn kém. Những người xung quanh cũng sững sờ, họ không ngờ lại xảy ra tình tiết này, đúng là quá lợi hại rồi. Xem ra cậu Trần này không đơn giản, không chỉ có giá trị vũ lực cao, mà năng lực tài chính cũng cực kỳ hùng hậu. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là khi đối mặt với tình huống này, anh quá bình tĩnh. Sau chuyện này, chỉ e rằng tên tuổi của Trần Triệu Dương sẽ nhanh chóng lan rộng trong giới thượng lưu của thành phố Nam Hải. Thưa anh, mời đi bên này, sau khi đấu giá viên nghe Trần Triệu Dương nói xong thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặc dù 14 tỷ ít hơn nhiều so với 20 tỷ, nhưng Trần Triệu Dương thẳng là sự thật. Hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong bước vào phòng đấu giá dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, mặc dù Trần Triệu Dương đã mua miếng đất này thành công với giá hơn 14 tỷ, nhưng so với giá trị của miếng đất này, con số này thật sự vẫn quá cao. Trần Triệu Dương đương nhiên không biết những người này nghĩ gì, anh và Giang Tử Phong đến phía sau để nhanh chóng hoàn thành một số thủ tục. Nói cách khác, từ giờ trở đi, miếng đất Hồ Lộc Minh hoàn toàn thuộc về Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương có được quyền sở hữu miếng đất này, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là anh cũng đã có căn cứ thuộc về mình ở thành phố Nam Hải. Đại ca, thật sự xin lỗi, vừa rồi suýt nữa đã để người nhà họ Ngụy thành công, làm xong mọi thủ tục. Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong quay về xe, Giang Tử Phong cứ cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi. Không sao, hiện tại kết quả tốt là được rồi, Trần Triệu Dương híp mắt cười. Thật ra, anh hoàn toàn không cần chỉ nhiều tiền như vậy. Để mua miếng đất này, nếu như không phải vì nhà họ Ngụy, có lẽ anh chỉ cần bỏ ra hơn 8 tỷ là mua được rồi. Thế nhưng, nếu không có chuyện gì xảy ra, Trần Triệu Dương sẽ sớm đến thành phố Vân Hải, dù sao thì ở đó cũng còn không ít ân oán cần giải quyết. Nghĩ đến chuyện này, khóe miệng của Trần Triệu Dương lập tức nở nụ cười tàn nhãn. Đến lúc đó Trần Triệu Dương anh sẽ khiến nhà họ Ngụy bồi thường tổn thất cho mình. Mặc dù Giang Tử Phong biết kết quả cuối cùng tốt đẹp, nhưng cậu ấy vẫn tự trách bản thân mình. Nếu cậu đã áy náy như thế thì tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ, tìm người dọn dẹp biệt thự ở Hồ Lộc Minh, có lẽ không lâu nữa, sẽ có vài người bạn của tôi tới đây, sẽ có người sống ở đó. Trần Triệu Dương thấy tâm trạng của Giang Tử Phong không tốt lắm, lập tức giao cho cậu ấy một nhiệm vụ. Được, không thành vấn đề, sau khi nghe Trần Triệu Dương nói, Giang Tử Phong lập tức hứa hẹn. Đúng rồi, sắp tới cậu giúp tôi để ý một thứ, xem nó có nằm trong tay ai không, nếu có, phải thông báo cho tôi ngay. Lập tức, Trần Triệu Dương nói rồi liền gửi ảnh hộp ngọc bí mật mình chụp bằng điện thoại cho Giang Tử Phong. Đại ca yên tâm, nhà họ Giang chúng em biết rõ nhất thông tin về các phiên đấu giá, chỉ cần có loại hộp ngọc như thế này. Chắc chắn em sẽ báo lại với anh ngay lập tức, Giang Tử Phong nhìn bức ảnh trong tay một lúc, trịnh trọng nói. Không chắc là sẽ đấu giá, nên chú ý cả những chỗ khác nữa, sau đó Trần Triệu Dương dặn dò Giang Tử Phong. Dù sao thì hộp ngọc này rất quan trọng với anh, dù là trái bách linh hay là tấm bản đồ kho báu chưa hoàn thiện kia nữa. Còn chưa đợi Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong kịp về đến nhà, điện thoại của Giang Tử Phong đã vang lên. Đại ca! Hứa Thiệu Phong mời chúng ta chơi một ván vào. Ngày mai, Giang Tử Phong nghe điện thoại, sau đó che điện thoại nói với Trần Triệu Dương. Đồng ý đi, Trần Triệu Dương gật đầu, anh không hề sợ hãi, với trò chơi như vậy, chỉ mong là Hứa Thiệu Phong có thể cao tay một chút, nếu không thì đúng là khiến người khác quá thất vọng. Được, đại ca đã đồng ý rồi, chút nữa nhìn địa chỉ và thời gian vào điện thoại của tôi, Giang Tử Phong cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Trần Triệu Dương. Đại ca! Ván lần này đều do Hứa Thiệu Phong mời, nhớ hẳn ta gian lận thì làm thế nào bây giờ, Giang Tử Phong hơi do dự nói. Không sao, chỉ mong kỹ năng của hắn ta có thể tiến bộ hơn một chút, nếu không thì quá nhàm chán, khóe miệng Trần Triệu Dương nở nụ cười kiêu ngạo. Dù là kỹ năng như thế nào, cũng không thể trốn khỏi đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương, ngược lại anh còn muốn xem Hứa Thiệu Phong sẽ giở trò gì. Đại ca, cứ đi ngang qua như vậy sao, Giang Tử Phong nhìn biệt thự gần trong gang tấc. Hỏi. Cậu đợi tôi ở trong xe một chút, tôi đi xem chị dâu cậu, Trần Triệu Dương thật sự muốn nhìn xem hai người nam. Cung Yến và Từ Tịnh Nhã sau khi dùng thuốc dưỡng da sẽ như thế nào? Được rồi, đại ca, anh đúng là người đàn ông tốt nhất thế giới, quan tâm chị dâu như thế cơ mà, Giang Tử Phong ngưỡng nộ nói. Cái này cần cậu nói sao, Trần Triệu Dương thản nhiên đồng tình với lời khen ngợi này. Trần Triệu Dương bước vào liền phát hiện toàn bộ biệt thự yên tĩnh không có lấy một động tĩnh. Anh nghỉ hoặc bước lên lầu 2 đến trước căn phòng của hai người, Trần Triệu Dương gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng trả lời, anh lập tức thử đẩy cửa.
Kết quả là vừa đẩy thì cánh cửa mở ra, sau khi bước vào, anh phát hiện ra rằng không có ai trong phòng. Hai người họ đi đâu rồi? Trần Triệu Dương nhìn hai chiếc điện thoại di động được đặt trên bàn ở đầu giường, hiển nhiên là hai người không có rời đi. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng nước chảy truyền tới từ trong phòng tắm, còn có tiếng nô đùa. Thì ra hai người họ đang tắm, cũng đúng, sau khi dùng dung dịch thuốc làm đẹp kia, bên trong cơ thể hai người họ nhất định sẽ thải ra rất nhiều tạp chất, chẳng trách họ lại đi tắm. Không thấy được dáng vẻ hai người họ sau khi dùng dung dịch thuốc khiến anh có chút thất vọng. Anh chuẩn bị quay đầu rời đi, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm được mở ra. Trần Triệu Dương trong vô thức xoay người nhìn về phía phòng tắm. Chỉ thấy hai người cực kỳ xinh đẹp chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm trong làn sương nước, hai người họ vừa nói vừa cười, hoàn toàn không chú ý tới Trần Triệu Dương. Mắt Trần Triệu Dương nhìn thẳng, bức họa này, quả thực là quá đẹp. Hai người họ vốn đã là mỹ nhân tuyệt thế, bây giờ lại sử dụng thêm dược phẩm làm đẹp mà anh phối chế khiến làn da càng thêm trong trẻo căng bóng. Cộng với việc hai người họ vừa mới tắm xong, làn da trong suốt như pha lê với một chút mềm mại mờ ảo khiến miệng lưỡi Trần Triệu Dương khô khốc. Mà lúc này anh cảm thấy mũi ngứa ngáy, liền bất giác đưa tay lên lau. À, hai người vốn đang nói cười bước ra trong phòng tắm, nhưng vừa bước ra thì Trần Triệu Dương nhìn bọn họ không chớp mắt, lập tức hét lên một trận chói tai. Tôi không cố ý, tôi đi ra ngoài ngay bây giờ đây, Trần Triệu Dương không nghĩ tới bản thân mình lại bị bắt tại trận, quan trọng nhất là, lại còn đang chảy máu mũi nữa chứ. Thật là mất mặt. Tên lưu manh thối, anh còn nhìn à, nhanh quay người đi, hai người kia lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh chóng trốn vào phòng tắm đóng cửa lại. Cái kia, tôi có gõ cửa, nhưng không có ai trả lời lại, tôi sợ hai người xảy ra chuyện, nên mới đi vào, các cô tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi ra ngoài bây giờ đây, Trần Triệu Dương nhanh chóng che lại mũi, bối rối chạy ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đỏ bừng như phát sốt. Hai người họ căn bản không ngờ Trần Triệu Dương sẽ đột nhiên trở lại. Sau khi họ sử dụng thuốc làm đẹp thì tiết ra mồ hôi đen cùng với mùi khó chịu, hai người không chịu được nên cùng nhau đi tắm. Sau khi rửa sạch vết bẩn đen, họ nhận thấy làn da mình tốt hơn rất nhiều so với làn da lấm tấm vài đốm nhỏ màu lúa mạch của trước kia. Họ phát hiện làn da của mình gần như được tạo thành từ thạch anh, thậm chí khi họ tự mình xem cũng cảm thấy sắp tự yêu lấy chính mình rồi. Hai người phụ nữ đang cười đùa trong phòng tắm, không nghe thấy tiếng gõ cửa nên tất nhiên họ đi ra ngoài trong trạng thái thoải mái nhất. Kết quả lại biến thành như vậy. Ôi chao, chồng cậu còn thật sự không coi mình là người ngoài, cậu nói đi, chuyện này phải làm sao, trong lòng Từ Tịnh Nhã thầm bực bội. Tuy rằng cô ta không có ấn tượng xấu về Trần Triệu Dương nhưng suy cho cùng cô cũng là một cô gái, đụng phải loại chuyện này, đương nhiên có chút không thể chấp nhận được. Quan trọng nhất là... Người đàn ông này còn là chồng của bản thân cô. Chúng ta không phải là đã nói qua rồi sao, dù sao chồng của tớ cũng như chồng của cậu, nhìn cậu đi, cậu cũng đâu có chịu thiệt thòi gì, Nam Cung Yến lại quét tới cái nhìn quyến rũ, cười híp mắt nói. Hiện tại cô càng ngày càng hài lòng với Trần Triệu Dương, hơn nữa, cô còn cảm thấy bản thân có chút không thể tách rời khỏi người đàn ông trông có vẻ không quá nghiêm túc này. Nhưng thành thực mà nói, người đàn ông này khá buồn cười, cậu vừa rồi có thấy không? Anh ta vừa nhìn thấy hai chúng ta, vậy mà lại chảy máu mũi, vừa nói, Từ Tịnh Nhã vừa bật cười khúc khích, rõ ràng là nhớ tới dáng vẻ quãn bách vừa rồi của Trần Triệu Dương. Tiểu Yến, hai người các cậu còn chưa làm cái kia à, Từ Tịnh Nhã bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, cả khuôn mặt tràn ngập tò mò gặng hỏi. Mặc dù sau khi cô ta tới, cảm giác quan hệ giữa Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến có chút kỳ lạ, nhưng là vợ chồng, quả thực có chút kỳ dị,